Quan thuật, Diệp Phàm. Tập 11. Cậu cho rằng người anh em Tề Thiên của tôi có chút mùi vị nói khoác có phải không? Hừ, nói thật với cậu, thiếu tá tiểu đoàn trưởng Tạ Tốn của căn cứ Dương Đầu Phong nhìn thấy người anh em Tề Thiên của tôi còn phải cung kính chào, miệng hô thủ trưởng. Thân phận thật sự của cậu ấy nói ra đoán chừng cậu sẽ giật mình, thiếu tá tiểu đoàn trưởng binh đoàn đặc nhiệm Liệp Báo căn cứ Vịnh Lam Nguyệt Thủy Châu. Cậu cho rằng cậu ta có tư cách nói những lời như vậy không? Thật, thật sao? Phạm Bằng hai mắt đột nhiên như lồi ra bên ngoài, dáng vẻ như sắp rớt tròng mắt vậy. Tiểu tử này rất nhanh nhẹn, da mặt cũng đủ dày, phục hồi lại tinh thần hướng về phía Tề Thiên, bộp, một cái, chào theo tiêu chuẩn nghi thức quân đội, hô lớn. Đại đội trưởng thượng úy sư đoàn dã chiến thành phố Mặc Hương Phạm Bằng xin chào thủ trưởng. Được, Tề Thiên cũng không kéo mặt xuống. Kêu một tiếng xem như đáp lễ, cười nói. Thế nào hả, tôi không phải là đại vương nói khoác chứ. Nói thật với cậu, đứng vững một chút, vị phó bí thư họ Diệp vừa rồi cậu kêu cút đi, chính là anh em kết nghĩa của đoàn trưởng thiết của Liệp Báo chúng tôi. Chương 214, đào góc tường. Đoàn trưởng thiết là ai chắc anh cũng không biết được, tuy nhiên sư đoàn trưởng đại tá Triệu Côn thấy ông ta còn phải cúi đầu khom lưng, ha ha ha. Tề Thiên cảm thấy rất mát mặt. Tôi hiểu đoàn trưởng thiết là ai rồi, là người mà quân đoàn trưởng Cố Thiên Kỳ chúng tôi khi gặp cũng phải cúi đầu. Tên tiểu tử Phạm Bằng này cũng biết đùa cợt, nói ra một câu khiến đám người Tề Thiên phá ra cười. Không tệ, cậu cũng nhanh nhạy đấy. Liệp Báo chúng tôi đang muốn chiêu mộ nhân tài hiểu biết về thiết bị điện tử và liên lạc hồng ngoại. Biết đâu cậu lại có hy vọng, tuy nhiên mức độ cạnh tranh rất khốc liệt vì chọn lựa trong toàn quân, không có ai là gà mờ. Tề Thiên thân thiết vỗ vai Phạm Bằng. Chuyện này tôi cũng nghe nói, dĩ nhiên nằm mơ cũng muốn vào Liệp Báo rồi. Chẳng qua là nghe nói cạnh tranh quá khốc liệt, trong toàn quân có trên 100 người tiến sĩ thì đã ghi danh cả rồi, mới tuyển được 5 người, tôi thì mới là nghiên cứu sinh, ai? Anh Tề có thể nghĩ cách giúp thằng em một chút đi. Ra mặt tên tiểu tử Phạm Bằng này so sánh với Diệp Phàm chỉ có hơn chứ không kém. Gã đã sớm muốn vào Liệp Báo. Hiện giờ tiểu đoàn trưởng Liệp Báo ngay trước mặt tại sao lại không cầu, sau khi nói xong thì quay sang Phạm Trọng Dương ra hiệu. Thiếu tá Tề, anh xem đó, Phạm Bằng ngay cả nằm mơ cũng muốn vào Liệp Báo, cả ngày cứ lải nhải bên tai, chuyện này thiếu tá Tề có thể giúp đỡ thằng con tôi một chút được không? Phạm Trọng Dương vì con trai nên cũng đành dày mặt mở miệng. Chuyện này nói thật là phân lượng của tôi còn chưa đủ, nhưng chỉ cần anh cả tôi chịu gật đầu là xong. Tôi không phải vừa nói đấy thôi. Chuyện này đối với người khác thì muôn vàn khó khăn, đối với hắn mà nói chỉ cần một câu nói. Tề Thiên nhìn chằm chằm vào Diệp Phàm cười nói. Như vậy đi, bí thư Diệp, chỉ cần có thể để cho Phạm Bằng vào Liệp Báo, tôi dù có phải dày mặt cũng phải tranh thủ cho khu nhà ở của trạm điện xây trên xã Khanh Hương, còn đây là khoản tiền thuê nhà lúc trước, tôi xin gửi cho bí thư hạ. Để biểu hiện thành ý, Phó Chủ tịch Phạm lập tức lấy bút ra ký chi phiếu đưa cho Hạ Nhã Trinh. Tí nữa làm cô vui mừng suýt ngất. Sau khi cầm lấy chi phiếu thì liếc mắt nhìn Diệp Phàm cũng không nói gì nhưng dĩ nhiên trong thâm tâm thì cảm tạ không dứt, có lấy thân báo đáp hay không thì trong lòng cũng biết rồi. Chủ tịch Phạm, vậy tôi cũng nói luôn với ông. Trụ sở xã Khanh Hương như thế nào chắc ông cũng biết rõ, diện tích rộng rãi, tiện nghi cũng khá đầy đủ, vừa lúc có thể chuyển thành nhà ở của trạm điện. Xã Khanh Hương sáp nhập vào Lâm Tuyền sẽ rút đi tới 7 phần nhân viên làm việc. Số người còn lại chắc chỉ còn chưa đến mấy chục người, chỉ cần lấy một phần trụ sở cũng đủ rồi. Diệp Phàm ném ra tính toán ngày hôm nay. Phạm Trọng Dương cũng không phải là kẻ ngu, dĩ nhiên là hiểu rõ Diệp Phàm muốn bảo mình mua lại trụ sở mới xây của chính quyền xã Khanh Hương chuyển sang cho trạm điện. Tuy nhiên chuyện này thì tương đối lớn, mình y cũng không dám trực tiếp quyết luôn, hơn nữa còn liên quan đến nhiều phương diện. Cha, còn chờ gì nữa? Với thân phận là phó chủ tịch thứ nhất của cha chẳng lẽ không quyết định nổi việc này. Chẳng phải trạm phát điện cũng muốn xây trụ sở, có thể lấy địa bàn cực lớn của xã Khanh Hương làm cơ sở, hơn nữa trong trụ sở vừa xây cũng đã có rất nhiều cây cối, vậy thì không cần trồng nữa rồi. Mặt tiền bên ngoài trước kia xây theo yêu cầu của chúng ta nên cũng rất khí thế, địa điểm cũng rất tốt, ở ngay vị trí trung tâm. Phạm Bằng nhấp nhổm đứng ngồi không yên, chỉ sợ Diệp Phàm lại đổi ý. Đừng nóng vội, chuyện này để cha suy nghĩ một chút, Phạm Trọng Dương phất tay trấn an con trai, dù sao chuyện này liên quan quá lớn,
liên quan đến tài chính 7, 800 vạn. Tập đoàn điện lực Mạc Hương cũng không phải do nhà mình mở, cho dù mình là chủ tịch tập đoàn cũng không thể quyết ngay. Trầm tư một lát, Phạm Trọng Dương hỏi. Nếu nhượng lại thì có thể cho tập đoàn chúng tôi với giá bao nhiêu, hơn nữa năm ngoái khi chính quyền xã các anh xây trụ sở này nghe nói còn có người cho tiền, vậy giờ nếu bán sẽ xử lý ra sao, địa bàn thuộc về người nào? Trụ sở chúng tôi xây hết 100 vạn, phí mông có thể chứng thực, tiền cũng là do y lĩnh đi, dĩ nhiên ở đây còn chưa bao gồm đất. Còn đúng là khi xây trụ sở này có người quyên tiền nên không thể bán đứt, tuy nhiên có thể mở một cửa phía sau, không ảnh hưởng đến trạm phát điện. Toàn bộ diện tích đất là hơn 1 vạn mét vuông, mấy tòa nhà cũng thì coi như không tính, chỉ tính tòa nhà mới và một số thứ khác, cộng lại ít nhất cũng chừng 300 vạn. Hạ Nhã Trinh tính toán rất chi tiết, chắc là cũng đã tính toán bán trụ sở rồi nên trả lời rất trôi chảy. Ha ha, Bí Thư Hạ, đó là trước kia khi chính quyền xã chưa chuyển đi nên đất đai còn có giá trị, hiện giờ chuyển đi rồi, nhân viên chắc cũng chỉ còn lại mấy chục người. Nhân khẩu của xã Khanh Hương vì chuyện sáp nhập mà chuyển đi theo tôi tính cũng chừng không dưới 5.000 người. Những người còn ở lại xã chắc cũng chỉ còn chừng 1 vạn người, vì thế nên đất đai không thể có giá như bây giờ. Sau này xã Khanh Hương cùng lắm chỉ là một cái thôn lớn mà thôi, đất đai của thôn dĩ nhiên sẽ không thể so sánh với xã được đúng không, ha ha. Phạm Trọng Dương không hổ là một người lão luyện phân tích rất sắc sảo. Phó Chủ tịch Phạm không thể nói như vậy. Chờ khi trụ sở các ông hoàn thiện, nhân khẩu chẳng phải là sẽ tăng thêm mấy ngàn người. Biết đâu nếu các ông hoàn thiện xong trạm thủy điện thì xã Khanh Hương sẽ trở nên nhộn nhịp trở lại. Hơn nữa Lâm Tuyền còn có một kế hoạch rất lớn là thành lập một con đường nối kín để tạo thành vòng cung kinh tế. Kế hoạch này nếu trình bày chi tiết thì tương đối phức tạp, để tôi nói qua một chút, chính là lấy việc sửa đường thôn đập Thiên Thủy làm chủ, từ đó nối thông xã Khanh Hương và Lâm Trường Cảnh Dương. Con đường theo quy hoạch cũ vốn rất nhỏ, lần này theo quy hoạch mới sẽ đạt theo tiêu chuẩn đường quốc lộ, khi đó từ Lâm Tuyền tới xã Khanh Hương chỉ cần nửa giờ mà thôi. Dĩ nhiên đây chỉ mới là ý tưởng của tôi mà thôi, các ông tạm thời hãy giữ bí mật, tuy nhiên tôi tin tính khả thi rất lớn, chắc đạt tới 8 phần. Tôi đã dự trù được tài chính, nếu làm xong thì trạm phát điện của các ông cũng được hưởng lợi, vì thế các ông chắc là cũng nên bỏ ra một chút, hơn nữa các ông là tập đoàn lớn, không thể bỏ ra con số ít được nhỉ. Ngay như Lâm Trường Cảnh Dương cũng bỏ ra 100 vạn đấy. Ngoài ra bản đo vẽ tuyến đường cũng là do bọn họ bỏ tiền ra thuê, tính ra cũng phải mấy chục vạn. Diệp Phàm cười nói, nếu thật sự sửa đường, hơn nữa có thể nếu như lời anh nói là lấy thị trấn Lâm Tuyền làm trung tâm động mạch giao thông, tập đoàn chúng tôi có thể bỏ ra vài trăm vạn. Thật ra chúng tôi cũng đã nghĩ tới việc tu sửa con đường này rồi, chỉ là về mặt tài chính quá lớn nên không thể tiến hành. Phó Chủ tịch Phạm cũng hơi giật mình, lúc đầu còn cho là Diệp Phàm đang khoác lác. Nhưng sau khi nghe hắn nói đã xin được mấy trăm vạn thì mới tin tưởng. Ngay vào lúc này, Diệp Phàm điện thoại vang lên. Ha ha ha, thằng em, nghe nói cậu bị người ta đẻ à? Sướng khoái a, anh đã sớm nói với cậu là vào quân đội đi, cứ ở chỗ đó làm gì? Người nào dám phách lối như thế, dám đánh cả cố vấn binh đoàn Liệp báo chúng ta? Không muốn sống có phải hay không? Thiết Chiêm Hùng ra vẻ quan tâm nhưng thật ra thì đang trêu chọc Diệp Phàm. Anh Thiết, thằng em thảm như vậy rồi anh còn cười nữa, không hề có được chút an ủi, vậy mà còn nói là anh trai của em. Giọng của Diệp Phàm ra vẻ cay đắng lẫn bất mãn. Được rồi, có muốn anh gọi một cú điện thoại đem bọn con rùa đó sửa trị cho thằng em hả giận không? Thiết Chiêm Hùng nghiêm túc. Không cần, người đánh em đã vào tù rồi, để một phó cục trưởng cục công an vào tù cũng đủ đáng thương rồi. Đúng rồi anh Thiết, đầu mối mà Trần Khiếu Thiên có thể giảm hình phạt cho ông ta không? Diệp Phàm hỏi lại. Có chút tin tức, tuy nhiên rất kỳ lạ. Trường Bạch Sơn không có chỗ nào gọi là Vọng Hồn Nhai, mà chỗ đó chỉ có một nơi gọi là Xương Bối Nhai, còn có tên khác gọi là Vong Hồn. Nghe nói ở đó là rừng già, từ lúc lập nước đến nay đã mấy chục năm rồi, bình thường rất ít người có thể tới đó, chỉ có cảnh sát vũ trang mới có thể tiến vào, thú dữ cũng có rất nhiều. Liệp báo triển khai tìm kiếm nhưng không thấy, mới đoán rằng Trần Khiếu Thiên nghe nhầm Xương Bối thành Trường Bạch Sơn. Sau đó quả thật điều tra ra hội Hồng Á Đao Lưu, vì thế chúng ta có thể xem xét để giảm hình phạt cho Trần Khiếu Thiên. Thiết Chiêm Hùng nói tới đây bỗng nhiên cười khan vài tiếng có vẻ quái dị.
Thằng em, thương lượng với cậu một chuyện, nghe nói Trần Khiếu Thiên đã nhận cậu làm chủ nhân, sư phụ của lão chính là Trần Hòa Phong truyền nhân thái cực quyền của Trần Thị, là một siêu cấp cao thủ thất đoạn, còn là sư huynh của ngọn Thái Sơn quốc thuật hoa hạ hiện giờ là Trần Vô Ba, nhân tài A. Vì thế cậu có thể nhường nhịn một chút để cho chúng tôi đặc biệt tuyển mộ lão vào liệp báo được không? Tuy tuổi tác của lão hơi lớn một chút nhưng bản lĩnh của lão vẫn là tứ đoạn, đảm nhiệm chức vụ huấn luyện viên ở liệp báo chắc là được. Hơn nữa trước kia hình như lão còn là cao thủ ngũ đoạn, sau khi bị thương mới bị hạ cảnh giới. Tuy nhiên xét về kinh nghiệm là vô cùng phong phú, ai? Tiếc hận rồi. Diệp Phàm nghe đến đây thì cũng toát mồ hôi, thầm nghĩ, mẹ kiếp. Liệp báo quả thực chính là một tổ chức tình báo gián điệp, có chuyện gì mà giấu được bọn họ không nữa, ngay cả chuyện vài chục năm trước cũng điều tra ra. Đoán chừng mình có bao nhiêu em cũng bị bọn họ biết được, cũng may mình không phải là đại nhân vật gì, nếu không còn ở đây mà tiêu dao cái rắm. Ha ha, anh à, nếu Trần Khiếu Thiên đồng ý thì em cũng không phản đối, cống hiến cho quốc gia. Bản thân em cũng là một nhân viên chính quyền, luôn lấy đại cục quốc gia làm trọng, ha ha. Diệp Phàm cười ha hả, trong đầu nghĩ thầm thằng anh cũng thật là tàn ác, đào ngay góc tường trên đầu thằng em. Bất kể như thế nào cũng không thể nhả Trần Khiếu Thiên ra được, không dễ dàng mà có được một bảo bối giữ nhà như vậy. Thằng danh này, đừng có mà qua mặt thằng anh, lão già này tính tình ương ngạnh, nếu không có em gật đầu ưng thuận thì làm sao lão chịu. Thiết Chiêm Hùng có chút bất đắc dĩ. Nói đi, tiểu tử ngươi rốt cuộc có chịu hay không? Anh đừng ép em chứ. Em đâu có dễ dàng phát hiện ra lão chứ, hơn nữa ông ta năm nay cũng hơn 50 rồi, làm khó lão làm gì. Diệp Phàm cũng đành dày mặt. Ai, coi như vậy đi, anh cũng không biết nói gì nữa, nếu là lúc trước chắc đã móc súng ra bắn rồi. Thiết Chiêm Hùng cụt hứng thở dài. Không thể đem Trần Khiếu Thiên vào liệp báo đúng là trong lòng y đau đớn không dứt, người này kinh nghiệm đối kháng vô cùng phong phú, lại là truyền nhân chính tông của cao thủ thái cực quyền, quả thực khó cầu. Được rồi lão đại, để em lấy thứ gì đó bồi thường cho anh nhé, nếu không e đại ca không bỏ qua rồi. Diệp Phàm thần bí. Bồi thường lại là sao, nói nghe một chút đi. Thiết Chiêm Hùng nhất thời tò mò. Em sẽ tiến cử cho anh một cao thủ tam đoạn được chưa, tuổi cũng mới chỉ 18 thôi. Diệp Phàm cười nói. Nói mau tới nghe một chút. Thiết Chiêm Hùng nóng nảy, giọng nghe rất gấp gáp. Anh làm gì mà nóng thế? Cao thủ tam đoạn ở liệp báo chẳng phải là có đầy ra à? Diệp Phàm ngạc nhiên. Thúi lắm, cậu nghe con thỏ chết Tề Thiên bốc phét à? Cao thủ tam đoạn, cậu cho rằng là củ cải trắng bán ngoài chợ sao? Quân chính quy của liệp báo cũng chỉ mấy trăm người, còn lại là làm công tác hỗ trợ. Trong đám gọi là tinh anh đó phần lớn cũng chỉ là nhất đoạn lẫn nhị đoạn, dùng chân đá gảy một, hai chồng gạch còn làm được. Võ sĩ tam đoạn hiếm như lông phượng, sừng lân. Vũ sư tứ đoạn cấp thấp được 3 người, ngũ đoạn được 1, tính cả cậu là 2, còn lục đoạn thì chỉ có mỗi mình anh. Quốc thuật Trung Quốc xuống dốc rồi, trong cả tỷ người mà muốn kiếm mấy cao thủ cũng cực kỳ khó khăn. Cho dù là những đại phái võ lâm như Thiếu Lâm, Võ Đang, Thanh Thành, Nga Mi cũng cực kỳ ít ỏi. Nói ngay như Võ Đang, danh tiếng vang lừng, tiên thiên tôn giả trong truyền thuyết của bọn họ là Trương Vô Trần cũng không biết còn sống hay không, nếu còn thì tuổi cũng đã cao. Chắc là một ông lão hom hem rồi, năm tháng không chờ người à. Quốc thuật Trung Quốc khi tu luyện tuy là có tác dụng trì hoãn tuổi già khiến cho người trăm tuổi nhìn qua giống như mới 6-70 tuổi. Nhưng dù sao người già thì yếu đi là quy luật tự nhiên, ai cũng trốn không thoát. Trừ Trương Vô Trần hiện nay của phái võ đang là một cao thủ bát đoạn, thất đoạn không có, lục đoạn 2, ngũ đoạn không có. Tứ đoạn trở xuống thì tổng cộng chưa đến 10 người. Đây chính là hiện trạng trước mắt của một môn phái lừng danh như Võ Đang. Tổ A của chúng ta đã từng đề nghị phái Võ Đang, hy vọng bọn họ có thể xuất lực cho quốc gia một vị cao thủ lục đoạn. Người ta nói như thế nào, toàn bộ môn phái có được 2 cao thủ lục đoạn, một chính là trưởng môn Trương Thiên Sương đã 70 tuổi. Một người khác là trưởng lão Trương Vôn Trần, lại sắp trăm tuổi rồi, một lão già hom hem như vậy thì làm sao quốc gia có thể cưỡng ép bảo đi phục vụ chứ? Như vậy thì còn chút gì là nhân đạo. Chương 215, thắt chặt giao dịch. Tình trạng các phái khác như Thanh Thành, Nga Mi, Thiếu Lâm cũng tương tự, khó khăn a. Cao thủ cực kỳ khó tìm, người hiện đại đều không chịu được gian khổ của việc luyện võ, người nào chịu khổ được thì căn cốt lại quá kém.
Căn cốt sẽ quyết định thành tích tu luyện cuối cùng của một người, một võ giả có căn cốt thấp thì tu luyện cách nào cũng không thể nào đột phá lên cảnh giới tứ đoạn. Cho nên tuổi mới 20 mà đã đạt võ sĩ cao cấp tam đoạn chứng tỏ căn cốt không phải tầm thường, chí ít cũng có thể vượt qua tứ đoạn. Trải qua một thời gian nữa thì bọn họ sẽ đều là tuyển thủ tiềm năng, tôi xem trọng ở đây là tiềm lực bọn họ. Bọn họ rất có thể sẽ đột phá lên được tứ đoạn vũ sư, nói nhanh lên, là những người nào. Thiết Chiêm Hùng sốt ruột hét lớn làm chiếc điện thoại rung bần bật, tí nữa làm Diệp Phàm đau lòng muốn ngất. Hắc hắc, anh Thiết, em cúp máy đâu, nếu gọi thì anh trả tiền đi, một trưởng phòng nho nhỏ như em trả không nổi tiền điện thoại đâu. Diệp Phàm cười khan. Cậu đó, keo kiệt quá. Bỏ đi, tôi cho cậu 5.000 đồng, cho luôn cậu một cái điện thoại nữa, được chưa? Thiết Chiêm Hùng vui vẻ cười ha hả. Ai, thằng em, anh Thiết của cậu cũng dừng ở lục đoạn khai nguyên lâu lắm rồi, đã 5 năm mà không có cách nào để đột phá vào tiệt lưu. Cảnh giới quốc thuật càng cao, muốn đột phá một cảnh giới nhỏ đúng là khó như lên trời. Cậu phải nắm bắt cơ hội, thằng anh chắc dừng ở lục đoạn khai nguyên rồi. Giọng của Thiết Chiêm Hùng có chút mất mát. Anh Thiết, sao lại xem nhẹ mình như thế, anh còn trẻ mà, đường sau này còn dài. Tại sao lại không thể đột phá, em cũng không hiểu rõ lắm. Diệp Phàm hơi động, nghĩ tới phương thuốc lôi âm cửu long hoàn mà mình sắp điều chế cho Tề Thiên và Lô Vĩ. Nghe sư phụ Phí nói tại thời điểm đột phá nếu có trợ giúp thì khả năng thành công sẽ lớn hơn, tuy nhiên nội kình của võ giả được trợ giúp cũng phải tới điểm đột phá, nhưng tỷ lệ thành công cũng hết sức thấp, nhiều nhất chỉ đạt 3 phần. Lần chế luyện thuốc này có lẽ phải làm ra mấy viên, dành cho sư phụ 2 viên để dùng. Tuy nhiên điều chế lôi âm cửu long hoàn cũng không phải dễ dàng, phải sử dụng nội kình mà ít nhất cao thủ thất đoạn trở lên mới có năng lực, vừa khéo Diệp Phàm đủ tiêu chuẩn. Tuy nhiên tỷ lệ thất bại cũng tương đối cao, hơn nữa dược liệu điều chế phần lớn đều là thứ quý hiếm, nếu không thành công thì rất đáng tiếc. Vì thế Diệp Phàm cũng không lập tức chế luyện ngay, lỡ làm hỏng mất số dược liệu quý hiếm mà Tề Thiên và Lô Vĩ đem tới, hơn nữa dịch thể quả thái tuế mà Lô Vĩ đem tới là thứ mà có tiền cũng chưa chắc mua được. Ha ha, cậu em, cậu đừng nghĩ dễ dàng như vậy, cao thủ lục đoạn trở lên đột phá rất phức tạp, phải đồng thời khổ luyện lẫn lĩnh ngộ tinh thần, cảm ngộ cảnh giới, liên quan đến rất nhiều phương diện. Biết đâu cậu có thể trong nháy mắt đã đột phá, nhưng có khi ngồi đó dơ mắt mấy chục năm cũng không thể bước qua được một cảnh giới nhỏ. Ví dụ như anh vào 5 năm trước tiến vào lục đoạn khai nguyên có thể nói là thiên tài rồi. Căn cốt của anh cũng không thấp vậy mà 5 năm rồi bị vây ở khai nguyên không thể tiến lên tiệt lưu. Về phương diện này của quốc thuật đúng là bí ẩn, không phải muốn là được. Ai? Thiết Chiêm Hùng lại thở dài thườn thượt. Cậu em, từ lục đoạn khai nguyên đến tiệt lưu chỉ là một cảnh giới nhỏ nhưng độ mạnh yếu của nội kình tăng gấp đôi, nếu trong chiến đấu thì hiệu quả sẽ như thế nào, chính là một mạng đấy. Anh Thiết, em biết có một phương thuốc gọi là lôi âm cửu long hoàn. Nếu anh có thể tìm được dược liệu thì em có thể cầu một cao nhân lánh đời thử chế luyện, tuy nhiên cũng không chắc chắn, tỷ lệ thành công chỉ có 3 phần. Nghe nói có thể giúp đột phá cảnh giới, tuy nhiên tỷ lệ thành công cũng chỉ có chừng 3 phần, anh có muốn thử hay không, tuy nhiên dược liệu rất đáng quý, nếu mua đầy đủ chắc phải tốn hết 10 mấy vạn. Diệp Phàm ném ra lợi ích này tí nữa làm Thiết Chiêm Hùng hôn mê, vốn loại thuốc có thể giúp đột phá cảnh giới này dù có rất nhiều tiền cũng khó mua. Nghe nói võ đang có bích lân đan, thiếu lâm có đại hoàn đan, nga mi có hỏa long bát quái đan là những thứ có thể trợ giúp đột phá, tuy nhiên đều là bảo bối chấn môn. Thật sao, mau đưa phương thuốc báo lên, hắc hắc, lão Thiết này có thể chịu bất cứ giá nào. Thiết Chiêm Hùng cười ha ha liều mạng thúc giục Diệp Phàm, trong lòng y cấp tốc đánh bảng cửu chương muốn đem phương thuốc này báo lên tổ A để nghiên cứu, đây chính là một công lao lớn. Hắc hắc, lão đại, phương thuốc có thể cho anh. Tuy nhiên anh cũng đừng mong có chủ ý gì, lấy trộm là không thể nào, không có phương pháp điều chế thì lại thành độc dược, hại người không đền được mạng đâu. Hơn nữa phương thuốc này cũng không hoàn chỉnh, lão tiền bối cũng không truyền hết cho em. Ông ta còn giữ một số bí quyết, đây là cơ mật của người ta, em cầu xin mãi ông ta mới đồng ý điều chế cho mấy viên. Còn về phần lai lịch thì mong anh Thiết ngàn vạn lần đừng đi điều tra, cao nhân đều có cá tính cổ quái. Làm lão bực mình thì ngay cả mấy viên thuốc chúng ta cũng không có phần rồi. Diệp Phàm cũng không ngu, nghe giọng Thiết Chiêm Hùng thì đoán được chút manh mối nên chặn trước. Dĩ nhiên chuyện vị ẩn sĩ cao nhân kia là do hắn bịa ra, thật ra chính là bản thân.
Chuyện này ngay cả Lô Vĩ và Tề Thiên cũng phải lừa gạt, nếu lộ ra thì chắc mình sẽ bị quốc gia trói lên tổ A để cống hiến rồi. Tuy nhiên muốn chế luyện ra lôi âm cửu long hoàn thì cho dù quốc gia xuất lực cũng khó tìm dược liệu, chỉ riêng quả thái tuế đã là vật chỉ có thể ngộ mà không thể cầu, nếu không phải lần này đào được nó trong mộ cổ triều đường thì mình cũng không thể làm ra. Cậu đó, được rồi, anh không có ý nghĩ vô sỉ vậy đâu, chỉ là tò mò thôi, vậy nên em cứ mau đưa phương thuốc kia cho anh siêu tầm. Còn nữa, cao thủ tam đoạn trẻ tuổi kia là ai, anh phải mau đưa gã vào quân đội, chậm trễ thì tiếc hận rồi. Thiết Chiêm Hùng lại bắt đầu thúc giục. Một người là ở trại Thạch Bình thị trấn Lâm Tuyền huyện Ngư Dương, có biệt danh là Yêu Côn, tên là Phạm Võng, bây giờ đang học tại trường cảnh sát Thủy Châu, tháng 6 này tốt nghiệp. Một người thì ở thôn Đập Thiên Thủy ở thị trấn Lâm Tuyền, tên là Lý Hoành Sơn, không có việc làm, tuy nhiên tính cách rất tốt. Để em đi hỏi trước một chút xem bọn họ có nguyện ý hay không. Bọn họ cũng gọi em là anh, nếu không muốn thì thôi, nếu đồng ý thì anh cũng không thể bạc đãi, đầu tiên cứ cho một quân hàm tương đối. Hai người này đều là nhị đoạn thuần hóa, lần này nếu chế thuốc thành công thì em sẽ cho một người một viên để bọn họ đột phá lên tam đoạn khai nguyên. Còn Tề Thiên thì em cũng sẽ cho gã một viên, coi như xuất lực cho Liệp Báo. Còn Phạm Võng thì em muốn hỏi anh có thể sắp xếp người vào Cục An ninh thành phố Mạc Hương không? Diệp Phàm hỏi khẽ làm tất cả người trong phòng đều giỏng tai lên nghe ngóng. Cấp bậc thì dễ rồi, chỉ cần một câu thôi là có thể đề bạt lên làm thượng úy đại đội trưởng. Còn em hỏi Cục An ninh thành phố Mạc Hương làm gì, muốn đem ai vào đó? Thiết Chiêm Hùng hơi ngạc nhiên. Chính là Phạm Võng, em định thu xếp cho nó vào đó. Diệp Phàm nói. Cậu được đấy, định cho người nằm vùng để sau này dễ làm việc có phải không? Đây là điển hình cho việc mưu lợi riêng a. Giảo hoạt a, giảo hoạt a. Nghe nói cậu có biệt hiệu là anh chứ phải không? Anh nghe cậu ở thị trấn Lâm Tuyển có bao một quả phụ tên là Thái Tây thì rất xinh đẹp, cũng là người ở trại Thạch Bình. Trước kia anh có điều tra nên biết cô ta tên là Phạm Xuân Hương, cũng họ Phạm, chẳng lẽ Phạm Võng là thân thích của cô ta sao? Nếu không cậu lại nhiệt tình lót đường cho người ta thế. Nói thực đi anh Thiết còn chiếu cố cho. Thiết Chiêm Hùng đùa cợt, không hổ là binh đoàn trưởng binh đoàn Liệp Báo, nói một câu đã trúng ngay tim đen của Diệp Phàm, cuối cùng còn đế thêm một câu suýt nữa làm hắn ngượng chết. Cuối cùng y còn đế thêm một câu. Lợi hại, lão Thiết đầy bội phục thằng em, chim non ăn được dê già. Chim non ở đây dĩ nhiên chính là Diệp Phàm rồi, dê gì ở đây chỉ Thái Tây Thi, Thiết Chiêm Hùng cũng không biết cô còn là gái tân nên nói vậy. Hắc hắc, quá khen, em cho anh biết luôn, Phạm Võng chính là em trai của Thái Tây Thi đấy, em dĩ nhiên phải chiếu cố rồi. Biết đâu sau này em sẽ thăng lên thành phố Mạc Hương, nó cũng có thể trợ giúp. Tuy nhiên em cũng không phải là chim non ăn dê già, Thái Tây Thi còn là khuê nữ, chính tông khuê nữ nên em cũng không lỗ vốn, anh Thiết đừng nghĩ sai lệch. Diệp Phàm gượng cười hơi có vẻ tự đắc. Khuê nữ, một quả phụ là khuê nữ. Thiết Chiêm Hùng nhìn không được quát to lên. Chuyện này chẳng lẽ có chỗ tế nhị? Chuyện này nói rất dài dòng, không thể nói ra. Còn chuyện lôi âm cửu long hoàn em hy vọng chỉ mình anh biết thôi nhé, ngàn vạn lần đừng truyền ra ngoài. Chỉ cần lộ ra sau này e khó cầu được vị cao nhân kia chế luyện, bọn họ đều là hạng yêu nghiệt, có chuyện gì mà không mò ra. Diệp Phàm nói tới đây lại nhìn qua Phạm Bằng và cha gã đang lo lắng thì nói lớn. Còn phải nhờ anh chuyện này. Sư đoàn dã chiến thành phố Mạc Hương có một thượng úy tên là Phạm Bằng, nghe nói còn là một nghiên cứu sinh về lĩnh vực điện tử, cũng là nhân tài, Liệp Báo chẳng phải là đang thiếu người về phương diện này, nghe nói đang chiêu mộ. Anh Thiết có thể cho thằng em một vị trí đi, đặc biệt chiếu cố cho Phạm Bằng. Chương 216, đánh cho tàn phế một chân là được. Diệp Phàm vừa nói xong thì Phạm Bằng lại càng khẩn trương, cơ thể thậm chí khẽ run, hơi giống với một phạm nhân tử hình chờ thi hành án. Ngay cả Phó Chủ tịch Phạm cũng gõ gõ tay xuống bàn liên tục, dĩ nhiên cũng sẽ hết sức lo lắng cho tiền đồ của con trai. Phạm Bằng, để anh lập tức hỏi đã, 5 phút sau sẽ trả lời chắc chắn cho em. Thiết Chiêm Hùng nói xong cúp điện thoại. Bí thư Diệp, như thế nào? Phạm Bằng không nhịn được, vọt tới mời Diệp Phàm một điếu Trung Hoa, cung kính châm lửa rồi vội vàng hỏi. Chuyện này thì đoàn trưởng Thiết nói là phải để xem một chút. Dù sao Liệp Báo cũng không phải bộ đội bình thường, không thể tùy tiện nhận một người không rõ ràng vào, ha ha. Diệp Phàm cười nhạt,
phun ra hai vòng khói, cũng không nói rõ là 5 phút sau sẽ có câu trả lời, dĩ nhiên là tranh thủ làm giá một chút để kiếm được chút lợi gì không. 2 phút đồng hồ sau, lão hồ ly Phạm Trọng Dương rốt cục nhịn không được mở miệng. Bí thư Diệp, tôi nhắc lại lần nữa, chỉ cần chuyện của con trai tôi thành công thì tôi sẽ ra sức ủng hộ đặt trụ sở trạm điện ở trụ sở chính quyền xã Khanh Hương. Còn về mảnh đất kia và trụ sở mới thì chưa dám nói hoàn toàn nắm chắc nhưng phải tới 8 phần. Chuyện con đường nối thông toàn bộ Lâm Tuyền thì tập đoàn điện lực Mặc Hương chúng tôi có thể xuất ra 200 vạn, đây là ít nhất, biết đâu còn có thể được nhiều hơn. Khoản tiền này sau khi xuất ra sẽ để cho Bí thư Diệp thống nhất quản lý, trạm phát điện chúng tôi không nhúng tay vào, chỉ cần có thể sửa đường tốt là được, trực tiếp chuyển luôn cho anh. Ừ, Bí thư Diệp, anh đã ra mặt giúp Phạm Bằng rồi. Nếu như chuyện này có thể thành thì tôi sẽ động viên đoàn ca múa chúng tôi tới biểu diễn ở buổi lễ hoàn thành con đường, còn là miễn phí phục vụ, anh thấy thế nào? Hồ Tinh Tinh cũng vì tình nhân Phạm Bằng trợ uy, hơn nữa còn liếc mắt với Tạ Vưu Liên để cô cũng lên tiếng. Tạ Vưu Liên thật ra thì đã sớm muốn nói xin lỗi Diệp Phàm, cảm thấy vừa rồi mình hơi quá nên ngượng ngùng. Anh Diệp, chuyện vừa rồi xin lỗi anh lần nữa nhé, nếu như anh không tha thứ thì em sợ rằng sẽ bị chị Mị Nhi mắng chết mất, chị họ em hung dữ lắm. Nhìn bộ dạng áy náy của Tạ Vưu Liên, lửa giận của Diệp Phàm cũng đã bay hết, thầm nghĩ, ai? Chuyện khó nhất trên đời này là chịu ơn Mỹ Nhân A, liền nói. Không có chuyện gì, đây chỉ là hiểu lầm. Bỏ qua là được. Anh Diệp có thể không biết, cha Tinh Tinh của Vĩnh Khâm là cục trưởng cục giao thông thành phố, sau này Lâm Tuyền các anh muốn làm đường xuyên suốt thì ông ấy có thể giúp đỡ rất nhiều, khanh khách. Tinh Tinh và Phạm Bằng là. Tạ Vưu Liên mới nói tới đây đã bị Hồ Tinh Tinh lấy tay bịt miệng cười mắng. Con danh này, còn dám ba họa thì chị đánh chết em. Ha ha, giữa nam nữ nói chuyện yêu thương rất bình thường. Diệp Phàm một câu đã nói trúng bảng cửu chương trong lòng Hồ Tinh Tinh làm cô đỏ bừng mặt nhưng lại không thể nói gì với Diệp Phàm, mình bây giờ còn cầu người ta, chỉ còn cách cúi mặt xấu hổ. 5 phút đồng hồ sau, Thiết Chiêm Hùng gọi điện thoại tới. Cậu em, chuyện này thành rồi. Em bảo Phạm Bằng ngày mai chuẩn bị một chút, đem toàn bộ tài liệu cá nhân của chuẩn bị đầy đủ mang hết lên trụ sở Vịnh Lam Nguyệt ở Thủy Châu. Tuy nhiên còn phải gọi cho chính ủy sư đoàn giã chiến cấp cho một tài liệu chứng nhận. Coi như là điều ngang cấp, đáng lẽ bên kia là thượng úy thì điều sang bên này chỉ là trung úy thôi, tuy nhiên là nể mặt thằng em nên giữ nguyên. Về chuyện dược liệu anh sẽ chuẩn bị đầy đủ rồi đặc biệt đưa tới cho em, không cần lo lắng, chuyện này chỉ có anh và em biết, đại ca cũng không tham lam như vậy, lúc cần giữ bí mật sẽ giữ bí mật. Ha ha ha, vậy thì không nói cảm ơn rồi, chờ sau khi chế luyện xong thuốc lại mừng vậy. Diệp Phàm cười ha hả rất hài lòng. Biết anh Thiết bảo mình đích thân nói cho Phạm Bằng là cấp cho mình một cái nhân tình. Hắn thầm nghĩ không hổ danh là con cáo giả binh đoàn trưởng Liệp Báo, định cúp điện thoại nhưng cuối cùng vẫn cố với vát. Lão đại, 5.000 tiền điện thoại vẫn phải nhớ đấy. Hừ, ai, anh xem cậu chắc sắp thành kẻ mê tiền rồi. Thiết Chiêm Hùng hừ một câu rồi cúp điện thoại. Phạm Bằng, chuyện của anh đã xong rồi, đoàn trưởng Thiết đặc biệt đồng ý. Bảo anh ngày mai mang hết tài liệu lên cho chính ủy sư đoàn chứng nhận rồi đến thẳng căn cứ Vịnh Lam Nguyệt ở Thủy Châu báo cáo. Phó Chủ tịch Phạm, chúc mừng ông. Diệp Phàm cười ha ha quay sang Hồ Tinh Tinh. Cô Hồ, cha cô là cục trưởng cục giao thông thành phố, nếu tôi rảnh sẽ đến bái phỏng một chút, khi đó mong cô đừng đuổi tôi ra khỏi cửa, ha ha. Vậy cũng nói không chừng, khanh khách. Hồ Tinh Tinh cười vang cả phòng làm việc. Thấy tâm nguyện của bạn trai chỉ trong thời gian ngắn đã hoàn thành thì rất vui vẻ. Hơn nữa lần này chỉ một cú điện thoại của Diệp Phàm đã giải quyết xong chuyện mà Phạm Bằng nghĩ đến điên đầu cũng không làm được. Điều này làm cho đám người Phạm Trọng Dương, Hạ Nhã Trinh cũng thầm kinh ngạc. Không ngờ chỉ một phó bí thư thị trấn lại có khả năng như vậy, người này kết giao chắc chắc sẽ có lợi ích lớn về sau. Bí thư Diệp, đi, uống vài chén, thật cao hứng, ha ha ha. Phạm Trọng Dương sảng khoái kéo mấy người đến phòng ăn của trạm phát điện, dĩ nhiên ở đây không thể so sánh với mấy quán ở thị trấn có lắp điều hòa, tầng lầu. Bí thư Diệp, tôi mời anh ba chén, lúc trước thất kính rồi, xin hãy tha thứ. Phạm Bằng lúc này đã đem Diệp Phàm tôn sùng là thần minh. Gã nghĩ sau này vào Liệp Báo còn phải làm tốt quan hệ với người anh em của đoàn trưởng Thiết, đoàn trưởng vốn cao cao tại thượng chắc mình khó tiếp xúc vì thế lời nói hết sức chân thành với Diệp Phàm. Tốt,
ba chén nhé, chúc mừng anh thăng chức vào Liệp báo. Diệp Phàm cũng hào sảng nâng chén tương khánh, sau khi ăn cơm nghỉ ngơi một chút thì Phó Chủ tịch Phạm đề nghị đi đến phòng khiêu vũ san hô đỏ của xã Khanh Hương giải trí một chút. Cả đoàn người đi bộ đến chỗ san hô đỏ. Xã Khanh Hương tuy nghèo nhưng trong phòng khiêu vũ này thiết bị lại rất tốt, khi tới thì bên trong đã có không ít người. Lúc đám người Diệp Phàm vừa đi vào thì có một thanh niên tóc húi cua đã đi ra ngoài gọi điện thoại, nói. Anh Phí, tiểu tử họ Diệp kia đến cùng bí thư Hạ, còn có giám đốc Phạm ở trạm phát điện, đi vào phòng rất vui vẻ, xem ra còn rất thân thiết với bí thư Hạ như tình nhân vậy, hắc hắc hắc. Hừ, thân tình cái rắm, mồm chó mày đâu mọc được ngà voi, tiểu tử kia sao xứng đôi với bí thư Hạ. Phí Vũ Vân sau khi nghe điện thoại thì cảm giác cục tức nghẹn ứ lên cổ, hung hăng mắng một câu chỉ thị cho tên thanh niên kia. Ba mặt dỗ, mày chơi đòn âm cho tao, đánh gãy chân hắn đi, nếu vào đồn cảnh sát thì An Phí đây sẽ bảo lãnh cho mày, sau khi ra ngoài sẽ có chỗ tốt. Phí Vũ Vân vốn định qua một thời gian ngắn nữa mới động thủ, tuy nhiên thấy Hạ Nhã Trinh và Diệp Phàm thân thiết như vậy thì lửa ghen đã bốc lên đùng đùng. Thực ra Phí Vũ Vân cũng là bất đắc dĩ, vì theo đuổi Hạ Nhã Trinh đã tốn không ít tinh lực. Cứ cách 3 đến 5 ngày lại sai người đưa một bó hoa tươi đến, ở chỗ hẻo lánh này của Ngư Dương, chơi như vậy là rất tay trên. Tuy nhiên Phí Vũ Vân cuối cùng cũng chỉ là lao động không công, Hạ Nhã Trinh sớm đã nghe danh tiếng Sở Khanh của gã. Nghe nói Phí Vũ Vân ở Ngư Dương được người ta gọi là Ngọc Diện Lang Quân, chắc là có liên quan đến nhân vật nổi tiếng phong lưu trong truyện của Cổ Long. Phí Vũ Vân dựa vào quan hệ của nhà họ Phí để tung hoành ở Ngư Dương, chưa lúc nào gặp phải ai dám cự tuyệt. Tuy nhiên hoa của gã đem tặng chưa bao giờ được Hạ Nhã Trinh đem về nhà, toàn ném vào sọt rác. Cũng không phải bởi vì gã không đủ đẹp trai, danh xưng Ngọc Diện Lang Quân không phải để nói suông, Phí Vũ Vân so với Diệp Phàm chỉ có hơn chứ không kém. Tuy nhiên Diệp Phàm lại có phong phạm của một cao thủ, tác phong mạnh mẽ, lại thêm có nét cười tà quái trên mặt, toát ra một vẻ nhàn tản tự do khó bắt chước. Phí Vũ Vân ỷ vào thế lực của nhà họ Phí đã chơi đùa không ít cô gái, gã nổi tiếng phú phàng, đem con gái nhà người ta lên giường được vài tháng xong là vứt bỏ không thương tiếc. Nếu như các cô gái muốn gây chuyện thì Phí Vũ Vân dĩ nhiên là có phương pháp xử lý. Tuy nhiên Phí Vũ Vân ra tay cũng khá hào phóng, sau khi chơi chán cô nào cũng sẽ vứt cho một cục tiền, đoán chừng 1 vạn đồng rồi mới rũ bỏ. Tiền lương hiện giờ của một nhân viên chính quyền ở Ngư Dương mỗi năm cũng chỉ khoảng 3-4 ngàn đồng, lập tức có ngay 1 vạn đồng thì các cô gái cũng coi như là giàu có thể làm được rất nhiều chuyện ví dụ như mở các cửa hàng nhỏ, vì thế cũng không còn ai tìm Phí Vũ Vân gây phiền toái. Giới ăn chơi ở Ngư Dương huyện có một câu truyền tụng về Phí Vũ Vân như sau. Ngày ngày vào động phòng, hàng đêm đều là lang sói. Ngọc Diện phong lưu thiên hạ, các cô nương gom hết vào vòng. Tuy nhiên Ngọc Diện Lang Quân ở trước mặt Hạ Nhã Trinh cũng chỉ biết than thở nho còn xanh lắm. Người đời chính là như vậy. Càng không chiếm được thì càng khao khát, đặc biệt là đàn ông đối với phụ nữ. Tại sao lại có người si tình phát điên hay nhảy lầu, có lẽ là do khao khát muốn chiếm lấy mà không được, còn khi thực sự trở thành vợ rồi thì có khi nhìn mãi chẳng có chút ham muốn nào. Tục ngữ không phải nói, vuốt ve tay vợ cũng giống như tay trái sờ tay phải, chính là loại cảm giác này. Đúng ra là không có cảm giác, có cảm giác mới là lạ. Tốt, anh Phí, em bảo đảm sẽ cho hắn gãy một chân, dám đoạt phụ nữ của anh Phí, còn bí thư Hạ kia thì làm sao? Ba mặt dỗ hỏi. Ngu đần, quản gì đến bí thư Hạ, không được làm bị thương cô ấy, anh mày còn phải chơi nữa. Phí Vũ Vân mắng. Sau khi cúp điện thoại thì gã gọi tiếp cho đồn trưởng Lôi Câu của đồn công an xã Khanh Hương. Lôi Câu. Nếu bí thư Hạ có gọi điện thoại tới thì anh bảo cảnh sát khác nghe điện thoại, hơn nữa điện thoại đồn các anh có phải bị hỏng không? Được rồi, để tôi lập tức báo là điện thoại đồn cảnh sát bị hỏng, anh Phí nói hỏng thì sẽ là hỏng mà. Anh Phí, có phải người nào mù mắt dám chọc vào anh để em cho cả đồn tới bắt hắn đùa một chút cho anh hả giận nhé? Lôi Câu cười nịnh nọt. Cái này, để anh suy nghĩ xem, cũng được đấy. Vậy thì không cần báo hỏng nữa. Cứ chờ có tin báo rồi chuẩn bị đi vui đùa, chơi trò mèo vờn chuột một chút. Ha ha! Phí Vũ Vân cười cười cúp điện thoại, chuyện đánh gãy chân một người khác cho ninh miệng gã dễ dàng như ăn một bát cháo vậy, căn bản không để trong lòng, cũng đã từng làm không ít lần. Trong vũ trường, Diệp Phàm và Hạ Nhã Trinh vừa ôm nhau nhảy vừa trao đổi một số ý tưởng.
Chương 217, lấy thân báo đáp có được hay không? Bí thư Hạ, cô thấy ý tưởng của tôi về việc lấy Lâm Tuyền làm trung tâm trong tuyến đường nối thông toàn bộ huyện thế nào? Tôi muốn nghe suy nghĩ thật của cô để từ đó hoàn thiện, dĩ nhiên cũng hy vọng cô ủng hộ nó, để sau này chúng ta có thể thông qua đảng ủy một cách thuận lợi. Kế hoạch này nếu có thể thực hiện thì đối với nhân dân Lâm Tuyền và xã Khanh Hương sắp sáp nhập mà nói cũng là một cơ hội quan trọng để phát triển. Lấy Lâm Tuyền đứng làm trung tâm, phía Tây Bắc thông qua Lâm Trường Cảnh Dương dẫn xuống thị trấn Quy Hồ, phía Đông Bắc xuyên qua xã Khanh Hương tới thị trấn Giác Lâm, phía Đông chạy qua huyện Thành tới thị trấn Nam Khê, phía Tây Nam chạy qua thị trấn Tà Nham, phía Đông Nam chạy xuống thị trấn Vũ Khê. Cứ như vậy sẽ tạo thành một vành đai năm thị trấn ôm lấy Lâm Tuyền thành một khu kinh tế. Lâm Tuyền chúng ta đóng vai trò trung tâm, tiền đồ vô lượng. Ừ, ý tưởng của anh nếu có thể thực hiện được thì quả thật đối với Lâm Tuyền chúng ta và cả huyện Ngư Dương cũng rất tốt. Bí thư Diệp, nghe nói anh học chuyên ngành quản lý kinh tế mà tôi lại thấy như là học về giao thông, chuyện này tôi sẽ ủng hộ anh. Tuy nhiên tôi cảm thấy chuyện này tốt nhất là anh đi lên huyện bàn bạc với bí thư Lý và chủ tịch Trương một chút, nếu được bọn họ ủng hộ thì kế hoạch này càng khả thi. Nhưng về phương diện tài chính đúng là khó khăn vì huyện Ngư Dương quá nghèo. Xây dựng đường xá cần phải huy động tài chính rất lớn, chỉ cần động vào cũng hơn ngàn vạn. Nếu như muốn trong huyện xuất tiền thì kế hoạch này chắc là sẽ mắc cạn, vì thế chuyện này phải xem anh chạy được bao nhiêu tiền rồi, ai? Có thể làm cho cuộc sống nhân dân Lâm Tuyền tốt lên một chút cũng khó khăn à. Hạ Nhã Trinh cũng rất khâm phục kế hoạch này nhưng nghĩ đến tình hình hiện giờ thì cũng chỉ biết thở dài. Về chuyện này thì tôi đã chuẩn bị sáng mai lên huyện báo cáo với bí thư Lý và chủ tịch Trương, về phía bên này cũng đã nói qua với bí thư Tần, y cũng gật đầu ủng hộ. Tuy nhiên cũng chỉ là ủng hộ trên tinh thần vậy thôi, còn tiền thì chưa có. Ai, khổ. Diệp Phàm nghĩ đến một khoản tài chính lớn như vậy thì cũng cảm thấy rất đau đầu, trước mắt mình mới chỉ chắc chắn có 350 vạn, những cái khác cũng mới chỉ là hứa hẹn mà thôi. Không có tiền thì mọi chuyện không ai dám bảo đảm cả. Tiền chưa tới thì kế hoạch nối thông đường này sẽ còn nằm yên. Nếu chỉ làm giang dở thì còn tai hại hơn, không bằng không làm. Hắn liếc nhìn thấy ánh đèn màu trong phòng nhảy quét lên Hạ Nhã Trinh thì trong lòng cũng khẽ động, đưa tay ra mời. Bí thư Hạ, chúng ta nhảy một điệu nhé. Được rồi. Hạ Nhã Trinh vừa lấy được 40 vạn, trong lòng cũng rất vui vẻ, đi theo Diệp Phàm vào trong sàn nhảy, bước đi theo tiếng nhạc. Hai người cũng nhảy hết sức quy củ. Diệp Phàm biết Hạ Nhã Trinh rất cao khiết, không phải là hạng bướm ong có thể bằng được, cũng không phải có thể hành động tùy tiện nên cho dù trong lòng tuy có chút kích thích nhưng cũng không làm gì quá đáng. Tuy nhiên với ánh đèn nhảy ngày càng mờ, Diệp Phàm biết đã tới lúc dành cho tình nhân rồi. Chỉ trong nháy mắt, cả sàn nhảy chỉ còn một ngọn đèn leo lét, những anh chứ có lẽ đều ngóng chờ giờ phút này, đồng loạt xuất thủ, không ai an phận. Dĩ nhiên, những cô gái kia cũng đều tình nguyện chịu thiệt. Phần lớn khi họ đến đây nhảy là đã nghĩ đến chuyện này rồi. Bạn trai muốn tiện nghi một chút thì đã làm sao, dù sao âu yếm cũng rất kích thích, đặc biệt là trong khung cảnh mờ ảo này. Diệp Phàm thi triển ra thuật ưng nhãn thì mơ hồ thấy các đôi xung quanh mình đều quấn quýt, hai thằng em Lô Vĩ và Tề Thiên cũng đã bắt đầu không kiềm chế được. Bọn họ không biết từ khi nào đã kiếm được hai cô gái không tệ, đang cùng nhau nhảy điệu thịnh hành nhất vào năm 95 lúc đó là Thiếp Diện Vũ. Tuy nhiên hai gã cũng coi như là đàng hoàng, chỉ đặt tay lên ngực con gái nhà người ta quấy rối, cũng không có hành động nào khác, dù sao cũng không phải là chân chính sắc lang, chỉ là có chút ngông cuồng của tuổi trẻ mà thôi. Điệu nhảy này lúc mới bắt đầu thì là nhịp bốn chậm, ở giữa không nghỉ mà trực tiếp đối mặt. Dĩ nhiên, trong đó cũng có vài cặp đứng sang một bên, những cặp này không phải là tình nhân hoặc chỉ là vừa mời xong. Diệp Phàm vốn cũng sợ Hạ Nhã Trinh lúng túng. Bởi vì điệu nhảy này quả thực rất thân mật, chỉ phù hợp cho những cặp tình nhân. Tuy nhiên kỳ lạ là Hạ Nhã Trinh lúc này giống như đang đắm chìm trong tiếng nhạc, không hề bước ra ngoài sàn nhảy hoặc làm ra một động tác từ chối dù rất nhỏ. Người ta là một đại cô nương mà có thể thoải mái như vậy, một đại lão gia như Diệp Phàm dĩ nhiên cũng không ngu ngốc cự tuyệt chuyện tốt như vậy, tuy nhiên biểu hiện của hắn cũng rất thành thật, cố gắng khống chế khoảng cách giữa hai người. Cho dù là vậy thì hương thơm nhẹ nhàng toát ra trên người Hạ Nhã Trinh vẫn làm hắn ngây ngất. Nhảy được một hồi, thấy Hạ Nhã Trinh vẫn không có phản ứng gì, động tác của Diệp Phàm cũng dần bạo gan lên, dĩ nhiên cũng mới chỉ mang tính dò xét. Trong lúc vô tình, thân thể hai người càng sát vào nhau,
cuối cùng thì tựa hẳn vào. Hạ Nhã Trinh lúc này giống như một cô gái nhỏ vừa chịu ấm ức, cả người dựa sát vào Diệp Phàm, có lẽ quá mệt vì chuyện hôm nay mà tạm thời tìm một bờ vai an ủi. Diệp Phàm cũng chỉ ôm chặt hơn một chút, không dám có động tác nào khác, ví dụ như đưa tay xuống bên dưới làm chút chuyện mập mờ. Hắn mơ hồ có thể nhìn thấy ánh mắt vốn kiêu ngạo của Hạ Nhã Trinh trở nên rất dịu dàng, chắc là có lẽ nghĩ đến chuyện nào đó, chẳng hạn như mối tình đầu, có lẽ là thế. Vô tình cánh tay của hắn lại trượt xuống bên dưới hông của Hạ Nhã Trinh. Lúc này Diệp Phàm có thể chỉ tay lên trời mà thề là không hề cố ý, chỉ là do lúc không cẩn thận mà trượt tay, dĩ nhiên cũng không loại trừ trong tiềm thức có thích thú. Anh Trư phát hiện thấy bàn tay của mình đã đặt vào dưới mông con gái nhà người ta thì cả sợ, vội vàng rút tay lên tránh cho Hạ Nhã Trinh phản cảm. Bộ dạng hắn cũng hơi lúng túng một chút, hai người là đồng nghiệp, dù sao sau này còn ở một chỗ. Ừ, để lại chỗ sao, được đấy. Hạ Nhã Trinh đột nhiên ghé sát tai Diệp Phàm hừ nhỏ một tiếng. Hơi thở thơm tho phát ra tí nữa làm anh Trư ngất thẳng cẳng, cảm giác bên dưới nóng ran, cái kia bắt đầu vọng động. Điều này quả thực là nguy hiểm vì hai người đang dính sát vào nhau, nếu như dưới quần nhô cao thì chắc chắn sẽ chạm ngay mục tiêu. Diệp Phàm gấp gáp vội vàng niệm ngay thanh tâm quyết, hành khí một vòng để cái kia hạ xuống. Tuy thế đồ vật kia cuối cùng vẫn dựng lên, nhưng do hai người đang đối mặt kề sát nên nó chỉ kề xéo vào bụng của Hạ Nhã Trinh, nếu để nó dựng thẳng lên thì chắc đã chọc vào mục tiêu rồi, dù thế thì hai người cũng đều cảm thấy rõ. Diệp Phàm dĩ nhiên không dám lên tiếng. Chỉ muốn tìm một cái hầm ngầm rồi biến thành con chuột chui vào đó, thật đúng là quá mật mặt. Hắn cảm thấy bây giờ cứ thế tách ra thì hơi thiếu lễ phép, chủ yếu là trong lòng lại không nỡ, loại tư thế mập mờ này đúng là rất kích thích, thậm chí còn hơn cả khỏa thân ôm nhau. Hạ Nhã Trinh khẳng định cũng cảm thấy, không cảm thấy mới lạ, một cây gậy lớn như vậy dán vào bụng, phụ nữ lại càng nhạy cảm, làm sao không cảm giác được. Kỳ lạ là cô cũng không có động tác gì. Dường như không hề biết chuyện này, vẫn dán người lên Diệp Phàm chuyển động theo tiết tấu của bước nhảy. Tuy nhiên Diệp Phàm dần dần cảm thấy một chút khác thường, bởi vì hơi thở của Hạ Nhã Trinh dần dần trở nên nặng hơn, thông qua thuật ưng nhãn, hắn mơ hồ nhìn thấy khuôn mặt của cô đã bắt đầu hồng rực, đôi môi mở hé, trong ánh đèn mờ ảo quả thực khiến người ta phun máu. Diệp Phàm thậm chí cảm giác mùi vị toát ra từ người phụ nữ khi bị kích thích, nếu trước kia chắc đã sớm cắn một cái vào miệng cơ. Tuy nhiên đối với Hạ Nhã Trinh thì quả thực không dám, gắng hết sức để kiềm chế không kề cái miệng lên. E là nếu hành động như vậy có khi lại phá vỡ cảm giác kỳ diệu này, hai người cứ thế nhảy đến say mê. Hạ Nhã Trinh vẫn tiếp tục chìm đắm trong trạng thái mơ hồ như vậy, cũng không biết cô nghĩ cái gì, hàng mi dài thỉnh thoảng còn cọ vào mặt Diệp Phàm khiến hắn có chút ngứa ngáy. Đúng vào lúc này, anh chưa cảm giác dưới đan điền nóng rực rồi một luồng sóng nhiệt đột nhiên bốc thẳng lên. Như nước sông ngày lũ, thầm nghĩ, không ổn rồi. Quả thái tuế lại nhảy ra ngoài gây chuyện, cái thứ hỏa long tường thiên kia chắc là vật chí dương, đã bị âm khí trên người của Hạ Nhã Trinh dẫn động mà bộc phát. Xem ra căn cơ thất đoạn của mình còn chưa yên, vốn chỉ dựa vào quả thái tuế để đột phá, quả nhiên không thể so sánh với tự mình khổ luyện, hơn nữa còn rất dễ bộc phát, nếu bộc phát còn không biết sẽ gây phiền toái gì. Chịu đựng cho ông mày đi, Diệp Phàm cầu khẩn. Tuy nhiên anh chưa cuối cùng vẫn dựng lên, cái kia đúng là quá khó khăn để chế trụ, giống như đàn ông đứng trước một người phụ nữ đã lột sạch quần áo thì làm sao có thể thờ ơ, nếu làm được vậy đã là Liễu Hạ Huệ chuyển thế nhập thân. Tuy nhiên Liễu Hạ Huệ trong truyền thuyết dù con gái ngồi vào lòng vẫn giữ được đạo của người quân tử cũng chỉ là truyền thuyết mà thôi, cần phải kiểm tra mới xác nhận được. Anh Trư đã vọng động rồi, khí dương của Hỏa Long Tường Thiên bị trêu ghẹo mãi cũng khó có thể kiềm chế, ánh mắt trở nên đỏ rực. May mắn mà ánh đèn mờ ảo nếu không người ta còn tưởng là huyết sát cuồng ma. Bàn tay của Diệp Phàm đã bắt đầu không an phận đặt lên cái mông của Hạ Nhã Trinh sờ sờ nắn nắn, trên dưới nhẹ nhàng ngõ nguây, tuy nhiên vẫn rất dịu dàng, biên độ không phải quá lớn. Hạ Nhã Trinh vẫn không hề kháng cự, nếu con gái nhà người ta đã vậy thì anh chưa dĩ nhiên là ngày càng gia tăng biên độ, cường độ cũng trở nên mạnh hơn, chuyển sang nắn bóp thay vì sờ soạng. Hạ Nhã Trinh thở dốc. Thân thể thoáng cái đã dựa hẳn vào trong ngực Diệp Phàm, dĩ nhiên vẫn là mặt đối mặt. Cánh mũi của cô Hạ Nhã Trinh đụng vào cặp môi của Diệp Phàm làm người ta có một cảm giác là hắn đang dùng miệng để gặm. Cảm giác như vậy còn chưa đủ, anh chưa còn khẽ cúi xuống để hai cái miệng đụng vào nhau.
Tuy nhiên đôi môi của hai người cũng chỉ tiếp xúc một chút rồi tách ra rồi không tiến thêm bước nào, dường như chỉ là không cẩn thận đụng vào nhau rồi trượt qua. Để phân tán lực chú ý của Hạ Nhã Trinh, Diệp Phàm hạ quyết tâm ghé vào tai cô nói nhỏ. Bí thư Hạ, hôm nay lấy được cho cô 40 vạn, cô muốn cảm ơn tôi sao nhỉ? Dĩ nhiên, vào lúc này nói chuyện hai người vẫn kề sát vào nhau, tình cảnh hết sức mập mờ. Ừ, điều này, anh muốn tôi trả ơn ra sao? Hạ Nhã Trinh cúi đầu nói khẽ. Vậy, lấy thân báo đáp thì như thế nào? Diệp Phàm nhỏ giọng cười nói. Chỉ 40 vạn mà muốn tôi lấy thân báo đáp, còn lâu, ít ra cũng phải 400 vạn mới được, ha ha ha. Hạ Nhã Trinh thậm chí có chút phóng đãng, mở miệng cười đùa khiến Diệp Phàm tựa hồ có cảm giác cô đã thay đổi. Điều này, thì tôi không làm được, cô ra giá cao quá, tiền lương một tháng của tôi chỉ có hơn 300 đồng. Cho dù gom góp cả đời cũng chưa đủ, như vậy có được hay không nhé? Anh chưa đảo mắt, lại muốn nghĩ ra chiêu mới. Anh nói đi, tôi nghe. Hạ Nhã Trinh thì thầm, hơi thở thơm như hoa lan liên tục phả vào khiến người ta liên tưởng đến hàng ngàn hàng vạn thứ. Vậy để tôi hôn một cái nhé, như vậy coi như không chiếm tiện nghi, 40 vạn thì vẫn được. Diệp Phàm nhẹ giọng cười khan. Càng không được, nụ hôn đầu của tôi phải để dành tặng tình nhân, anh còn trẻ quá, khanh khách. Hạ Nhã Trinh thở nhẹ như tơ, giống như một con yêu tinh xinh đẹp suýt nữa nghẹn chết anh chứ. Ngay vào lúc này, Diệp Phàm chợt loạng choạng, cái mông bị người ta đạp vào một cước, ôm lấy Hạ Nhã Trinh lùi mấy bước mới đứng vững lại được. May là thân thủ hắn không tệ, nếu không đã va vào người khác. Ây! Hạ Nhã Trinh còn tưởng rằng Diệp Phàm muốn chiếm tiện nghi mình, bặm môi hử nhẹ. Tuy nhiên từ lúc này có một cây thiết côn phi tới, Diệp Phàm mới biết có người ra tay, tức giận kéo Hạ Nhã Trinh qua một bên rồi đá tới. Cách, cách! Chương 218, đá phải chân thần rồi. Tên cầm côn bị đạp bắn ra mấy mét làm mấy cặp đang khiêu vũ nhốn nháo. Nhất thời làm nên một trường hỗn loạn nho nhỏ. Chừng 20 cặp nam nữ đang say mê chiến đấu cũng bị liên lụy, có người lớn tiếng la hét, tiếng quyền đấm cước đá bình bịch, đang lúc cao trào mà mất hứng nên người nào cũng gầm ghè như trâu được mắt ngầu đỏ cả lên, đèn đóm thoáng cái đã bật sáng. Tuy nhiên bên Diệp Phàm vẫn chiến đấu không ngừng nghỉ, hắn vừa đá bay tên kia đã tiếp tục đá bay thêm mấy cái thiết côn khác vừa đánh tới. A, à, Hạ Nhã Trinh rốt cục thấy rõ. Mới biết là Diệp Phàm vừa rồi không phải là muốn chiếm tiện nghi của mình, bị dọa sợ đến hét lên một tiếng chói tai. Diệp Phàm hừ lạnh. Người nào, dám ra tay ác độc như vậy? Nhã Trinh, đừng sợ, có tôi đây. Hắn đẩy Hạ Nhã Trinh ra phía sau lưng bảo vệ chặt chẽ, chỉ cần một chân đá vòng xung quanh như một trận gió lốc đánh bạt mọi kẻ nhào tới. Chỉ cần ba thành sức lực thì mấy tên mặc đồ đen đã ngã quằn quại ra đất. Mẹ kiếp, dám tập kích anh hai. Tề Thiên và Lô Vĩ cũng đã nhào tới như một cặp hổ đói, thêm vào mấy quyền khiến mấy tên ngã nhào xuống rên hừ hừ. Răng rắc, đoán chừng là tên nào đó đã bị Tề Thiên và Lô Vĩ phế đi một chân. Đau đến không chịu nổi hét toáng. Anh ma, mau cứu mạng. Lên, Mục Tử bị thương nặng rồi, mẹ kiếp. Dám đánh người của xã Khanh Hương chúng ta, cho bọn người ngoài này đổ máu đi, ai phế được một chân hắn, anh ma thưởng cho 1000. Lúc này không biết người nào núp trong bóng tối hô một tiếng, một đám thanh niên đang ngồi uống rượu tức thì cầm chai vung lên ập tới ba người Diệp Phàm. Hừ, tới là tốt, Tề Thiên, đã lâu rồi không vận động cũng nên thư giã tí nhỉ. Ha ha, đúng thế, có mục tiêu là thịt người sẽ hăng hái hơn, biết tìm nơi nào mặt hàng miễn phí như thế chứ. Anh em mình cùng xông lên. Tề Thiên cười âm hiểm rồi vung quyền. Cậu đó, động tác nhanh quá. Anh còn chưa hô khởi động mà. Lô Vĩ cười vang rồi cũng không chậm, một chân đá ra theo thế hoành tảo thiên quân. Nhất thời dưới đất lại thêm một đống người nằm gục kêu lên oai oái, Diệp Phàm lúc này ôm Hạ Nhã Trinh đứng xem bên cạnh, có hai thằng em như vậy thì hắn còn e ngại chuyện gì. Phạm Bằng cũng cười ha ha rồi nhảy vào tham gia, quân nhân vốn là những phần tử hiếu chiến, ba người liên thủ đánh ngã thêm mười mấy tên gục xuống. Ông chủ phòng khiêu vũ đứng một góc kêu trời. Đáng tiếc không ai để ý đến lão, gọi điện báo cảnh sát đã mười mấy phút đồng hồ nhưng vẫn không thấy có động tĩnh, đồn công an bảo đã sớm cử người tới nhưng giờ vẫn chưa thấy đâu. Thật ra thì đồn công an xã Khanh Hương cách phòng khiêu vũ Hồng San Hô không xa, nếu chạy chậm chừng 3 phút đồng hồ là đến, hiện giờ đã qua nửa tiếng vẫn chưa thấy bóng dáng cảnh sát.
Anh Chín, vũ trường bị đập phá rồi, anh mau dẫn anh em lại đây. Loạn là tốt, hình như là ba mặt dỗ dẫn người đến gây sự một đôi nam nữ, tuy nhiên thân thủ đối phương không tệ, đã đánh bị thương nhiều người. Ông chủ phòng khiêu vũ vội vã gọi điện kêu cứu. Mẹ kiếp, ba mặt dỗ còn nó, anh mày chẳng đã nói sớm với hắn rồi, phòng khiêu vũ này là anh của tôi mở, còn dám tới quấy rối. Các anh em, chạy về phòng khiêu vũ đập nát trứng ba mặt dỗ đi. Anh Chín giống to một tiếng, đập một cái vào mặt bàn rồi hiệu triệu người trên hai bàn rượu đang ngồi trên một tầng lầu bên cạnh sông ra, hai phút sau đã có mặt tại phòng khiêu vũ. Ba mặt dỗ đâu? Anh Chín quát lên như sấm, vừa chạy vào phòng khiêu vũ đã bị ông chủ Ngô Hoan Lâm túm lấy rồi chỉ tay về phía trước, anh Chín nhất thời chấn động, trợn tròn mắt. Chỉ thấy trong sàn nhảy sáng trưng, đèn nhảy đang xoay tròn chiếu sáng một đống người đang nằm lăn lộn. Một người trẻ tuổi đẹp trai đang ngồi trên một cái ghế nhựa vừa được đem đến. Người thanh niên có cặp lông mày lưỡi mác, miệng ngậm một điếu xì gà cao cấp nhãn hiệu nổi tiếng, trông rất giống hình mẫu đại ca xã hội đen trong phim Hong Kong. Từ trên người hắn toát ra một phong phạm đại vương khiến anh Chín cảm giác bị chèn ép mãnh liệt, bất giác sợ hãi. Hắn là ai vậy, người nào mà mạnh mẽ vậy chứ? Anh Chín trong lòng kêu lớn nhưng không lên tiếng, bên cạnh người kia. Ba mặt dỗ đang bị dẫm chân lên người rên hừ hừ. Nghe nói mày là ba mặt dỗ, nói mau, tại sao ra tay độc ác với anh hai tao và bí thư hạ? Không nói có phải hay không, vậy đừng trách ông mày tàn ác. Lô Vĩ cười nhạt rồi lại giơ trận rộng mạnh xuống, ba mặt dỗ kêu lên be be, chắc là xương chân đã bị dập nát, chỉ có là chưa đứt lìa ra thôi. Thấy cảnh tượng như thế, trong lòng anh Chín cảm thấy lạnh toát. Ba mặt dỗ là ai thì anh Chín hiểu rõ nhất, trước kia y là đại ca ở xã Khanh Hương này còn ba mặt dỗ mới quật khởi gần đây, nghe nói là ở thôn Thạch Sư dẫn người chạy sang đây, tranh giành địa bàn. Anh Chín dĩ nhiên không phục, hai bên giàn quân cũng qua vài trận sống mái, có thắng có bại. Tuy nhiên gần đây ba mặt dỗ đầu nhập vào một trong ngư dương tứ đại gia là nhà họ Phí nên thanh thế dần dần lớn hơn. Anh Chín cũng cảm thấy có chút bất lực. Trong lòng cảm thán chắc cái danh đại ca giữ không được rồi. Giờ này lại thấy ba mặt dỗ rên hừ hừ như con chó dưới chân người thanh niên kia, anh Chín nhất thời cảm thấy cực kỳ sảng khoái, thậm chí còn sướng hơn cả việc gieo giống trên người phụ nữ. Mắng thầm, mẹ kiếp, ba mặt dỗ, tận tình hưởng thụ đi, mình cũng phải làm chút gì rồi. Sao như vậy mà đồn trưởng Lôi vẫn chưa tới, chắc là chuyện này do Phí Vũ Vân sai khiến ba mặt dỗ làm. Chỉ cần chọc ra Phí Vũ Vân, để cho ba mặt dỗ mất đi chỗ dựa thì xã Khanh Hương này là thiên hạ của anh Chín này rồi. Còn Phí Vũ Vân nếu có thể cùng hợp tác với mình thì tốt, nếu không thì ông mày địa đầu xà cũng đâu sợ gì thổ lão hổ trên huyện chứ. Nghĩ tới đây, anh Chín vẫy một tên cao gầy bên cạnh nói thầm mấy câu rồi ra hiệu đi ra. Ba mặt dỗ, hôm nay Phí Vũ Vân vừa nói với mày cái gì, xem ra đồn trưởng Lôi không tới rồi. Tên cao gầy kia bỗng xông vào trước chỗ ba mặt dỗ la lớn. Gã đảo mắt nhìn sang thấy Hạ Nhã Trinh liền vội vàng cúi đầu. À, bí thư Hạ cũng ở đây. Là Trương Hổ à, chuyện gì xảy ra vậy, cậu nói có quan hệ gì với đồn trưởng Lôi? Hạ Nhã Trinh trầm mặt, nghĩ đến chuyện phát sinh đã nửa giờ rồi, ông chủ phòng khiêu vũ và phó chủ tịch Phạm đã sớm báo cảnh sát mà tới giờ vẫn chưa thấy đến, đúng là không coi mặt mũi bí thư xã vào đâu. Trương Hổ chính là đàn em đắc lực của anh Chín. Người tuy gầy gò nhưng đám đánh nhau nào cũng có mặt, điều này thì Hạ Nhã Trinh làm bí thư xã cũng đã nghe nói qua. Ta cũng không rõ ràng lắm, tuy nhiên vừa rồi lúc ở trụ sở chính quyền thì nghe Phí Mông nói gì đó, tôi liền lén nghe được một chút. Thì đồn trưởng Lôi chạy tới, tôi cứ băn khoăn đường đường một đồn trưởng sao bị người nào gọi tới. Sao nghe tựa hồ là có người gọi điện thoại tới hình như là muốn đánh ai đó, cô thử hỏi đồn trưởng Lôi xem ra sao. Trương Hổ giết người không thấy máu, một vài câu đã cho đồn trưởng Lôi Câu lâm vào cảnh vạn kiếp bất phục. Bởi vì Lôi Câu vẫn muốn thay thế vị trí của Triệu Thiết Hải ở Lâm Tuyền sau khi sáp nhập. Tới, nên toàn lực dựa vào Phí Vũ Vân, lúc ấy Phí Vũ Vân cũng đã vỗ ngực là sẽ dốc lực đưa gã lên chức. Vì thế mà lúc chuyện có người đòi nợ Hạ Nhã Trinh, Lôi Câu cũng chỉ ra vẻ rồi tránh sang một bên. Hạ Nhã Trinh vừa nghe thì hiểu rõ ngay chuyện lúc chưa. Cũng hiểu vì sao mà Phí Mông lại ra mặt. Chuyện này chắc là do Ngọc Diện Lang Quân Phí Vũ Vân của nhà họ Phí bày ra, nghĩ đến lúc mình bị vây công như vậy, Hạ Nhã Trinh giận đến run người.
Không nên gấp bí thư hạ, Phạm Bằng, đem ghế dựa đến mời bí thư hạ ngồi xuống, chúng ta từ từ thẩm vấn. Diệp Phàm cười rất an nhàn, dáng vẻ thong thả. Có hai điều tra viên cao cấp là Tề Thiên và Lô Vĩ ở đây, án nào mà phá không được, để xem người đứng sau ba mặt rỗ là ai, nhưng chắc là cũng đã khá rõ ràng rồi. Dừng tay, các anh muốn làm gì? Ở phòng khiêu vũ gây chuyện, muốn làm phản có phải không, đem về đồn hết cho tôi. Mười mấy cảnh sát oai phong bỗng nhiên xông vào, đi đâu là người cảnh sát gầy nhỏ có cặp mắt tì hí, đoán chừng là đồn trưởng Lôi Câu. Xã Khanh Hương tuy nghèo nhưng nhân khẩu cũng có gần 5 vạn, vì thế đồn công an cũng có mười mấy cảnh sát. Tuy nhiên vì huyện Ngư Dương quá nghèo nên ngay gậy cảnh sát cũng không thể trang bị đồng đều, chỉ có 4-5 đồng chí là có gậy trong tay, còn lại là cầm đèn pin. Còn có 3 đồng chí chỉ đi tay không, mũ mão sộc sạch giống như một tên ăn mày, khiến cho hai vị công tử Lô Vĩ và Tề Thiên cười sái quai hàm. Đồn trưởng Lôi khi vừa thấy Hạ Nhã Trinh thì lập tức tiến lên cười giả lả. Bí thư Hạ cũng ở đây à? Có chuyện gì xảy ra vậy? Lôi Câu, vị này là phó bí thư Diệp của thị trấn Lâm Tuyền chúng ta, phân quản công tác tổ chức, tài chính. Phó bí thư Diệp hôm nay bị đám ba mặt rỗ vây đánh, chuyện này anh phải điều tra rõ ràng, nghiêm trị không tha. Hạ Nhã Trinh lạnh mặt, biết rõ kẻ sau lưng Lôi Câu chính là Phí Vũ Vân. À, phó bí thư Diệp, ngài khỏe chứ, tôi là đồn trưởng Lôi Câu, xin mời lãnh đạo sai khiến. Lôi Câu trình diễn kịch rất giỏi, đáng tiếc là Diệp Phàm đã sớm rõ bộ dạng của gã. Tiểu tử này rõ ràng tại lúc Hạ Nhã Trinh bị vây công có thấy qua mình, giờ lại vờ vịt ra mắt, muốn chơi trò gì đây? Chương 219, dùng thủ đoạn phân cân thác cốt để tra án. Đồn trưởng Lôi, hiệu quả xử lý công việc đồn công an các anh rất cao đấy. Tôi nghe ông chủ Ngô của phòng khiêu vũ và giám đốc Phạm của trạm phát điện nói là đã báo cảnh sát từ nửa giờ trước rồi. Trực ban đồn các anh cũng đã nhận được điện thoại. Hôm nay là lần đầu tiên tôi tới xã Khanh Hương nhưng cũng biết phòng khiêu vũ Hồng San Hô cách đồn công an chưa đầy 100 mét. Khoảng cách như vậy mà các anh nửa giờ mới đến đây, thật là thần tốc a. Ha ha, sau này về họp đảng ủy thị trấn nhất định là phải tuyên truyền về hiệu suất xử lý công việc của đồn trưởng Lôi để cho toàn bộ quốc dân học tập. Hừ, Diệp Phàm không khách khí trực tiếp vỗ vào mặt Lôi Câu. Ngôn ngữ hết sức châm chọc khiến mấy cảnh sát đi phía sau Lôi Câu mồ hôi toát đầm đìa. Lôi Câu có ngọn núi lớn Phí Vũ Vân làm chỗ dựa, nhưng những cảnh sát nho nhỏ đáng thương này rất lo lắng a. Người ta là phó bí thư Diệp đang phụ trách công tác nhân sự trong thị trấn, không sợ mới là lạ. Tôi, lúc ấy chúng tôi tan việc rồi, trực ban tiểu vương không tìm thấy chúng tôi nên mới có chút chậm trễ, xin phó bí thư Diệp thông cảm. Lôi Câu cũng không bối rối, nói rất trơn tru. Có nhà họ Phí, gã rất can đảm. Ha ha ha, đồn trưởng Lôi rất có trách nhiệm a. Hừ, để tôi giới thiệu cho anh một người, chắc anh có từng nghe qua nhưng chưa gặp để cho anh phối hợp tốt để điều tra, tôi nghĩ có người này thì tra án không khó. Diệp Phàm làm ha hả cười chỉ vào Lô Vĩ giới thiệu nói. Đồn trưởng Lôi, vị này là đội trưởng Lô Vĩ đội cảnh sát hình sự thành phố Mặc Hương, tối nay đến xã Khanh Hương làm việc. Hiện giờ những kẻ quấy rối này chúng ta phối hợp với hắn để làm việc. À, Lô, đội trưởng Lô. Lôi Câu thoáng cái đã toát mồ hôi lạnh. Chọc phải đội trưởng đội cảnh sát hình sự cục công an thành phố thì đúng là không có quả ngon để ăn. Người ta nói một câu thì chắc là cái mũ đồn trưởng của mình sẽ bay đi đâu mất. Mười mấy cảnh sát phía sau chân lại càng như nhũn ra, sắc mặt trắng bệch, vội vàng tiến lên vấn an. Đồn trưởng Lôi, tôi là Lô Vĩ. Tối nay được Cục trưởng Cục Công an thành phố biệt phái tới xã Khanh Hương để bắt một đào phạm. Theo có thể tin tình báo lộ ra, rất có thể đào phạm tối nay sẽ có mặt ở phòng khiêu vũ Hồng San Hô xã Khanh Hương, vừa ngay gặp được Phó Bí Thư Diệp và Bí Thư Hạ. Hai người bọn họ rất nhiệt tình, lập tức phối hợp với Cục Công an chúng tôi bắt phạm nhân. Ai, nào ngờ lại bị đám ba mặt rỗ này quấy nhiễu. Người này chẳng những công kích quan viên chính phủ, hơn nữa cuối cùng còn đánh cảnh sát. Làm hỏng cơ hội để tội phạm chạy mất. Chuyện này nhất định phải điều tra xác thực. Tôi đã hồi báo với cục trưởng, ông ấy bảo nhất định phải xử lý nghiêm khắc. Bắt toàn bộ cho tôi đến đồn công an, tôi phải thẩm vấn rõ ràng. Nếu điều tra ra có ai đứng sau lưng sai khiến thì không thể bỏ qua. Cho dù là chủ tịch huyện Ngư Dương tới đây tôi cũng phải trói người đưa về cục công an thành phố xử lý nghiêm khắc, hừ. Lô Vĩ vẻ mặt nghiêm khắc, giọng uy nghiêm dọa người.
thật ra gã hù dọa, làm gì có chuyện tra án ở đây. Lôi Câu đã sớm toát mồ hôi lạnh, đôi chân cảm thấy không trụ vững thân hình, trong lòng bi ai thở dài, xong rồi, có đội trưởng đội cảnh sát hình sự của Cục Công an thành phố ra tay thì ba mặt dỗ sao có thể chống đỡ được, nếu khai ra Phí Vũ Vân rồi dẫn đến thứ tép siêu như mình thì tiêu đời rồi. Phí Vũ Vân có cha của hắn chống đỡ nên chắc Cục Công an thành phố cũng không làm gì gã, tuy nhiên chắc sẽ lấy những thứ tép siêu như mình ra chịu tội thay. Nghe nói cục trưởng Vu của Cục Công an thành phố là người mạnh mẽ cứng rắn, người ta vẫn gọi là thiết thủ vô tình, ông ta muốn hạ một đồn trưởng nho nhỏ như mình thì chắc dù là Trương Tào Trung tới cũng không quản được. Lôi Cầu nghĩ tới đây thì lạnh càng thêm lạnh, thầm nghĩ xem ra đúng là đụng phải một vị chân thần rồi. Không, tựa hồ là hai vị, Phó Bí Thư Diệp cũng không phải là giả thần tiên, so với đội trưởng Lô còn lợi hại hơn. Bí Thư Hạ, tôi nghĩ tại hội nghị đảng ủy lần này sẽ đưa ra đề nghị, đối với những đồng chí công tác không hoàn thành phải có hình phạt gì mới được. Không nên cho là cứ ở mãi tại đồn công an thuộc về hệ thống công an thì yên ổn, vốn ở nông thôn không có đồn công an. Chúng ta dứt khoát bố trí người về nông thôn đảm nhiệm công tác trị an. Ví dụ như trao quyền cho một số đồng chí cấp dưới đến nông thôn làm công tác trị an. Hiện giờ có một số thôn rất loạn, có cảnh sát đóng ở đó có lẽ sẽ ổn định tình hình. Diệp Phàm lạnh nhạt nói mấy câu thì đám cảnh sát sau lưng Lôi Câu chỉ muốn ngã lăn ra, đây không phải là chỉ đích danh mình sao. Trao quyền cho cấp dưới đến nông thôn làm công tác trị an thì bọn họ còn sống sao được nữa, cả ngày chỉ lo những chuyện nhỏ nhặt không đâu, còn không bằng trực tiếp tống bọn họ vào đại lao cho xong. Trở lại đồn công an, Lô Vĩ và Tề Thiên phối hợp thẩm vấn rất ăn ý. Tuy nhiên tên tiểu tử ba mặt dỗ này đúng là ương ngạnh. Lô Vĩ thẩm vấn đến 2 giờ đồng hồ vẫn không chịu phun ra kẻ chủ mưu Phí Vũ Vân. Đang lúc Lô Vĩ định sử ra mấy ngón nghề thẩm vấn thì Diệp Phàm ngăn lại. Bỏ đi, chuyện này dừng ở đây. Đại ca, tại sao? Cha ra kẻ đứng đằng sau mới khoái ý chứ. Tề Thiên khó hiểu. Được rồi, không thẩm vấn nữa. Mấy cái tội danh mà Lô Vĩ liệt ra cũng để cho tiểu tử này ngồi tù nửa năm. Anh tự có định liệu, còn muốn điều tra ra thì dễ rồi. Chỉ cần dùng thuật phân cân thác cốt của quốc thuật đem từng khúc xương của gã tháo ra. Thì cho dù người làm bằng sắt cũng không thể chịu được, bảo đảm là hảo hán đại anh hùng chỉ cần trải qua mấy phút cũng biến thành con tôm chân mềm. Tạm thời anh còn chưa muốn đánh động đến người phía sau, chẳng phải tên gầy gầy vừa rồi cũng đã nói rồi đấy thôi. Anh cũng vừa hỏi Bí Thư Hạ, hình như là Phí Vũ Vân vẫn luôn theo đuổi cô ấy nên chắc xem anh như kình địch. Những chuyện ghen tuông này chỉ là nhỏ nhặt. Anh tự có cách trị gã. Trước mắt anh ở thị trấn Lâm Tuyền chưa thể đối kháng với nhà họ Phí. Dĩ nhiên có thể nhờ hai cậu nhưng anh không muốn mượn tay người ngoài, anh muốn tự mình đấu với nhà họ Phí kia mới vui, tuy nhiên trước mắt cứ tạm thời ẩn nhẫn đi. Hai vị anh em của Diệp Phàm không phục nhỏ giọng. Sợ, sợ cái gì? Một trưởng ban tổ chức huyện ủy nho nhỏ thì có gì mà sợ, bứng hắn đi là xong chứ gì? Tề Thiên nói toẹt ra. Lô Vĩ bên cạnh chắc cũng cùng ý nghĩ. Trẻ con, cậu cho là nhà họ Phí ở Ngư Dương là bùn đấy à? Người ta là đại gia tộc có mấy ngàn năm lịch sử. Ngư Dương vốn có 4 đại gia tộc cổ, có một bài vè mô tả mà các cậu cũng nên nghe một chút. Phí gia Thổ Lão Hổ. Ngọc gia Kháo Sơn Hổ. Tạ gia Tiếu Diện Hổ. Tiếu gia Bệnh Ưởng Hổ. Như thế nào đây, cũng có chút ý tứ đấy chứ. Tứ đại gia tộc này lịch sử rất cổ xưa, ở Ngư Dương cho tới thành phố Mạc Hương cũng là thâm căn cố đế, ngay nhà họ Phí mà nói thôi thì trên huyện có trưởng ban tổ chức Phí Mạc. Ngư Dương có mười mấy thị xã thì trong đó có 1/4 nằm trong tay nhà họ Phí, bọn họ nuôi cho có đến cả một nửa đại đội, tất cả đều là cán bộ cấp trưởng phòng trở lên. Thử nghĩ xem, một gia tộc quyền thế như nhà họ Phí chẳng lẽ trên thành phố không có ai sao, tuyệt đối là có. Nghe nói phó chủ tịch thành phố Độc Hương Phí Ngọc chính là em gái của Phí Mặc, mới 30 mấy tuổi. Các cậu có lẽ sẽ khinh thường nói, chỉ là một phó chủ tịch thành phố sao? Anh đây còn mạnh hơn nhiều. Sao các cậu không nghĩ, người này mới chỉ 30 mấy tuổi mà có thể lên được vị trí đó chẳng lẽ lại không có ai sau lưng? Có lẽ các cậu sẽ nói, cứ tụt quần ra thì sẽ lên chức chứ gì, không phải đơn giản vậy đâu. Không phải tất cả nữ cán bộ tham chính đều là dựa vào đó để tiến thân. Nếu không có một chút bản lĩnh thực sự thì cũng khó mà lên, huống chi người ta chưa chắc đã dựa vào thân xác để leo lên.
Dĩ nhiên có một số nhỏ nữ đồng chí đúng là dựa vào đó để lên thật, nhưng anh tin tưởng tuyệt đại đa số nữ đồng chí là dựa vào thực lực và quan hệ để đi lên. Ví dụ như Hạ Giai Trinh, cô ấy chính là một cán bộ có thực lực. Hơn nữa Ngư Dương tứ đại gia tộc này quan hệ cũng là vô cùng ảo diệu, rắc rối phức tạp, là bạn nhưng cũng là địch. Ví dụ như nhà họ Phí và nhà họ Ngọc vô cùng thân thiết, mà Ngọc Hoài Nhơn lại là bí thư ủy ban kỷ luật, thường vụ thành phố Mạc Hương. Vì thế nên anh tạm thời án binh bất động, từ từ mới chơi cùng bọn họ. Lùi một bước trời cao đất rộng, năm xưa Hàn Tín tình nguyện bị làm nhục mà cuối cùng làm bá chủ một đời, thiên cổ lưu danh. Nếu lúc ấy ông ta lỗ mãng làm liều chắc đã chết từ lâu, còn đâu là Hàn đại tướng quân sau này. Chuyện ngày hôm nay thì chúng ta cũng lỗ lã gì, đem ba mặt dỗ dậy dỗ đủ rồi, tống gã vào tù coi như chém rụng một tay chân của nhà họ Phí ở bên này. Hơn nữa còn trấn nhiếp bọn côn đồ ở đây, coi như là công lớn, ít nhất trong một thời gian ngắn còn có thể gió êm sóng lặng. Còn có một điều nữa chính là anh không muốn các em trợ giúp quá nhiều, đã có người này người kia thì có giang hồ. Có giang hồ thì có tranh đấu. Cùng người tranh đấu mới là vui, người trong giang hồ mà không tranh đấu thì đâu còn ý nghĩa gì nữa. Chim ưng tung hoành trên không trung, cá kia vật lộn trong bốn biển mới là bản chất anh hùng, ha ha ha. Diệp Phàm cười hào sảng khiến Lô Vĩ và Tề Thiên Âm thầm tâm phục, thầm nghĩ, mình bái vị đại ca này thực không sai, biết đâu sau này chính là người lưu danh sử sách. Lô Vĩ đột nhiên nghĩ đến thuật phân cân thác cốt thần bí kia. Nghe nói khi thi triển ra có thể tháo các khớp xương như trong giải phẫu. Người bị thuật này sẽ đau đến không muốn sống a, nhưng lại sẽ không chí mạng, nếu sau đó ghép lại vẫn hoàn hảo vô sự, quả nhiên là thần kỳ vô cùng. Chương 220, mùi thuốc súng ở hội nghị đảng ủy thị trấn. Đại ca, thủ pháp phân cân thác cốt đó của anh có thể truyền cho em không? Em bây giờ đã là đội trưởng đội cảnh sát hình sự thành phố rồi. Sau này có thể sử dụng khi phá án không phải là càng hiệu quả hơn sao? Ha ha! Lô Vĩ cười gượng, Diệp Phàm ngẩng đầu liếc mắt nhìn gã thấy vẻ khao khát lộ rõ, không kìm được dùng mình một cái, cảm giác giống như mình đã chiêu mộ được hai con sói vậy. Ha ha! Thủ pháp này tôi làm gì có, các cậu đừng nghe người khác nói. Đại ca không cần phải lừa gạt các cậu, nhưng cho dù có các cậu cũng không sử dụng được đâu. Diệp Phàm thản nhiên cười nói. Tại sao không sử dụng được? Tề Thiên bắt đầu thấy nóng nảy. Lúc ấy lão tiền bối có nói, muốn sử dụng được thủ pháp quốc thuật đặc biệt cao cấp này chí ít cũng phải có thân thủ thất đoạn. Cho nên đợi khi tất cả chúng ta đều đạt được thất đoạn, tôi sẽ lại đi cầu xin lão đầu tử dạy cho, thế nào hả? Nhưng nghe nói khi thi triển thủ pháp này cũng rất hao phí công lực. Không thể dễ dàng giống như ăn một bát cháo. Tiểu tử cậu thật sự suy nghĩ hay lắm. Dùng nó để phá án bắt hung phạm. Nhưng thỉnh thoảng dùng còn được, muốn sử dụng thường xuyên đoán chừng không có đủ khả năng và tinh lực đâu. Diệp Phàm cứ lắc đầu thở dài không thôi, kỳ thực thuật này Diệp Phàm hiện tại đã có thể thi triển được, chỉ khổ nỗi không có thủ pháp phân cân thác cốt. Lần trước sư phụ Phí tình cờ có nhắc đến ở Hoa Sơn có một ẩn sĩ hình như có biết loại thủ pháp này. Nhưng người ta tuyệt đối sẽ không dễ dàng truyền cho mình. Hơn nữa còn cần phải có thân thủ thất đoạn. Lúc ấy Diệp Phàm vừa nghe thấy trong lòng đã giá lạnh. Diệp Phàm lúc ấy cũng chỉ có thân thủ giai đoạn tam đoạn đỉnh cấp. Quốc thuật thất đoạn, đối với hắn mà nói quả thực chính là giấc mơ. Cả đời này có thể đạt được hay không vẫn là một ẩn số chưa có lời đáp. Sư phụ Phí là người đã 70-80 tuổi cũng chỉ mới đạt được tứ đoạn đỉnh cấp, cho nên cũng không có hỏi chuyện này, hỏi hay không hỏi cũng chẳng để làm gì, ngược lại còn hành hạ bản thân. Con người ai có thể nghĩ tới bản thân gần đây lại gặp chuyện thuận lợi như vậy. Nội kinh lại có thể bão táp đến cảnh giới khai nguyên thất đoạn, mặc dù vẫn chưa làm sao ổn định, nhưng cũng là một đại vũ sư cấp thấp của thất đoạn rồi. Ai? Vẻ mặt của Tề Thiên và Lô Vĩ lúc này cũng không khác gì Diệp Phàm lúc đó, dáng vẻ cực kỳ thất vọng, toàn bộ cơ thể giống như bị người ta rút sạch gân không còn một chút sức lực, Diệp Phàm nhìn mà buồn cười. Hai tiểu tử các cậu không tự biết đủ chứ? Tuổi còn trẻ mà đã là cao thủ tam đoạn, tứ đoạn, còn muốn như thế nào nữa? Diệp Phàm mắng. Còn chưa đột phá mà. Tề Thiên lẩm bẩm nói. Được rồi, qua một thời gian nữa, đợi khi vết thương của tôi bình phục hoàn toàn sẽ đi xin cao nhân ẩn sĩ đó chế thuốc cho các cậu, nhưng chuyện này nhất định phải giữ bí mật, không được sơ suất. Diệp Phàm dặn dò nói. Được, đại ca đã dặn dò, bọn em nào dám không nghe.
Hai người đồng thanh kêu lên, còn chào theo nghi thức quân đội. Diệp Phàm vừa mới từ đồn công an đi ra đã bị nhân viên công tác của xã Khanh Hương bao vây, toàn bộ đều là tới báo cáo công việc cho Phó Bí Thư Diệp. Một bữa bận rộn đến mức ngay cả cái mông cũng ngồi đến tê dại, thậm chí có mấy cô gái và mấy chị phụ nữ biểu hiện khiến người ta vô cùng chấn động, đôi mắt xinh đẹp liếc nhìn Diệp Phàm đến nỗi hắn nổi da gà muốn rơi xuống đất. Có rất nhiều mùi vị lấy thân báo đáp, nếu không phê chuẩn sẽ cưỡng bức đồng chí Diệp Phàm. Sau đó phải mượn cơ hội đi vệ sinh thực hành thuật độn thổ mới trốn được, cả đêm kêu Tề Thiên lái xe quay về thôn Đập Thiên Thủy mới yên tĩnh được một chút. Vừa đến thôn Đập Thiên Thủy lại bị Lý Tuyên Thạch mời đi uống rượu. Tuyên Thạch, tôi muốn kêu Hoành Sơn đi đầu quân, trực tiếp vào liệp báo, cậu thấy thế nào? Cứ lăn lộn như vậy cũng không hay, có chút đáng tiếc. Diệp Phàm hỏi. Được, đây là phúc phận của Hoành Sơn, nghe nói liệp báo rất là mạnh. Hoành Sơn có thể vào được sao? Hắn còn chưa học đến lớp 10, không biết trình độ văn hóa có đủ không? Lý Tuyên Thạch thật ra rất vui mừng, Lý gia nếu có thể xuất ra một quân quân cũng không tệ. Cho nên vội vàng mời Lý Hoành Sơn và Lý Viêm Đình tới để tự hỏi. Lý Hoành Sơn vừa nghe nói đến đầu quân, khuôn mặt đã lập tức sụ xuống. Trong miệng càu nhàu nói. Đầu quân có gì tốt chứ, ngày nào cũng phải ra thao trường tập luyện, cuộc sống quá vất vả. Con người tôi thích tự do, quản lý sân đá vụn, xử lý sân cát đá thì tốt hơn. Tiểu tử thối nhà cậu, làm vậy chỉ tốt cho cậu thôi. Cậu mới bao nhiêu tuổi, cả ngày trong đầu chỉ nghĩ đến những trò tâm địa gian xảo. Cứ quyết định như vậy đi, Phó Bí Thư Diệp, tôi phê chuẩn rồi. Lý Viêm Đình vỗ bàn đánh nhịp, Lý Hoành Sơn mặt sụ xuống một lúc không dám lên tiếng, lười biếng không có chút sức lực nào, hai mắt cứ đưa về hướng Lý Tuyên Thạch muốn kêu y cứu mình. Hoành Sơn, Bí Thư Diệp cũng chỉ muốn tốt cho cậu. Thử nghĩ xem, sau này Lý gia có một thiếu tá thì sẽ phong cách bao nhiêu? Mộ phần tổ tiên Lý gia chúng ta không phải cũng được sáng sủa, ha ha. Lý Tuyên Thạch cũng là đang trợ uy, căn bản không để ý đến vẻ đau khổ của Lý Hoành Sơn. Vậy được rồi, anh Diệp, nếu tới chỗ núi tuyết ở Tây Tạng thì tôi không đi đâu, nghe nói mấy năm rồi không nhìn thấy một gốc cây nào. Chiến sĩ sau 3 năm xuống núi vừa nhìn thấy cây cối đã òa khóc không ngừng, thật khổ quá, làm sao sống được những ngày như vậy. Lý Hoành Sơn lá gan như tê dại, nhắc đến điều kiện. Nói gì vậy, làm lính đương nhiên không thể sợ khổ. Thủ trưởng kêu cậu đi chỗ nào cậu cũng phải đi, đừng nói nữa, chuyện này tôi thay cậu quyết định rồi. Cậu có nghe lời tôi không? Nếu không nghe sau này một tiếng anh Diệp cũng không cần gọi nữa. Chị không được tiểu tử cậu. Nếu cậu có thủ đoạn độc ác gì có thể trị được tôi thì có thể không cần đi nữa. Diệp Phàm vẻ mặt nghiêm mặt nói. Thủ đoạn gì chứ, anh em còn không được sao? Tôi đi là được chứ gì, anh Diệp, ngàn vạn lần đừng tức giận. Lý Hoành Sơn đối với Diệp Phàm thật sự có chút sợ hãi. Gã cứ nhớ đến Diệp Phàm đã phóng phi đao để cứu mình đêm đó là lạnh hết cả người. Một đao mất mạng khẳng định là hoàn toàn có thể. Nói ra Diệp Phàm vẫn là ân nhân cứu mạng của hắn, nếu không có Diệp Phàm, đêm hôm đó Lý Hoành Sơn sớm đã tiêu đời rồi, còn có gì để nói? Ha ha ha, lúc này mới nói vậy sao? Cậu có biết không, lần này cậu tiến vào liệp báo, căn cứ Vịnh Lam Nguyệt ở Thủy Châu. Ở đó rất uy phong, tôi đã nói qua với thủ trưởng rồi, cậu vừa vào sẽ được đề bạt lên thượng úy đại đội trưởng trước, sau khi kết thúc huấn luyện sẽ chính thức nhậm chức. Đoàn trưởng Thiết đã đồng ý rồi. Đưa cậu tới một đại đội thử trước xem. Đừng làm anh Diệp mất thể diện, phải biểu hiện được tác phong hảo hán của người ở thôn Đập Thiên Thủy chúng ta. Có vất vả nào mà không chịu được, tôi rất xem trọng cậu. Nói không chừng lăn lộn mấy năm sẽ thăng lên được thiếu tá. Thử nghĩ xem, đến lúc đó đội mũ quân lái xe lục quân quay về còn không nhận được sự ngưỡng mộ vô cùng. Muốn cô gái nào còn sợ không có được sao, lúc đó toàn bộ con gái của Ngư Dương đều xếp thành đội chờ cậu đi chọn. Ha ha ha. Diệp Phàm cười nói một hồi. Bí thư Diệp, thật sự vừa vào sẽ được cất nhắc lên làm thượng úy đại đội trưởng sao? Lý Hoành Sơn thiếu chút nữa vui mừng đến mức ngất đi. Trợn trừng mắt có chút không dám tin. Tôi còn chưa học đến lớp 10, như vậy liệu có được không? Trình độ văn hóa dần dần bổ sung, như vậy đi, nếu không có chuyện gì, sáng mai cậu theo thiếu tá Tề Thiên tới trụ sở Vịnh Lam Nguyệt báo cáo trước. Còn có yêu côn Phạm Võng của trại Thạch Bình, cùng được tuyển vào với cậu, cũng được cất nhắc làm thượng úy đại đội trưởng,
chuyện này tôi còn chưa nói với cậu ấy. Diệp Phàm cười nói, xoay đầu nói với Tề Thiên. Sau này Hoành Sơn sẽ là lính dưới tay cậu, phải chiêu đãi tận tình một chút. Có khó khăn vất vả gì nhất cứ kêu cậu ta đi làm. Được, tôi nhất định sẽ đem những chuyện vất vả, mệt nhọc nhất giao cho Hoành Sơn làm, để cậu ấy sớm kết thúc huấn luyện, trở thành một sĩ quan hợp lệ. Tề Thiên cười nham hiểm, bốn chữ cuối cùng cười đến mức mí mắt Lý Hoành Sơn cứ nhảy dựng lên. Bí thư Diệp, thật sự rất cảm ơn anh. Hoành Sơn có tiền đồ rồi, anh mãi mãi là người anh em tốt của Lý gia chúng tôi. Lý Viêm Đình không kìm được, ngay cả giọng nói cũng có chút nghẹn ngào. Lão cũng không ngờ Lý Hoành Sơn có thể vừa đi đã được cất nhắc lên làm đại đội trưởng thượng úy, đây đúng là chuyện lớn không thể không vui. Một lát sau, cha mẹ chị em của Lý Hoành Sơn đều đến, tất cả đều cung kính chắp tay thi lễ mãi với Diệp Phàm khăng khăng muốn mời rượu, không còn cách nào khác, phụ nữ của nông thôn người ta đều uống. Mình là một đại lão gia cũng không thể từ chối. Ngay cả bạn già sắp 65 tuổi Lý Viêm Đình cũng tới mời rượu, cứ một ngụm một tiếng chú Diệp khiến Diệp Phàm có chút hoảng sợ. Đương nhiên, Tề Thiên và Lô Vĩ cũng không bị bỏ quên. Xu thế phát triển sau đó không thể dừng lại được, đội ngũ chúc rượu của Lý gia càng ngày càng đông, hầu như tất cả cô dì chú bác đều đến cả. Cả trăm người đàn ông cộng thêm đội quân tóc dài mười mấy người thay phiên nhau oanh tạc. Cuối cùng Diệp Phàm, Lô Vĩ, Tề Thiên ba anh em kết nghĩa vườn đào tựa hồ đều say không biết gì, cuối cùng phải để người nhà họ Lý khiêng về chỗ cũ, thật quá mất mặt. Vốn là Trịnh Khinh Vượng từ lâu đã muốn mời Diệp Phàm cùng tới lang tỏa cốc săn thú, nhưng vết thương của Diệp Phàm vẫn chưa bình phục hoàn toàn, cho nên chuyện này tạm thời bị gác lại. 8 giờ sáng ngày thứ hai, ba anh em Diệp Phàm cùng với Lý Hoành Sơn, bốn người đang chuẩn bị xuất phát. Lý Viêm Đình dẫn người trong tộc cũng tới đưa tiễn. Chính vào lúc này, Lý An Thạch thở hồng hộc từ trên núi lao xuống. Phía sau còn có một đoàn trai tráng Lý gia, đoán chừng phải có đến 30 người. Bọn họ đem theo mấy cái lồng tre, bên trong là 5 con sói chuột lông xanh, dặn dò cho đoàn trưởng Thiết một con, Tề Thiên và Lô Vĩ cũng mỗi người một con. Hai con còn lại đương nhiên là biếu tặng cho Diệp Phàm, mọi người cũng không chối từ. Mấy người Diệp Phàm cũng thấy cảm động, Lý gia người ta bận rộn suốt cả buổi tối. Thật là có tình có nghĩa. Sau khi quay trở lại thị trấn Lâm Tuyền, vừa đúng lúc dự hội nghị đảng ủy. Diệp Phàm nói chuyện với Tần Chí Minh trước, trình bày dự định của mình. Tần Chí Minh cũng là vô cùng ủng hộ nhưng không thể nào nhiệt tình quá mức, vì muốn xây dựng con đường khép kín lấy thị trấn Lâm Tuyền làm trung tâm, cần phải có tài chính cực lớn, đoán chừng cũng cần hơn 1.000 vạn. Đừng nói một thị trấn Lâm Tuyền không chịu nổi, chính là một huyện Ngư Dương cũng không cáng đáng được. Đoán chừng chuyện này giống như một miếng bánh cực lớn chỉ có thể nhìn chứ không thể ăn. Tần Chí Minh vì không muốn đả kích lòng tin của Diệp Phàm, cho nên chỉ tận lực biểu hiện ủng hộ, không hề nói một câu bàn lùi, thái độ không thể nào nhiệt tình hơn. Chủ tịch thị trấn Mậu Dũng khi nghe Diệp Phàm đề xuất bản kiến nghị con đường này thì lạnh lùng. Tôi hết sức ủng hộ kiến nghị của Phó Bí Thư Diệp, nhưng trong thị trấn chúng ta làm gì có tiền. Cho dù ở trên có cấp cho ít tiền cũng phải dùng phát tiền lương và cấp cứu. Anh mặc dù là quản lý tài chính, nhưng tôi hy vọng anh không tùy tiện sử dụng số tiền đó. À, gần đây chuyện của phương diện tài chính, tôi thật sự không biết rõ lắm, không biết chủ tịch Mâu lên thành phố kiếm được bao nhiêu về. Thật tốt quá, chúng ta đã nợ giáo sư tiền lương mấy tháng rồi, cũng nên trả đi có phải không? Diệp Phàm cũng rất bình thản đáp lại, kỳ thực chuyện Mâu Dũng kiếm được 100 vạn. Trịnh Lực Văn của Sở Tài chính sớm đã báo cáo với hắn rồi. Nhưng đối với đồng chí Mâu Dũng, chủ tịch thị trấn Thái Tử Gia này, hắn cũng không có một chút ấn tượng tốt đẹp nào cả, kiêu ngạo. Dáng vẻ lúc nào cũng kiêu căng hống hách muốn người khác của cầu xin mình. Ai muốn dùng bộ mặt của mình đi dán vào cái mông lạnh của y chứ, huống hồ Diệp Phàm cũng là người trẻ tuổi, cũng có tác phong và suy nghĩ làm người của riêng mình. Không nhiều lắm, khoảng 100 vạn. Mâu Dũng tự đắc nói, gõ gõ lên mặt bàn, dáng vẻ từ trên cao nhìn xuống khiến mấy vị đảng ủy viên trong phòng họp trong lòng đều cảm thấy không vui. Phó Chủ tịch thị trấn Khúc Anh Hà vốn là chủ tịch xã của xã Khanh Hương, là cán bộ cấp trưởng phòng, xui xẻo là gặp phải chuyện giảm bớt nhân sự, thiếu chút nữa bị tước mất mũ quan, cuối cùng phải tốn rất nhiều sức lực, dựa vào chỗ dựa sau lưng là chủ tịch huyện Trương Tào Trung toàn lực ủng hộ ra sức điều đình mới có được cái chức phó chủ tịch thị trấn. Trong lòng cô vốn đang đầy một bụng lửa tức giận, từ chủ tịch xã hiện tại lại trở thành phó chủ tịch thị trấn, thật sự là khiến người khác khó xử.
Hơn nữa chuyện này nói ra cũng chỉ là vật hy sinh dưới sự tức giận của bí thư thị ủy Dương Quốc Đống, đem chuyện con trai bất hiếu bức chết mẹ già đổ lên đầu mình. Cô gái này thân hình rất mập mạp, miệng lưỡi bén nhọn, cũng đang có chút bất mãn đối với thái độ ra vẻ ta đây của Mâu Dũng, cộng thêm gần đây quyền thế của Trương Tào Trung ở thị trấn Lâm Tuyền thật sự quá yếu, chỉ còn lại Khúc Anh Hà một mình đảm nhiệm trọng trách nặng nề. Vì thế Trương Tào Trung cũng có chút bực tức, y từ lâu đã âm thầm xui khiến Khúc Anh Hà phải nắm được cơ hội, tốt nhất có thể khơi mào ít xung đột cho chủ tịch thị trấn Hống Hách Mâu Dũng và kẻ làm việc không có đầu óc Diệp Phàm. Hai người đều trẻ tuổi, Vương Bát đấu với hạt đậu, rất dễ bốc hỏa. Nếu muốn khơi mào mâu thuẫn kịch liệt của chủ tịch thị trấn Mâu và bí thư đảng ủy thị trấn Tần Chí Minh thì tương đối khó. Bởi vì Tần Chí Minh là lão hồ ly, tuyệt đối giảo quyệt hơn Mâu Dũng, rất khó kích thích xung đột trực tiếp của bọn họ, có xung đột cũng chỉ là mang tính chất mơ hồ. Nếu đổi thành chú nghé con mới đẻ Diệp Phàm thì mọi chuyện dễ dàng hơn nhiều. Cho nên Khúc Anh Hà lập tức góp vào một câu, hơn nữa còn mang giọng điệu lạnh như băng có chút châm chọc. Nhưng Phó Bí Thư Diệp vừa mở miệng đã kiếm được từ tập đoàn Nam Cung về 200 vạn. Nghe nói chủ nhiệm Trịnh của Lâm Trường Cảnh Dương còn đưa cho hắn 150 vạn, tất cả đều do Phó Bí Thư Diệp quyết định sử dụng số tiền này. Bản lĩnh quạt gió đốt lửa thật sự là cay độc, không thẹn là người đứng đầu một xã hẻo lánh xó xỉnh Khanh Hương. Mùi vị này rất rõ ràng, mùi thuốc súng vô cùng dọa người. Đến thằng ngốc cũng nhìn ra được, ý tứ là nói Mâu Dũng chẳng là gì. Thân mang tiếng là một chủ tịch thị trấn, kiếm được 100 vạn thì có gì đáng khoe khoang, người ta âm thầm còn kiếm được 350 vạn. Đáng giận nhất chính là món tiền 350 vạn này, chủ tịch thị trấn cũng không thể nào động vào một đồng. Lần trước bên giáo viên gây chuyện, chủ tịch thị trấn Mâu còn phải cầu cứu Diệp Phàm, bí thư quản lý tài chính muốn lấy một chút trong số tiền quyên góp ra để cứu nguy trước, kết quả như thế nào chứ? Giám đốc sở sở tài chính Trịnh Lực Văn là tay chân đắc lực của phó bí thư Diệp. Hoàn toàn không để ý đến, một chủ tịch thị trấn như anh thì còn làm cái cóc gì. Hừ, cô gái Khúc Anh Hà này thật sự là miệng lưỡi bén nhọn, nghi ngờ có ý định quạt gió đốt lửa. Nghe nói cô gái này là Trương Tào Trung tiến cử, lẽ nào là Trương Tào Trung đùa giỡn gây khó dễ rồi, Diệp Phàm nghĩ thầm nhưng ngoài mặt vẫn thản nhiên. Hừ, lửa giận của Mâu Dũng cuối cùng cũng được đốt cháy lên rồi, y lâu nay vẫn bị Diệp Phàm đè đầu nên từ lâu đã bốc hỏa. Hơn nữa bằng cấp trình độ học vấn của Diệp Phàm là Đại học Hải Giang còn nổi tiếng hơn Đại học Thủy Châu của y, một cái cấp bộ, một cái cấp tỉnh, không cùng đẳng cấp. Chương 221, Phó Bí Thư Diệp và Chủ tịch Thị trấn Mâu Dũng. Xét về tuổi tác, Diệp Phàm còn trẻ hơn, xét về nhân mạch hình như trong thị trấn khi nói chuyện, Diệp Phàm người ta lại có chút trọng lượng hơn. Gần đây khi sáp nhập xã vào thị trấn, nhân viên làm việc tới tìm phó bí thư quản lý nhân sự Diệp Phàm đã xếp thành một hàng dài, nói đông như chảy hội cũng không quá đáng. Mâu Dũng vốn từ lâu đã đỏ mắt ghen tị, y cũng không phải muốn mò được lợi ích gì từ bên trong, vì trong nhà hắn không thiếu tiền, quan trọng là cảm thấy bản thân ở phương diện nhân duyên quá buồn tẻ. So sánh hai người, tựa hồ công tử Mâu Dũng không có một chút ưu thế nào. Bất cứ người nào dưới tình huống như vậy cũng không chịu được. Huống hồ là thái tử gia Mâu Dũng đến từ thành phố. Hôm nay nhân cơ hội mở cuộc họp đảng ủy, tôi cũng phải nói rõ ràng một chút, lần trước giáo viên thiếu chút nữa gây chuyện, tiền lương hơn 3 tháng mới đưa cho người ta khoảng một nửa, như vậy kêu bọn họ sống thế nào? Bọn họ lại là người tạo ra những đóa hoa tương lai cho tổ quốc chúng ta, không có bọn họ, thế hệ sau của đất nước ta tất cả đều trở thành một lũ ngốc nghếch, còn xây dựng cường quốc xã hội chủ nghĩa gì nữa? Tôi thân là chủ tịch một thị trấn, vì hiểu rõ muốn quyết định vấn đề lớn đương nhiên cần có tiền. Cho nên mới kêu giám đốc sở tạm quyền của sở tài chính là Trịnh Lực Văn lấy mười mấy vạn tệ trong số tiền quyên góp ra. Tôi cũng xuất phát từ đại cục công việc trong thị trấn. Ai ngờ một số đồng chí nào đó lại có thể đem tiền của nhà nước, cũng chính là thẻ ngân hàng đặt trong túi tiền cá nhân để nuôi thân. Chuyện này nói điểm nhỏ thì có chút hiểm nghi lấy quyền uy mưu cầu lợi ích riêng. Nói điểm lớn thì chính là ngấm ngầm thôn tính tài sản của nhà nước. Huống hồ số tiền lớn như vậy, hạ đại lao cũng bình thường. Cho nên, chuyện trước đó tôi cũng không nói nữa. Sau này tôi không hy vọng nhìn thấy một số đồng chí nào đó đem tiền của thị trấn Lâm Tuyền chúng ta bỏ vào trong túi của mình. Số tiền đó là thuộc về thị trấn Lâm Tuyền, không phải là của cá nhân một vị đồng chí nào đó, nếu không tôi đành phải báo cáo lên thượng cấp tình hình này. Hừ, ẩn ý của Mâu Dũng vô cùng rõ ràng.
chỉ còn thiếu hai chữ, Diệp Phàm mơ chưa nói ra. Đồ ngu này, Khúc Anh Hà rõ ràng là muốn kiếm chuyện ly gián, chính là chiêu trò Trương Tào Trung sử dụng. Thân là một chủ tịch một thị trấn vậy mà cũng để bị một chiêu đơn giản vậy làm cho bốc hỏa. Nếu đàn bà cứ để anh trèo lên bụng cô ta làm mấy cái còn được, chứ gây hấn rõ ràng như vậy, ai mà chịu nổi, tượng đất cũng phải có sự tức giận chứ. Phó chủ tịch thị trấn Diệp Mậu tài oán thầm đồng bọn mâu dũng của mình, lại là có chút bất đắc dĩ, vội vàng nghĩ cách xoa dịu, để hòa hoãn quan hệ. Chuyện này tôi cũng nói mấy câu, thẻ ngân hàng giữ số tiền đó của tập đoàn Nam Cung chính xác là nằm trên người tôi. Nhưng số tiền này theo thỏa thuận ban đầu là có thể mang trên người nhưng không thể dùng riêng được. Được rồi, đây là thẻ ngân hàng, rất dễ kiểm tra. Vừa kiểm tra là có thể biết được có tham ô hay không. Máy tính ngân hàng cũng có ghi chép hoạt động rút tiền, gửi tiền, muốn làm giả cũng không được. Chủ nhiệm Vương, đem tài liệu phát cho mọi người, để mọi người xem lúc đầu khi tập đoàn Nam Cung quyên góp ở trong thỏa thuận có nói như thế nào. Trong thị trấn lúc ấy còn ký thỏa thuận với tập đoàn Nam Cung, còn về số tiền của Lâm Trường Cảnh Dương hiện tại vẫn còn nằm trong sổ sách thu chi của người ta. Đợi khi đường quốc lộ bắt đầu khởi công mới có thể lấy ra được. Còn về xây dựng, bản kế hoạch xây dựng con đường nối thông Lâm Tuyền và mục đích bán mảnh đất địa bàn của chính quyền xã Khanh Hương cho tập đoàn Điện lực Mặc Hương, tôi đều có viết trên tài liệu. Ban đầu tôi đã bàn bạc qua với Bí Thư Hạ, cho rằng chuyện này vẫn có thể giải quyết được. Xin các vị đảng ủy viên đảng ủy xem qua. Nếu có thể làm thì trong hội nghị đảng ủy tiến hành quyết định. Tối qua khi tôi gọi điện cho bí thư Lý của huyện ủy, ông ấy nói muốn nghe một chút ý kiến, cho nên buổi chiều chắc tôi sẽ lên huyện một chuyến, chuyện này tôi hy vọng mọi người có thể ủng hộ tôi. Tôi nghĩ, nếu kế hoạch phát triển có thể thực hành đối với thị trấn Lâm Tuyền của chúng ta là một cơ hội ngàn năm một thuở, không thể bỏ qua. Diệp Phàm cũng có chút tức giận. Cố gắng nhẹ nhàng để phản bác chất vấn của Mâu Dũng và trình bày quan điểm của mình, hận Mâu Dũng đến nghiến răng trèo trẹo, cảm thấy giống như muốn một quyền đập vào cây bông. Trong phòng họp tạm thời yên tĩnh, vì mọi người đều đang xem tài liệu. Không lâu sau, bắt đầu tiến vào giai đoạn thảo luận. Tôi chỉ muốn dùng 8 chữ khái quát một chút, đó chính là, mơ ước xa vời, xa rời thực tế. Tất cả mọi người đều công tác ở Lâm Tuyền, là một phần tử của Lâm Tuyền. Tất cả mọi người đều muốn làm giao thông của thị trấn chúng ta trở nên thông suốt thuận lợi, nhưng xây dựng giao thông không cần tiền sao? Nói thật ra, giao thông thật sự chính là một con quái thú nuốt vàng. Một cây em mặt đường muốn giải nhựa cũng phải mất mười mấy vạn. Đây vẫn là đẳng cấp thấp, theo đường đi đánh dấu trong bản kế hoạch con đường nối kín Lâm Tuyền thì lấy thị trấn Lâm Tuyền chúng ta làm trung tâm. Phía Tây Bắc thông qua Lâm Trường Cảnh Dương, thông suốt đến thị trấn Quy Hồ. Sau đó qua huyện thành đến Đông Bắc lại xuyên qua thị trấn Nam Khê, hướng Tây Nam lại kéo dài đến thị trấn Tả Nham, hướng Nam lại tiếp tục xuống thị trấn Vũ Khê. Cứ như vậy, hình thành một khu kinh tế huyện gồm 5 thị trấn bao vây thị trấn Lâm Tuyền. Tôi không thể không nói, đây là bản kế hoạch khổng lồ, nhưng cũng chỉ là bản kế hoạch, thậm chí nói là một lý tưởng không thể hoàn thành. Cho nên không thể không bội phục sức tưởng tượng ngựa thần lướt gió tung mây, xa rời thực tế của Phó Bí Thư Diệp. Tôi muốn hỏi các vị đảng ủy viên đang ngồi ở đây, theo lộ trình phương diện xây dựng giao thông nói ở phía trên ước chừng có bao nhiêu ngàn thước. Mâu Dũng cũng không phải kẻ ngốc, đầu óc còn rất linh hoạt, liếc mắt đã nắm bắt được mấu chốt của sự việc. Ha ha, Lâm Tuyền tới thôn đập Thiên Thủy ước chừng 35.000 mét, từ Lâm Trường Cảnh Dương muốn thông tới thị trấn Quy Hồ, ít nhất cũng phải xây mới toàn bộ 10.000 mét. Lại từ ngã ba con đường thôn đập Thiên Thủy đến Lâm Trường Cảnh Dương chuyển tiếp đến xã Khanh Hương đoán chừng khoảng 10.000 mét đường núi, phải chú ý, đó là đá núi không phải là bùn đất. Về phần chuyển tiếp đến thị trấn Nam Khê vì là đường tỉnh cho nên không tốn tiền. Nhưng lệch về phía thị trấn Tà Nham ở hướng Tây Nam hình như còn có một đoạn đường 5.000 mét vẫn chưa được khai thông. Cho nên mới tổng hợp tính toán sơ lược, tổng cộng lộ trình này đạt đến 65.000 mét. Đây chỉ là tính toán bằng miệng bước đầu. Ha ha! Diệp Mậu Tài mặc dù trong lòng đã chửi chủ tịch thị trấn Mâu Dũng đến mất mặt, nhưng dù sao cũng là cùng một bọn, cũng phải ra sức ủng hộ y, vì thế thuận gió đế vào. 65.000 mét, ha ha, đó là khái niệm gì vậy? Đường quốc lộ đá vụn rộng dưới 6 mét, xây dựng 1.000 mét chi phí đoán chừng ít nhất cũng khoảng 20 vạn. Nhưng bản kế hoạch này Phó Bí Thư Diệp làm lại là quốc lộ cấp 4 xây dựng tiêu chuẩn gần cấp 3.
Tiêu chuẩn xây dựng của mặt đường quốc lộ cấp 3 là gì chứ? Nơi này có đảng viên nào hiểu biết về tình hình phương diện này xin cứ nói, cho mọi người giải tỏa nghi hoặc. Mâu Dũng sau khi nói xong mỉm cười quái dị nhìn quét qua mọi người, ung dung nhấp một ngụm trà, thảnh thơi nhìn Diệp Phàm, mùi vị gây hấn vô cùng rõ ràng. Khúc Anh Hà há miệng lập tức nói ngay. Chuyện này tôi thật ra cũng biết một chút, lần trước trạm phát điện trúc thủy của Khanh Hương hình như có xây dựng một đoạn đường cấp 3 chỉ vẻn vẹn có 1.000 mét, phía trên chỉ rải một lớp xi măng mỏng, chạy từ trạm phát điện chuyển tiếp tới xã Khanh Hương chúng tôi. Độ rộng nền đường 8,5 mét. Độ rộng mặt đường là 7 mét, vật liệu bằng xi măng, 1.000 mét đường lúc ấy tôi có hỏi qua Phó Chủ tịch Phạm Trọng Dương, ông ấy nói hình như tiêu tốn 50 vạn, hơn nữa chỗ đất ấy còn tương đối bằng phẳng. Trên cơ bản không cần nổ đường, xây dựng dễ dàng hơn nhiều. Cô ả Khúc Anh Hà này thật là phiền toái, chuyện gì cũng phải tham gia vào một chút. Cái này hình như lại muốn chĩa mũi nhọn vào mình rồi, bắn lén vô cùng rõ ràng. Trong lòng Diệp Phàm oán hận nghĩ tới, mẹ kiếp. Lúc nào phải xử lý miệng lưỡi bén nhọn của lũ đàn bà mới được, bằng không thật sự còn tưởng rằng đảng ủy của Lâm Tuyền là thiên hạ của cô ta, kêu quang quác suốt ngày. A, à, Mâu Dũng khoa trương há miệng cố ý làm ra vẻ buột miệng lên tiếng, thu hút ánh mắt của tất cả đảng ủy viên, lập tức cười nói. Ha ha, xin lỗi, có chút thất thố rồi, tôi chỉ hơi giật mình, mặt đường mới rộng có 7 mét, 1.000 mét đã tiêu tốn 50 vạn rồi. Độ rộng mặt đường mà Phó Bí Thư Diệp tính toán là 10 mét, lại quét dầu, mặc dù nói cũng chỉ quét dầu một lớp mỏng. Nhưng những nơi con đường đó đi qua trên cơ bản đều là đường núi, nham thạch chiếm đa số, khó khăn khi mở đường lại càng tăng thêm gấp bội. Tôi nghĩ lộ trình 65.000 mét phải tốn bao nhiêu tiền cũng khó mà tính ra, tất cả đảng ủy viên đang ngồi đây đều có thể tính ra. Hừ, ít nhất cũng phải 3.000 vạn. 3.000 vạn là khái niệm gì chứ? Tôi cũng hiểu rất rõ. Tổng thu nhập tài chính một năm của huyện Ngư Dương chúng ta mới được 4.000 vạn. Ha ha, nếu muốn tiến hành bản kế hoạch con đường nối kín Lâm Tuyền của chúng ta đoán chừng phải đầu tư tài lực của cả huyện rồi, tất cả nhân viên công tác toàn huyện uống gió Tây Bắc cũng khó làm được. Chuyện này tôi không nói nữa, mọi người thảo luận đi, nhưng tôi xin được biểu lộ thái độ trước, tôi tuyệt đối sẽ không phê chuẩn ý tưởng hoang đường tùy tiện làm bậy của một số đồng chí nào đó, không quan tâm đến cuộc sống của nhân dân Lâm Tuyền. Chỉ làm một số công trình thể hiện, công trình lấy thành tích. Mâu Dũng sau khi nói xong, người lại càng lộ vẻ an nhàn, chờ đợi xem Diệp Phàm làm trò cười cho thiên hạ. Chuyện này nếu từ bên ngoài mà nói thật sự là có chút khó khăn, nhưng chúng ta đều biết. Những nền đường cơ bản trong kế hoạch sửa đường mà Phó Bí Thư Diệp đề ra về cơ bản đã hình thành, chỉ là mở rộng thích hợp, san bằng, lại trải thêm đá vụn, cuối cùng rải thêm một lớp dầu thật mỏng mà thôi. Chi phí có lẽ sẽ không quá cao, tôi đoán chừng 1.000 mét cần 30 vạn là đủ rồi. Tổng cộng tính toán không sai biệt lắm là 1.800 vạn. Tôi nghĩ chuyện này Phó Bí Thư Diệp có lẽ đã nghĩ đến lâu rồi, đối với phương diện chuẩn bị tài chính, cậu ấy có lẽ đã sớm tính toán rồi. Thiết Minh Hạ từ lâu đã muốn lấy lòng Diệp Phàm, kể từ ngày đó sau khi nhìn thấy năng lực của Diệp Phàm ở quán rượu Xuân Hương, sớm đã thầm than không thôi, đã có tính toán tiếp cận Diệp Phàm. Vì thế đứng lên nói giúp. Trước mắt y và Diệp Phàm đều thuộc về phe của Lý Hồng Dương, tạm thời cũng chỉ là đặt vào giai đoạn quan hệ xã giao với Diệp Phàm. Nếu lấy ví dụ chính là nằm vào giai đoạn mới quen nhau không lâu của tình yêu, chỉ có thể nắm tay mà thôi. Vì Diệp Phàm dù sao cũng chỉ là một phó phòng cùng cấp với y, muốn để cho Thiết Minh Hạ đi cậy nhờ, hắn chí ít cũng phải đợi đến lúc Diệp Phàm cầm quyền một phương. Nói thẳng ra chính là chỉ ít phải là một chủ tịch hoặc bí thư thị trấn. Phó Bí Thư Diệp có thể nhìn xa trông rộng, từ phương diện lâu dài xây dựng tất cả giao thông của thị trấn Lâm Tuyền chúng ta theo quy tắc. Đây là bản kế hoạch vô cùng tốt đẹp, mọi người nghĩ xem, nếu có thể thực hiện được thì đó sẽ là loại tình cảnh gì. 6 thị trấn đều lấy Lâm Tuyền của chúng ta làm trung tâm, ôm lấy Lâm Tuyền. Tất cả các phương diện mọi mặt của kinh tế Lâm Tuyền sẽ nghênh đón một thời kỳ phát triển thần tốc. Chương 222, đè đầu. Chúng ta đều là những người dẫn đầu vì Lâm Tuyền, có lẽ phải có tâm tư mưu cầu hạnh phúc cho nhân dân Lâm Tuyền. Muốn thực hiện bản kế hoạch đại quy hoạch Lâm Tuyền, mặc dù nói rất khó khăn, trọng trách nặng nề nhưng tôi tin rằng, chúng ta sẽ có một ngày thực hiện được. Phó Bí Thư Diệp trong bản kế hoạch cũng có nói rồi, chuyện này có thể phân giai đoạn thực hiện, có thể làm thành một phương án thực hành lâu dài.
Ví dụ năm nay chúng ta có 350 vạn thì sửa chữa xong con đường của thôn Đập Thiên Thủy, khai thông tới xã Khanh Hương. Điều này vô cùng có lợi đối với công tác mở rộng của chúng ta. Nếu ngay cả đường đi của xã Khanh Hương cũng không thông thì công tác sáp nhập xã vào thị trấn của chúng ta làm sao thực hiện, chúng ta nên giải quyết như thế nào đối với những người dân vốn của xã Khanh Hương chứ? Lẽ nào thông qua điện thoại chỉ huy từ xa sao? Chuyện đó nhất định là không được, cho nên, tôi ủng hộ bản kế hoạch tốt đẹp này của Phó Bí Thư Diệp. Hạ Nhã Trinh dù sao cũng đã thi đậu nhân tài nghiên cứu sinh, phát biểu tương đối có trình độ. Cô ta cũng là xui xẻo đụng phải lúc khó khăn về nhân sự của xã Khanh Hương, bằng không tiền đồ vô lượng rồi. Chỉ cần Phó Bí Thư Diệp có thể chuẩn bị được tiền. Tôi đương nhiên cũng ủng hộ, ha ha, có thể làm cho cuộc sống của người dân Lâm Tuyền ngày càng tốt đẹp hơn, tôi đương nhiên rất vui mừng. Khúc Anh Hà cũng biểu lộ thái độ, đương nhiên, cô gái này, cũng không phải có lòng tốt thật sự muốn ủng hộ Diệp Phàm. Cô ta ủng hộ là ủng hộ Diệp Phàm và Mâu Dũng đấu một trận thôi. Nếu Mâu Dũng phản đối, mình lại ủng hộ. Cô ta bất kể chuyện này có tốt hay không tốt với nhân dân hay không. Bản thân bị giáng chức đã mất mặt lắm rồi, dẫn đến cô ta sắp biến thành một con chó điên. Quả thực chẳng khác nào một nồi canh hạt sen thơm ngát lại có một con rán thối rơi vào. Phó Bí Thư Diệp, cậu có thể nói tình hình chủ bị không? Tần Chí Minh còn cáo già hơn, muốn ủng hộ Diệp Phàm cũng phải thành thật một chút, khiến người ta khâm phục một chút mới được. Nếu không người khác sẽ đâm cột sống sau lưng mình, nói bí thư một thị trấn lớn như mình không biết phân biệt tốt xấu, nhắm mắt lại mò mẫm ủng hộ, muốn ủng hộ cũng phải có bằng chứng xác đáng mới được. Diệp Phàm nhấp một ngụm trà, thản nhiên nhìn quét qua mặt tất cả các đảng ủy viên, bình tĩnh nói tiếp. Ha ha, tôi cũng đang muốn nói tình huống chủ bị gần đây cho các vị đảng ủy viên đảng ủy đang ngồi ở đây, 350 vạn đó tôi không nói đến nữa. Đó là chuyện ván đã đóng thuyền. Tiền đã vào sổ sách rồi. Ngày hôm qua tới xã Khanh Hương, phát hiện con đường từ trại Thạch Bình đến xã Khanh Hương đã được chủ tịch thôn Mã Cái Thiên kiếm được 25 vạn tệ khai thông rồi. Lúc ấy tôi vô cùng giật mình, chủ tịch thôn Mã Cái Thiên đúng là một đồng chí gương mẫu, âm thầm vì nhân dân của thị trấn Lâm Tuyền chúng ta mà cống hiến lớn như vậy. Là một nhân tài, chỉ ít từ phương diện này có thể nói như vậy. Nói đến đây, Tần Chí Minh cũng gật gật đầu nói. Đúng, chủ tịch thôn Mã khá thật, cậu nói tiếp đi. Sau khi đến Khanh Hương gặp được phó chủ tịch Phạm Trọng Dương của trạm phát điện Trúc Thủy, tôi đem chuyện lợi ích sau khi sửa xong đường và khó khăn khi đối mặt nói với ông ấy lập tức biểu hiện tận lực ủng hộ. Nói là có thể vì chuyện sửa đường của chúng ta mà tới tập đoàn điện lực thành phố Mặc Hương xin được 200 vạn. Cho nên lần này tính toán tổng cộng ra sẽ có 550 vạn. Sau đó lại cùng bàn bạc với bí thư Hạ. Biết trạm phát điện đang muốn xây dựng tòa nhà gia đình, cho nên muốn đem địa bàn của chính quyền xã Khanh Hương đóng gói bán cho bọn họ, nếu có thể đàm phán được thì lợi ích còn nhiều hơn. Thứ nhất là có thể thu về mấy trăm vạn tiền mặt. Tôi nghĩ có thể lấy ra một nửa trong số tiền mấy trăm vạn này để bổ sung vào sửa đường. Cứ như vậy, chủ bị số tiền sửa đường lên đến 700-800 vạn. Số tiền còn lại cũng có thể dùng để xây dựng phòng mới, cơ sở cho chính quyền. Vì xã Khanh Hương sau khi sáp nhập vào Lâm Tuyền chúng ta có rất nhiều đơn vị cần phải mở rộng, đoán chừng còn phải xây mới rất nhiều tòa nhà, cũng cần gấp tiền. Thứ hai nếu tòa nhà gia đình của trạm phát điện có thể nằm ở Khanh Hương cũng có lợi cho phát triển kinh tế ở nơi đó. Chỗ có người ở mới có phát triển, không có ai thì phát triển cái gì. Diệp Phàm vừa nói đến đây đã bị Mâu Dũng cắt ngang, nói. Phó Bí Thư Diệp, chuyện bán trụ sở chính quyền xã Khanh Hương lớn như vậy. Anh đã thông qua hội nghị đảng ủy chưa? Có thể đi bán tài sản thuộc sở hữu nhà nước. Hơn nữa, cho dù là bán được, mấy trăm vạn bán được ấy cũng không thể để anh tham ô dùng vào việc sửa đường quốc lộ. Số tiền đó phải thu về toàn bộ cho thị trấn để thị trấn thống nhất phân phối. Chỗ cần dùng tiền của Lâm Tuyền nhiều lắm, chính là phương diện phúc lợi của công nhân viên chức. Cuối năm nay chúng ta cũng khó khăn quá, cũng phải chia sẻ một chút cho mọi người để đón năm mới. Bằng không sẽ khiến mọi người lạnh lòng. Chiêu này của Mâu Dũng đúng là tàn ác, nếu Diệp Phàm phản đối không phải sẽ biến thành một người móc tiền thưởng cuối năm của nhân viên công tác ở chính quyền, dáng vẻ đó rất có thể khiến cho mình và tất cả nhân viên công tác của thị trấn Lâm Tuyền giằng co lẫn nhau. Nếu thật sự dáng vẻ đó làm ra kết quả thì vô cùng nghiêm trọng, nó sẽ là cơ hội cực tốt để Mâu Dũng thu phục lòng người.
Đối với số tiền có được sau khi bán xã Khanh Hương, Mậu Dũng liều mạng, đương nhiên cũng là muốn đoạt toàn bộ số tiền đó về tay chủ tịch thị trấn là mình, y không muốn để Diệp Phàm mang đi một chén canh, cho dù là một ngụm canh cũng không húp được. Hơn nữa bản kế hoạch đại quy hoạch Lâm Tuyền nếu có thể làm thành công, đương nhiên không thể đoán chừng được tác dụng đối với phát triển kinh tế của thị trấn Lâm Tuyền, nhưng công lao này toàn bộ đều thuộc về Diệp Phàm. Người huy hoàng lúc ấy xác thực là không phải y, chuyện một chủ tịch thị trấn như mình làm còn không bằng một phó bí thư, người ta sao có thể xem trọng mình, cho nên Mậu Dũng quyết tâm phải phản đối. Ha ha, chuyện liên quan đến bán trụ sở chính quyền xã Khanh Hương là chuyện lớn, chính quyền thị trấn Lâm Tuyền chúng ta cũng không cách nào làm chủ. Nhưng từ phương diện cá nhân mà nói, tôi ủng hộ chuyện này, vì nó thật sự là chuyện tốt. Chuyện này đoán chừng phải báo cáo lên huyện. Phó Bí Thư Diệp, buổi chiều cậu không phải phải lên huyện báo cáo công tác sao, trực tiếp báo cáo luôn đi. Xem trên huyện nói như thế nào, chúng ta sẽ quyết định. Nếu thật sự có thể bán đi, tiền bán đi nên thu xếp như thế nào, đợi sau hội nghị đảng ủy rồi hãy nói, có thể bán đi hay không đoán chừng vẫn là một vấn đề khó khăn. Vấn đề đòi tiền trước xem ra có chút thô tục rồi. Sau khi chính quyền xã Khanh Hương chuyển đi, cho dù là lưu lại mười mấy người, làm việc bình thường, nhưng xã Khanh Hương ban đầu đã trở thành một thôn trang cực lớn rồi. Đất xây dựng, phòng ốc toàn bộ đều hạ giá, không đáng giá bao nhiêu tiền. Muốn người mua chắc chắn mua đoán chừng tương đối khó khăn, cho nên chuyện này nhất định phải vẫn cứ làm. Tôi thấy như vậy đi. Liên quan đến đề nghị bản kế hoạch đại quy hoạch Lâm Tuyền vừa rồi, các đảng ủy viên chúng ta ngồi đây giơ tay biểu quyết trước một lần đi. Tần Chí Minh xung phong giơ tay đầu tiên, đương nhiên là ủng hộ đồng bọn dưới chướng một lá cờ Diệp Phàm rồi, huống hồ Diệp Phàm còn là người mà y mang tới. Phía sau Diệp Phàm, Hạ Nhã Trinh, Khúc Anh Hà, Thiết Minh Hạ, bao gồm Tần Chí Minh tổng cộng là 5 đảng ủy viên bỏ phiếu đồng ý. Đối với dự tính bản kế hoạch đại quy hoạch Lâm Tuyền, cá nhân tôi đề xuất phản đối, xin chủ nhiệm Vương của ban đảng chính ghi lại. Đương nhiên đây chỉ là ý kiến của cá nhân tôi, từ phương diện khẳng khái mà nói, tôi sẽ tuân phục quyết định của hội nghị đảng ủy. Mậu Dũng mặt đen như đồng chí lão bao, vứt ra một câu cứng rắn, ngón tay bóp lại phát ra tiếng kêu răng rắc. Tôi bỏ quyền biểu quyết, không muốn phát biểu ý kiến gì. Diệp Mậu Tài càng quỷ quái hơn. Y cũng không muốn đắc tội quá mức với Diệp Phàm, lưu lại một con đường sống vẫn tốt hơn. Mặc dù nói mình người cùng hội cùng thuyền với chủ tịch thị trấn Mậu Dũng, nhưng con người Mậu Dũng rất dễ bị kích động, vừa rồi rất rõ ràng là bị Khúc Anh Hà kích động mà còn không biết. Loại người như vậy thì không làm được chuyện gì lớn, cho nên Diệp Mậu Tài cũng lưu lại một con đường. Phải biết rằng nếu Mậu Dũng không tiếp tục làm chủ tịch thị trấn, thì vỗ mông quay về thành phố đi. Diệp Mậu Tài cũng không có gia thế tốt như của y, còn phải ở lại trong thị trấn này. Làm chuyện gì cũng phải giữ cho mình con đường rút lui, bằng không đến lúc đó thật sự phải nhảy núi rồi. Được, bỏ xuống, 5 người phê chuẩn, 1 người từ bỏ, 1 người phản đối. Chủ nhiệm Vương ghi lại đi, đây chính là quyết định chính thức của hội nghị đảng ủy thị trấn Lâm Tuyền chúng ta. Tôi hy vọng mọi người sau này có thể đồng tâm hiệp lực. Cùng nhau cống hiến, phân giai đoạn là tốt bản kế hoạch đại quy hoạch Lâm Tuyền, đây là chuyện cực tốt tạo phúc cho 10 vạn nhân dân Lâm Tuyền. Ảnh hưởng đến 5 thị trấn lân cận, tương lai sẽ là tiểu khu kinh tế sôi động nhất Ngư Dương. Chuyện này là do Phó Bí Thư Diệp đề xuất, đương nhiên phải do cậu ấy làm tổng chỉ huy rồi. Tôi và Chủ tịch thị trấn Mậu sẽ ở bên cạnh hỗ trợ, các đảng ủy viên khác đều sẽ cố gắng giúp đỡ. Tần Chí Minh cuối cùng dành cho Diệp Phàm sự giúp đỡ rất lớn, một lời nói ra đã quyết định cho Diệp Phàm làm tổng chỉ huy. Chiêu này của y cũng là vô cùng cao cường, đầu tiên bịt miệng Mậu Dũng. Y vẫn thật sự có chút lo lắng Mậu Dũng sẽ cướp đi vị trí tổng chỉ huy, như vậy một món tiền lớn không phải sẽ toàn bộ thuộc về chỉ huy của Mậu Dũng. Mậu Dũng đương nhiên là giận đến mức thiếu chút nữa phun máu, mặt tái đi. Nhưng lại phát tác không được, bí thư người ta đã quyết định rồi, anh lẽ nào muốn nhảy ra tranh cướp chiếc ghế tổng chỉ huy với Diệp Phàm. Hơn nữa kế hoạch này, anh vốn là người phản đối thì còn mặt mũi gì cướp lấy vị trí này. Hơn nữa cho dù là Mậu Dũng muốn liều mạng đoán chừng cũng khó cướp lại được. Vì đầu tiên số tiền 350 vạn bắt đầu công việc thì yêu cầu chỉ đích danh tên họ, chỉ có Diệp Phàm mới có thể sử dụng. Cho nên Mậu Dũng cũng biết ưu thế của mình đã hết, hội nghị đảng ủy lần này cũng xem như là thất bại hoàn toàn trở về. Nhưng khi Mậu Dũng nghĩ đến bản kế hoạch không thể thực hiện,
trong lòng lại vui mừng không ít, hung hăng hừ nói, còn chưa biết kết quả như thế nào, chúng ta vừa làm vừa xem kết quả. Đến lúc đó cậu phá đường gì cũng sửa không được, nếu làm mất một nửa công trình thì thật quá mất mặt. Đến lúc đó có đến cầu cứu, tôi cũng không để ý, tốt nhất là ngay cả chiếc mũ quan của tiểu tử cậu cũng quăng đi. Mẹ kiếp, đồ ngựa non háu đá cũng dám đấu với ông mày. Đáng đời. Sau khi đảng ủy giải tán, Diệp Phàm vốn muốn chạy tới huyện thành, suy nghĩ một lát dứt khoát đẩy đến ngày hôm sau, thuận tay gọi điện thoại cho Tề Thiên. Tề Thiên, cậu có máy chụp hình không? Tôi làm bản kế hoạch đại quy hoạch Lâm Tuyền, tối qua chắc cậu cũng nghe nói rồi, cậu có thể liên hiệp với bản đồ quân sự làm thành một bản kế hoạch đại quy hoạch Lâm Tuyền chạy máy hiện đại. Đương nhiên, bí mật quân sự không thể tiết lộ có phải không? Đại ca, anh nói tới mấy chỗ Khanh Hương, thị trấn Quy Hồ đều phải chụp hình, sau đó tập hợp lại tạo thành kỹ xảo một bức tranh tổng hợp hình ảnh giống như thật. Tề Thiên rất là kinh nghiệm, chỉ cần một câu nói đã nói trúng chỗ quan trọng. Không sai, tiểu tử cậu hiếu biết rất nhiều. Diệp Phàm cười nói. Ha ha, đại ca, anh hồ đồ rồi. Tề Thiên cười nói. Hồ đồ, cậu có ý tứ gì? Diệp Phàm có chút dáng vẻ khó hiểu. Phạm Bằng mà anh vừa mới tiến cử vào Liệp Báo hôm qua không phải là chuyên giả của phương diện quang học điện tử sao? Tôi nghĩ sư đoàn dã chiến nhất định có máy móc của phương diện này, hơn nữa là loại tiên tiến nhất, tuyệt đối không thua kém thiết bị của đài truyền hình thành phố đâu. Anh chàng đó đoán chừng còn chưa lên đường, em sẽ gọi điện thoại dặn dò cậu ấy một chút chuyện của phương diện này, kêu cậu ấy nhanh chóng tới Lâm Tuyền, bảo đảm khiến đại ca phát sáng rực rỡ, ha ha ha. Tề Thiên cười ha hả rồi buông điện thoại. Chương 223, toàn là mùi xuân toát ra từ canh thuốc. Không lâu sau, Phạm Bằng gọi điện thoại đến. Bí thư Diệp, xin chào, anh có yêu cầu gì cần tôi giúp đỡ? Tôi đã chuẩn bị xong xuôi, có thể xuất phát rồi. Phía bên Liệp Báo vẫn xin anh nói mấy tiếng với thủ trưởng, ha ha. Sao vậy, sợ bị ném ra khỏi danh sách à? Được rồi, là như vậy. Diệp Phàm đem yêu cầu của mình nói cụ thể một lượt. Hơn 2 giờ chiều, Phạm Bằng dẫn theo một cô gái xinh đẹp và một chàng trai trên mặt có để rear khiêng một công cụ thật dài đến thị trấn Lâm Tuyền. Phía sau còn có một chàng trai sành điệu ngất trời, anh chàng này Diệp Phàm có chút ấn tượng, hình như đã gặp qua ở chỗ nào, nhưng thoáng cái không nhớ ra nổi. Bí thư Diệp, hai người này đều là của đài truyền hình thành phố. Phu Phi Phi, bạn học của tôi, MC của đài truyền hình thành phố, người ta hiện tại là ngôi sao nhỏ đấy. Chu Quân Nghĩa, anh họ tôi, chuyên gia tổng hợp camera của đài truyền hình, chuyên nghiệp, cực giỏi, kỹ xảo không cần phải nói, hình ảnh tổng hợp làm ra đảm bảo anh sẽ hài lòng. Vị cuối cùng này là chuyên gia trang điểm của đài truyền hình, đợi lát nữa sẽ hóa trang cho bí thư Diệp thành cán bộ thị xã chính tông. Gần đây, đài truyền hình thành phố cũng có làm một tiết mục, Sơn Thủy Mặc Hương. Bọn họ sau khi nghe nói chuyện này cũng muốn tới dạo chơi một chút, phong cảnh của Lâm Tuyền cũng tương đối xinh đẹp. Phạm Bằng cười giới thiệu. Xin chào, hoan nghênh đến làm khách ở Lâm Tuyền. Diệp Phàm nhiệt tình chào hỏi. Phu Phi Phi, tôi nói sao cứ cảm thấy cô có chút quen thuộc, thì ra là ngôi sao nổi tiếng. Đợi lát nữa phải ký tên giúp tôi. Tôi cũng có một người bạn rất tốt ở thành phố Mặc Hương, cũng họ Vu, người trong tộc với cô. Ha ha. Diệp Phàm thuận miệng nói tạo nên bầu không khí vui vẻ. Người trong tộc, ai vậy bí thư Diệp, tôi cũng rất ngưỡng mộ bí thư Diệp, phó bí thư đảng ủy thị trấn, 19 tuổi đã tốt nghiệp Đại học Hải Giang. Phu Phi Phi cũng rất nhanh nhẹn, nói mấy câu không khí đã vô cùng hòa hợp. Phu Kiến Thần, cô có lẽ đã nghe nói rồi. Diệp Phàm cười nói. Phu Kiến Thần nào? Phu Phi Phi ngạc nhiên, khuôn mặt lại càng đáng yêu. Cục trưởng Cục Công an thành phố, ha ha. Diệp Phàm cười nói. A, à, Phu Phi Phi thất thanh kêu lên, vội vàng bịt cái miệng xinh xắn của mình lại, dáng vẻ sững sờ nhìn chằm chằm Diệp Phàm, nhìn đến mức hắn cảm thấy sợ hãi, suýt nữa thì toát cả mồ hôi, thầm nghĩ cô gái này không phải là mê mê chứ, hình như mình cũng không có đẹp trai cho lắm. Tôi nói cô đấy Phu Phi Phi, tại sao lại nhìn bí thư Diệp chằm chằm như vậy? Quá luyến ái rồi. Nghĩ gì cứ nói thẳng ra đi, có phải là vừa nhìn đã chung tình muốn ở bên cạnh bí thư Diệp rồi không, ha ha. Phạm Bằng và Vu Phi Phi là bạn học, tương đối thân thiết nên cứ thế trêu ghẹo không hề giữ gì. Đồ đầu chọc họ Phạm kia, cậu dám chọc bổn cô nương à, có phải chán sống rồi không?
Thu Phi Phi hai tay chống nạnh giống như quỷ dạ xoa, dáng vẻ như muốn đánh người, nhưng nhìn thấy Diệp Phàm ở bên cạnh cười trộm đột nhiên má ửng đỏ, nói với Diệp Phàm. Phu Kiến Thần là chú út của tôi, anh nói tôi không kinh ngạc có thể được sao? À, Đại Hồng Thủy cuốn trôi Miếu Long Vương rồi, không ngờ chúng ta còn là người một nhà nữa. Diệp Phàm cũng giật mình. Ai là người một nhà với anh chứ, nói hay lắm, hừ. Phu Phi Phi bĩu cái môi nhỏ nhắn của mình lên, có chút không vui, hai đám mây hồng lại hiện lên trên gương mặt. Làm, người một nhà, có gì không tốt? Phó Bí Thư Diệp mới có 19 tuổi, cùng tuổi với cô. Người một nhà không phải càng thân thiết hơn sao? Phó Bí Thư Diệp lại là anh em với chú út của cô, chỉ có điều xét về phương diện vai vế hình như có chút rối loạn. Phạm Bằng gãi đầu cười, ý tứ đùa giỡn càng lúc càng mờ ám, đặc biệt là ba chữ, người một nhà, hết sức nhấn mạnh khiến người ta liên tưởng đến rất nhiều thứ. Đầu chọc Phạm, cậu còn nói nữa. Vậy tôi cũng phải nói sạch sự tích của, đầu chọc cậu. Phu Phi Phi dậm chân bắt đầu chơi xấu, mặt đỏ đến mức sắp biến thành trứng ngỗng chín rồi. À, nói ra nghe xem, sự tích của, đầu chọc, nhất định rất thú vị. Diệp Phàm cũng tỏ ra thích thú. Chúng ta lên xe trước, ở trên xe lại nói chuyện, phải tranh thủ thời gian. Dùng một ngày bò ra làm, chuyện này đành phải cực khổ hai vị rồi. Mấy người tới thôn Đập Thiên Thủy trước, dọc đường tranh thủ chụp ảnh, sau đó sang lâm trường Cảnh Dương ăn điểm tâm, Trịnh Khinh Vượng đương nhiên cũng phát ngôn trong phim. Tiếp đó là xuyên qua Cảnh Dương đến thị trấn Quy Hồ, mới chụp thì trời đã tối, lại vội vàng quay về thôn Đập Thiên Thủy, suýt chút nữa khiến mấy người Vu Phi Phi mệt mỏi đến tê liệt. Tuy nhiên Vu Phi Phi vừa nghe nói Diệp Phàm là anh em tốt của chú út mình nên cũng vô cùng phối hợp. Còn nhiếp ảnh gia Chu Quân Nghĩa lại là anh họ của Phạm Bằng, thấy Diệp Phàm giúp đỡ Phạm Bằng, cũng khiêng chiếc máy camera ống dài toàn lực chụp ảnh, không dám kêu khổ. Chỉ có người trang điểm Trương Bảo Minh thỉnh thoảng nhăn mặt, nhưng cũng không dám nói ra. Sau khi đến cung cũ ở thôn Đập Thiên Thủy, mọi người tắm táp nước nóng trước, dĩ nhiên Diệp Phàm cũng sẽ không bạc đãi bọn họ. Hắn đặc biệt gọi Lý Tuyên Thạch đến làm một nồi lẩu đặc biệt cực lớn, nhóm luôn một đống lửa lớn trong đại sảnh của cung cũ, phía trên dùng mấy miếng gạch kê lên làm thành một cái bếp, bên trong nấu thịt sói chuột nóng hôi hổi, dược liệu Diệp Phàm phối hợp vô cùng ngon, đảm bảo ăn đại bổ, chỉ là không biết mấy người có thể chịu đựng được hay không. Bốn người Vu Phi Phi cũng ăn uống rất nhiệt tình, nồi lẩu thịt sói chuột lại uống cùng với bia, thật sự là quá tuyệt vời, vào mùa đông lạnh lẽo như vậy quả thực là đã nghiền. Đặc biệt là loại nồi sắt này mang tới cho người ta một loại cảm giác nguyên sơ, dĩ nhiên Chu Quân Nghĩa cũng không bỏ qua cơ hội này, tranh thủ thời gian gặm một miếng lại chụp vài tấm ảnh trong cung cũ. Ăn đến cuối cùng mấy người đều sưng mặt lên, tất cả đều nhìn nhau cười run rẩy như phát điên không ngừng. Bí thư Diệp, cảm ơn, hôm nay tôi vô cùng thích thú, từ trước đến nay chưa bao giờ vui vẻ như vậy. Phu Phi Phi cười khanh khách. Vui vẻ là tốt rồi. Nếu không anh Vu lại hỏi tôi bạc đãi cháu gái bảo bối của y thì tôi thê thảm à. Diệp Phàm giả vờ dáng vẻ đau khổ, trêu chọc khiến Vu Phi Phi càng cười đến mức run rẩy hai ngọn núi vĩ đại trước ngực làm toàn bộ đám đàn ông phải liếc mắt, không dám nhìn nữa vì canh sói chuột quá cường liệt, chỗ kín đã có tiếng vọng rồi. Nghe nói lúc buổi tối có mấy anh chư rất là khổ sở, cả đêm cứ ở trong điện của cung cũ xoay vòng vòng, tại sao? Vì ngủ không được, trong lòng như bốc hỏa. Món đồ chơi không chịu hạ nhiệt, thật sự là khó chịu vô cùng. Ai, bỏ linh dịch thái tuế vào hơi nhiều, nếu ở Xuân Hương thì tốt rồi. Diệp Phàm ngồi xếp bằng trên giường một lúc lại thở dài giọng. Ngay cả hắn cũng không chịu được, chứ đừng nói là đám người Phạm Bằng. Cuối cùng phát triển đến mức độ nào không rõ nhưng chỉ thấy ba người Phạm Bằng, Chu Quân Nghĩa, Trương Bảo Minh nửa đêm bỏ dậy xông đi tắm nước lạnh. Ba người xếp thành một dãy. Ở trong sân vườn của cung cũ tận tình vọt ra cao hứng. Phạm Bằng, cậu nói xem xảy ra chuyện gì? Chúng ta giống như đều bốc cháy, lẽ nào là do canh sói chuột làm thành như vậy? Chu Quân Nghĩa không kìm được thấp giọng hỏi. Đoán chừng là vậy, nghe Phó Bí Thư Diệp nói, đó là canh đại bổ. Cậu hiện tại có phải là cảm thấy toàn thân tràn đầy sức mạnh, đối đầu với sư tử cũng dám đấu không? Phạm Bằng lau nước lạnh cười nói. Đúng vậy. Đấu với bốn con sói có lẽ cũng không có vấn đề. Thợ trang điểm Trương Bảo Minh cũng không thể nào kìm nén, lớn tiếng cười nói. Món canh này đoán chừng là loại canh xuân dược mà các hoàng đế cổ đại thích uống có phải không? Canh xuân dược,
Tiểu tử cậu đúng là phun máu. Phạm Bằng và Chu Quân Nghĩa không kìm được kêu lên. Phun máu, trong miệng bọn họ kỳ thực chính là chỉ loại đồ chơi của đàn ông, nói đứng đắn một chút chính là xuất tinh. Ha ha, các cậu vẫn chưa phun sao? Trương Bảo Minh không tỏ ra yếu kém, hỏi ngược lại. Hắc hắc, Phạm Bằng hình như là phun rồi. Chu Quân Nghĩa cười dâm đãng không thôi. Tôi nói anh họ đó, vừa rồi là ai nói ra? Nói là không ngủ được muốn tới khu lầu xanh gì đó của Mạc Hương, ba người chúng ta đều giống nhau. Ai, Phó Bí Thư Diệp lại không có chuyện gì, kỳ lạ thật. Phạm Bằng cười dâm đãng, có chút kỳ lạ. Không phải là hắn có thuốc giải chứ? Trương Bảo Minh cười khan nói. Thuốc giải cái đầu, cậu tưởng rằng hắn là đại hiệp võ lâm sao? Những cái đó đều là hư cấu viết linh tinh trong sách, trong hiện thực làm gì có thứ đó, vậy mà cậu cũng tin. Nhưng món canh này xác thực là đủ vị, đáng tiếc là ăn không đúng lúc, nếu sau khi quay về Mạc Hương tìm người yêu cùng uống mấy chén lớn thì hăng hái trên giường rồi. Chu Quân Nghĩa nói mà nước miếng cứ chảy ra ròng ròng. Đúng vậy, ha ha, mọi người nói xem, Phi Phi uống vào có thể có chuyện gì không, hình như cô ấy uống không ít hơn chúng ta, da bụng cũng căng tròn lên mà. Phạm Bằng di chuyển mục tiêu. Chuyện đó cũng khó nói, thể chất của con gái vốn không giống chúng ta. Đàn ông dễ kích động, đàn bà thì sao? Theo lý mà nói có lẽ cũng không chịu được. Tôi thấy có khi là chui vào trong chăn rồi, chuyện này con gái không dám ồn ào, chỉ có thể tự trách mình xui xẻo mà thôi. Chu Quân Nghĩa cười khan một tiếng. Phi Phi lại không mang theo thừa quần trong. Trương Bảo Minh chen vào một câu trêu chọc hết các anh chư trong sân. Ha ha ha, ba con sói cũng không chịu được cười đến mức ngả nghiêng. Cười, cười, cười chết ba con chuột đất, chuột háo sắc, chuột rụng lông các cậu đi. Phu Phi Phi đang từ nhà vệ sinh quay về, sớm đã trốn bên cạnh cái cột nghe được một lúc, trong lòng thầm mắng, trong lòng cũng rất sầu muộn, món canh này sao lại lợi hại như vậy, hại người ta cả đêm toàn nghĩ chuyện linh tinh, phải thay quần trong ba lần rồi. Suýt chút nữa không còn gì để thay. May mà lúc đi mang thêm mấy cái, biết trèo núi mệt dễ ra mồ hôi. Lần này mồ hôi chảy không bao nhiêu, nhưng thứ đó lại chạy ra không ít. Rốt cuộc là tại sao? Phu Phi Phi trốn vào trong chăn hận đến mức nghiến răng trèo trẹo, mắng Diệp Phàm đến mất mặt. Nếu không phải có mấy người đang ở đây, còn có gì Diệp Kim Liên, cô ta quả thực nghi ngờ tên háo sắc Diệp Phàm có phải có âm mưu, muốn làm gì ngôi sao nhỏ cô ta không? Nghĩ tới những điều này. Phu Phi Phi không khỏi cảm thấy xương cốt trong người lại bốc lửa ngùn ngụt một trận, ngay cả da rẻ cũng biến thành màu hồng phấn. Đúng vào lúc này, đột nhiên nghe thấy có tiếng bước chân bước gần tới phòng của mình. Trong lòng Phu Phi Phi giật thót, thầm nghĩ, không, không phải là Phó Bí Thư Diệp muốn làm gì chứ đấy chứ. Nếu hắn xông vào thì phải làm thế nào? Mình có nên kêu to lên không, gọi cứu mạng, hình như không hay lắm. Nếu truyền ra ngoài còn có thể ở lại đài truyền hình sao? Nếu không kêu người tới giúp, hắn xông vào thì làm thế nào? Nhất định là giống một con hổ háo sắc lao tới rồi. Cuối cùng thật sự chịu đựng quá mệt mỏi, rút cuộc là mơ màng ngủ thiếp đi. Anh họ, anh chàng Mâu Dũng đó quá kích động rồi, trong hội nghị đảng ủy hôm nay thiếu chút nữa là cãi nhau với Diệp Phàm rồi. Rõ ràng là chúng phải âm mưu của mụ đàn bà Khúc Anh Hà, vậy mà không biết gì hết. Nếu cứ tiếp tục đấu với đám người Tần Chí Minh, đối với tổ xây dựng Lâm Tuyển chúng ta rất là bất lợi, ai? Loại người này khó có thể làm được chuyện lớn. Phó Chủ tịch thị trấn Diệp Mậu Tài có chút lo lắng gọi điện thoại. Tính cách công tử ca này ngay lập tức rất khó sửa đổi, nhưng đầu óc Mâu Dũng rất nhanh nhạy, có chuyện cần xuống tay tàn ác thì kêu y đi làm. Dù sao y cũng là một con dao nhỏ mà hai đảng ủy viên La Tệ Trường và Ngọc Hoài Nhân ném xuống trên người đảng ủy huyện Ngư Dương. Xảy ra chuyện gì cũng không có quan hệ đến chúng ta. Còn nói về y có phải là kẻ bất tài không đỡ được hay không, về điểm này cậu không cần lo lắng. Nếu y là kẻ vô dụng thì càng tốt, ha ha ha. Phó Bí Thư huyện ủy Trung Minh Nghĩa cười nham hiểm, trong đêm khuya tiếng cười vô cùng chói tai. Kẻ vô dụng thì có gì tốt, cho dù tôi có là Gia Cát Khổng Minh cũng không đỡ nổi y. Diệp Mậu Tài khó hiểu, có chút bất mãn. Ngốc nghếch, Mậu Tài à. Suy nghĩ của cậu còn hạn chế quá. Muốn mở rộng ra, thì phải suy nghĩ vấn đề từ nhiều góc độ, nhiều phương diện. Đỡ không nổi y thì cứ để y làm bậy một thời gian. Đợi khi y và Diệp Phàm đấu nhau đến lúc rối loạn thì bản thân y cũng không chịu được đâu,
đến lúc đó y sẽ tự cút về thành phố Mạc Hương. Cậu không phải sẽ có cơ hội lên chức chủ tịch thị trấn sao? Trung Minh Nghĩa phân tích. Anh nói em có cơ hội lên chức. Nhưng chủ tịch thành phố La sẽ không tức giận sao? Mậu Dũng là người mà hắn nâng đỡ. Diệp Mậu Tài vẫn là có chút lo lắng. Vậy thì sao chứ? Trên đời này không có ai thích kẻ bất tài cả Mậu Tài à? Cho dù Mậu Dũng là con trai của chủ tịch thành phố La đoán chừng cũng vô dụng, huống hồ lại còn không phải. Mậu Dũng càng ngu ngốc không phải càng có thể tô đậm sự khôn khéo của cậu sao, cho nên, cậu cứ đợi xem trò vui đi. Nhưng, cũng cần phải làm cho Diệp Phàm gặp khó khăn mới được, chỉ ít phải để cho hắn không có một chút năng lực cạnh tranh nào. Trung Minh Nghĩa chỉ đạo. Ý tứ của anh là nói chúng ta có thể âm thầm sử dụng con cờ ở nhà máy giấy Ngư Dương rồi. Trong lòng Diệp Mậu Tài vui mừng hỏi. Đừng kêu y ra mặt, để người khác ở nhà máy giấy ra mặt thì tốt hơn. Đương nhiên người đó nhìn qua phải thành thật, càng dễ dàng chiếm được lòng tin của Diệp Phàm. Chúng ta sẽ khiến con nghé con mới đẻ Diệp Phàm đi đụng đầu với con hổ đất của Ngư Dương. Kẻ nào chết trước cũng khó nói. Chuyện bò đâm chết hổ trên đời này cũng không phải là không có. Trung Minh Nghĩa thở dài nói, chuyện này y cũng không dám chắc chắn vì quá phức tạp, nếu sơ sẩy có thể tiêu ma sự nghiệp cũng không chừng. Chủ tịch huyện, hôm nay tôi khiến Mậu Dũng và Diệp Phàm thiếu chút nữa cãi nhau ầm ĩ, nếu lúc đó Tần Chí Minh không ở đấy, xác định sẽ đập bàn ra tay rồi. Ha ha ha! Phó chủ thị trấn Khúc Anh Hà cười như điên trong điện thoại. Cười đến mức khắp người chủ tịch huyện Trương Tào Trung nổi da gà thầm nghĩ, buồn cười. Cô gái này, đúng là một con gà mái. Cái miệng thật sự rất bén nhọn, thời gian trước cứ tiếp cận lên người ông mày, thân hình của cô ta thật sự là không khơi dậy nổi sự yêu thích của mình. Nhưng lợi dụng một chút được, cô gái này trong thành phố cũng có chỗ dựa, để cô ta đi khơi mào trận đại chiến giữa công tử Mậu Dũng và kẻ làm việc không có đầu óc Diệp Phàm cũng tương đối không tệ. Càng loạn càng tốt. Thế loạn sẽ xuất ra hảo hán, đợi đến lúc hỗn loạn không giải quyết được, chính là cơ hội cực tốt để mình tiến vào Lâm Tuyền. Trương Tào Trung nghĩ tới đây thì suýt chút nữa bật cười. Được, làm tốt lắm, nhưng cô thỉnh thoảng không nên công khai quá mức, có thể mơ hồ khơi mào cuộc chiến của bọn họ thì tốt hơn. Có một số việc phải chú trọng vấn đề độ chắc chắn. Quá công khai sẽ dễ dàng khiến Lý Hồng Dương ghét, dù sao y vẫn là bí thư huyện ủy. Có thể làm mà không để lộ dấu vết mới là cảnh giới cao nhất. Chương 224, hành động ngay tại chỗ, anh dám không? Khoảng 9 giờ sáng ngày hôm sau, mọi người mới dậy. Phu Phi Phi từ trong phòng đi ra, phát hiện 4 con sói đang dùng ánh mắt quái dị gắt gao nhìn cô ta, khuôn mặt vô cớ đỏ bừng, bất mãn hừ nói. Nhìn cái gì mà nhìn, nhìn đến móc mắt người ta. Bản cô nương có phải càng ngày càng xinh đẹp không? Hừ hừ. Không, không có gì. Tối qua ngủ có ngon không? Đương nhiên là ngủ ngon, từ trước đến giờ chưa bao giờ thư thái như vậy. Cung cũ của Đập Thiên Thủy thật sự là một nơi dễ ngủ, còn thoải mái hơn với ngủ ở khách sạn 5 sao. Ha ha, không giống mấy tên đầu heo nào đấy canh ba nửa đêm còn xông đi tắm. Ở trong sân vườn tụ tập cười nói ồn ào làm phiền người khác. Phu Phi Phi nói đến đây lại càng cười phá lên, ha ha ha. Vừa khôi phục lại tinh thần lại thấy hình như là mình nói lỡ miệng rồi. Nếu mình ngủ say tại sao có thể biết mấy tên đầu heo đang phát xuân chứ, đây không phải là dấu đầu lòi đuôi sao. Nhất thời vội vàng phun, phì phì, mấy tiếng xuống dưới đất, nhân tiện dậm chân thình thịch mấy cái, rồi chuồn vào trong nhà bếp rửa mặt đánh răng. Bí thư Diệp, canh đó của anh là canh gì vậy? Có thể làm một chút cho chúng tôi mang về không? Phạm Bằng liếm mặt nhỏ giọng nói. Sao vậy, thích rồi sao, được rồi, lúc nào đi cho mỗi người một phần, thịt thú rừng nấu lên tuyệt đối là đại bổ. Các cậu trong nửa tháng sau tuyệt đối là tràn đầy sinh lực, đây là bài thuốc đặc chế của cao nhân lánh đời. Nghe nói là từ trong cung xưa cải tiến ra, ăn vào không có tác dụng phụ, mọi người yên tâm, nhưng loại thuốc này mọi người không thể truyền ra ngoài, bản thân mang về tự nấu ăn thôi. Chỉ có điều có mấy vị thuốc cho dù là mọi người muốn phối hợp cũng không phối hợp được vì không có chỗ bán. Hơn nữa thuốc này phối hợp không đầy đủ ăn vào sẽ tạo ra phiền phức lớn, nói là độc dược cũng không sai. Cho nên ngàn vạn lần đừng chế thuốc linh tinh, ăn ra cái gì thì phiền phức, ha ha. Diệp Phàm liếc mắt đã nhìn thấu tâm tư của mấy con quỷ háo sắc này, kỳ thực những lời Diệp Phàm nói cũng là sự thật,
Trong thuốc này có chất dịch của cây thái tuế chắt ra còn phối hợp thêm một chút thuốc bột, diễm tình thảo, ở bên trong, cho nên không có hai vị thuốc này bên trong thì hiệu quả sẽ giảm bớt đi rất nhiều, so với thuốc bổ bình thường cũng chỉ tốt hơn một chút mà thôi. Công tác quay phim chụp ảnh được tiến hành vô cùng chậm chạp. Ngày hôm sau, đài truyền hình thành phố lại có thêm mấy người tới hỗ trợ. Đầu tiên là chụp dân tộc Mãn của trại Thạch Bình, sau đó đến xã Khanh Hương, thị trấn Giác Lâm, thị trấn Nam Khê, thị trấn Tà Nham, thị trấn Vũ Khê, mấy thị trấn giàu có phía Nam Ngư Dương đều ở bên trong. Mỗi một nơi đến làm đều giảm bớt thủ tục, Diệp Phàm cũng không quấy rầy chính quyền địa phương. Người bên ngoài còn tưởng là du khách chụp phong cảnh, thật ra cũng không dẫn đến nhiều chấn động lớn lao. Tròn 3 ngày, công tác quay phim chụp hình hoàn thành. Phạm Bằng trong đêm đó mang cuộn phim về căn cứ Vịnh Lam Nguyệt, dưới sự phối hợp của đồng sự, sau 3 ngày đem cuộn phim chụp lúc đầu trải qua hàng loạt xử lý kỹ xảo cao cấp, dung hợp lập thể và cảnh thật, làm ra một cuộn phim dài đến 60 phút về đại quy hoạch thị trấn Lâm Tuyền của huyện Ngư Dương. Trong căn cứ Liệp Báo lúc đó có thiết bị âm thanh điện tử tiên tiến nhất trên thế giới, dù sao người ta cũng là căn cứ quân sự bí mật, quốc gia đã đầu tư vào số lượng lớn tiền bạc. Người bình thường sao có thể hưởng thụ được loại phục vụ đặc biệt này, đoán chừng cũng chỉ có Diệp Phàm mới có thể làm được. Vừa nghe nói là làm cho thủ trưởng Liệp Báo, tổ âm thanh hình ảnh điện tử vô cùng cố gắng nên thứ làm ra hiệu quả có thể sánh ngang với điện ảnh. Khi Phạm Bằng làm việc suốt đêm thì đồng chí Diệp Phàm cũng cả đêm tàn phá Thái Tây thi Phạm Xuân Hương, tận tình hưởng thụ niềm vui cá nước, đạo lý âm dương dung hợp chính là chơi như vậy. Chiêu thức gì cũng chơi một lần. Thái Tây thi dưới sự dạy dỗ của hắn gần đây cũng có tiến bộ rất lớn, thỉnh thoảng phối hợp vô cùng hoàn thiện. Có khi một động tác của Diệp Phàm, Thái Tây thi đã biết con sói này muốn chơi chiêu gì, động tác của hai người thật ra đã đạt đến hài hòa thống nhất, thiếu chút nữa đã đạt đến trình độ dày công tôi luyện. 18 chiêu thức có là gì, đồng chí Diệp Phàm xấu xa còn sáng tạo ra 20 chiêu thức. Nhưng cũng là đổi canh không đổi thuốc, biên độ động tác không phải vô cùng lớn. Dù sao Thái Tây thi không có luyện võ, tính dẻo dai của cơ thể kém hơn một chút. Có khi động tĩnh làm ra tương đối lớn, khiến cho Phạm Nghiêm Nhân đang xem TV ở phòng khách đỏ mặt giống như mông khỉ, một viên xuân tình ở chỗ nào quạc quạc suýt nhảy ra khỏi lồng ngực. Dù sao từ lần đó Diệp Phàm thiếu chút nữa nhầm Phạm Nghiêm Nhân là Phạm Xuân Hương, hành động sau đó Diệp Phàm cũng rất tự nhiên, có một số chuyện cũng không cố ý tránh Phạm Nghiêm Nhân. Có khi lúc chơi đùa với Thái Tây thi, cửa chỉ là khép hờ chứ không đóng chặt. Cũng không biết có phải là đồng chí Diệp Phàm cố ý muốn tiến hành dạy dỗ giai đoạn đầu gì đó với Phạm Nghiêm Nhân, đoán chừng cũng có chút hiểm nghi ở phương diện này. Đương nhiên, Diệp Phàm không để ý, Thái Tây thi làm chị càng không để ý. Trong lòng của cô ta từ lâu đã tính toán cho em gái mình rồi, chỉ đợi đến lúc em gái đủ 18 tuổi thì sẽ để đồng chí Diệp Phàm hái quả đào. Thỉnh thoảng Thái Tây thi còn cố ý sáng tạo cơ hội cho anh chứ. Ví dụ nói khi Phạm Nghiêm Nhân đang tắm, lại vừa vặn gặp đúng đồng chí Diệp Phàm đang nằm trong phòng khách nghe nhạc, Thái Tây thì có thể ra tay. Ra tay như thế nào chứ? Đương nhiên là dịu dàng mà mãnh liệt khơi mào loại chiêu thức yêu thích của anh chứ, cưỡng hôn kích thích, ôm ấp yêu thương nhảy vào trong lồng ngực anh chứ lộn xộn một lúc. Chiêu này khiến cho Diệp Phàm nghiến răng trèo trèo không dứt, lửa nóng đã không tiêu tan được nữa. Phạm Nghiêm Nhân ở bên cạnh đang tắm, tiếng nước chảy róc rách vang lên. Giống như kèn lệnh vang lên thúc giục người nào đó phát động tiến công. Nhưng Diệp Phàm dù sao cũng là cán bộ của đảng, cao thủ quốc thuật thất đoạn, tâm trí là không cần phải nói, miệng cứ liên tục lẩm bẩm. Bình tĩnh, bình tĩnh. Sau chừng 100 từ, bình tĩnh, cuối cùng miệng lưỡi khô ngắt, rút cuộc cũng đến lúc Phạm Nghiêm Nhân tắm xong. Không có tiếng nước chảy róc rách, đương nhiên lực hấp dẫn cũng nhỏ đi nhiều. Nhưng thời khắc vô cùng hấp dẫn đương nhiên chính là lúc Phạm Nghiêm Nhân chùm khăn tắm từ trong nhà vệ sinh đi ra, giống như một đóa sen trắng tinh khiết mới nở. Nhũ phong sừng sững ngạo nghễ, còn hơi lộ ra nửa bầu ngực, có khi thậm chí còn có thể nhìn thấy viên ô mai nhỏ phía trên đỉnh núi, từ trong khăn tắm chưa được che kín len lén nhảy ra trêu chọc người, mái tóc rủ xuống còn hơi ướt, giống như gội dầu gì đó. Hai bắp đùi trắng nõn lộ ra hơn một nửa. Ngay cả giải đất thần bí nhất trong sự phấp phới của chiếc khăn tắm lúc ẩn lúc hiện. Một mùi cơ thể hỗn tạp nhàn nhạt xen lẫn với mùi hương cứ xông thẳng vào mũi Diệp Phàm. Cũng không biết có phải là Phạm Nghiêm Nhân cố ý hay không mà cô nàng này còn cố ý đi hai vòng bước chân mèo tự sáng tạo ra trước mặt Diệp Phàm, cái mông khêu gợi cứ dập dùi tới lui trước mặt Diệp Phàm.
khi khép mở có lúc chiếc khăn tắm biên độ mở rộng hơn lớn, cỏ thơm đương nhiên phải lộ ra rồi. Mấy cây cỏ đoán chừng là vì phân bón tươi tốt quá mức còn len lén nhô đầu ra. Đương nhiên trên cỏ thơm còn có một chiếc quần tam giác như cánh tằm mỏng, vẫn là đồng chí Diệp Phàm vì kích thích tình thú, đặc biệt mua về cho Thái Tây thi biểu diễn cho mình xem. Nhưng sau đó hình như một nửa thứ đó đã bị em gái của Thái Tây thi là Phạm Nghiêm Nhân cướp đi. Chuyện này không thể như vậy, nếu là Thái Tây thi biểu diễn cũng được, nhiều nhất chính là mãnh hổ bắt dê giải quyết ngay tại chỗ. Lúc này Phạm Nghiêm Nhân lại mặc trên người, anh chưa đó thật sự chịu tội rồi, dĩ nhiên còn là chịu tội lớn, tim gan của cứ cuộn trào từng cơn. Diệp Phàm đành phải thị uy phất phất tay kêu lên. Còn không vào phòng, chọc tức ông mày giải quyết ngay tại chỗ bây giờ. Nghe Diệp Phàm nói như vậy, Phạm Nghiêm Nhân xác định giống như con thỏ sợ hãi, vội vàng chui vào trong phòng mình, đóng cửa, rầm, một cái không ra ngoài nữa, trong lòng mắng thầm, con sói háo sắc. Giải quyết, anh dám sao? Lần trước không phải còn không dám vào, đồ hèn nhát vô dụng, tiến vào không biết có mùi vị gì không, nghe thanh âm của chị hình như rất thoải mái, rất. Vừa nghĩ đến những chuyện này, gương mặt của Phạm Nghiêm Nhân lại đỏ bừng, thân thể nóng ran một hồi, xem ra lại phải tắm một lần nữa. Sau khi cùng với Thái Tây thì vô cùng lãng mạn, anh chưa bốn chân đan nhau nằm thẳng cẳng trên giường, ngay cả quần áo cũng lười mặc. Sảng khoái hưởng thụ sự phục vụ chu đáo dịu dàng của Thái Tây Thi. Lúc này điện thoại đột nhiên vang lên, bên trong truyền ra một giọng nói đàn ông, ngài là Phó Bí Thư Diệp có phải không? Đúng vậy, anh là ai? Diệp Phàm cảm thấy có chút kỳ lạ, giọng nói này hình như rất khẩn trương. Tôi là công nhân của nhà máy giấy Ngư Dương, tôi tên là Trần Nhĩ Ngưu, có tình huống quan trọng phải nói với Tổ trưởng Diệp một chút. Ngài có thể ra ngoài một lát không? Giọng nói của Trần Nhị Ngưu run rẩy nói. Tình huống quan trọng, được rồi, anh đang ở đâu, tôi sẽ ra ngoài tìm. Diệp Phàm cảm thấy giật mình, trong lòng vui vẻ thầm nói, lẽ nào là người anh em công nhân có tinh thần chính nghĩa muốn tiết lộ gì đó trong bức màn mờ ám. Trong TV thường xuyên nhìn thấy loại tình tiết này, hiện tại trong đời thực cũng xuất hiện rồi. Sức tưởng tượng của Diệp Phàm vô cùng phong phú, lập tức liên tưởng đến tình huống này. Vậy trong quỷ anh than phía trên có một nơi tên là Cung Trung Húc Thánh Quân, thế nào hả? Trần Nhĩ Ngưu hình như cực kỳ lo lắng, khiến Diệp Phàm có loại cảm giác thần bí dùng mình, thầm nghĩ, quỷ anh than, còn Cung Trung Húc Thánh Quân gì đó. Nghe cái tên đã có chút dọa người rồi, lẽ nào thật sự có quỷ gọi, Trung Húc Thánh Quân bắt quỷ? Sợ gì, lẽ nào còn sợ bị người ta ám hại sao? Được, tôi lập tức ra ngoài. Diệp Phàm thoải mái đồng ý. Sau khi đặt điện thoại xuống hỏi, Xuân Hương, quỷ anh than là chỗ nào, Cung Trung Húc Thánh Quân là như thế nào? À, anh hỏi chỗ đó làm cái gì? Phạm Xuân Hương nửa thân hình còn đang ở trần chợt run rẩy, nhũ phong lắc lư kịch liệt, dáng vẻ lộ ra hết sức hoảng sợ. Kỳ lạ, nơi đó rất đáng sợ sao? Diệp Phàm nghi hoặc, đương nhiên là đáng sợ, đừng nói là đêm hôm khuya khoắt, ngay cả ban ngày cũng không có mấy người dám đi. Phạm Xuân Hương run run, tựa hồ rất sợ hãi vậy. Diệp Phàm phải điều chỉnh nhiệt độ điều hòa lên cao một chút, tiện tay nhẹ nhàng kéo cô vào lòng âu yếm, nói. Nói nghe xem, anh thật sự thấy tò mò đấy. Chương 225, Quỷ Anh Than, Bãi Quỷ Trẻ Con. Cái tên Quỷ Anh Than có từ lúc nào cũng không rõ, nghe nói là một pháp trường thời xưa. Ở đó giết không ít người, máu chảy thành sông, toàn bộ bờ cát cũng bị nhuộm thành màu đỏ. Kỳ lạ là mỗi đêm ở đó vào lúc đêm khuya sẽ phát ra tiếng quỷ kêu, hơn nữa còn là đám quỷ trẻ con. Mấy bà cốt ở thị trấn chúng ta có nói, quỷ trẻ con là do trẻ con chết oan biến thành quỷ, so với quỷ trưởng thành lại càng hung tàn hơn. Bởi vì bọn chúng khao khát lớn lên, chỉ cần gặp người là sẽ nhập vào đến chết để chuyển thế đầu thai. Phạm Xuân Hương kể tới đây thì hàm răng va vào nhau lộp cộp. Sợ cái gì, đều là lời đồn thôi, đi đâu mà có quỷ chứ? Nếu thật sự là có thì chẳng lẽ đi hại người tốt, có anh ở đây mà. Giờ anh muốn tới chỗ quỷ anh than kia nhưng lại không biết đường, em dẫn anh đi nhé. Diệp Phàm trấn an. Không được, anh không thể đi, em van anh đấy. Phạm Xuân Hương kêu lên thất thanh, cũng may là phòng có cách âm nếu không sẽ làm người khác tỉnh giấc. Đừng sợ, bản lĩnh của anh thì em biết rồi mà, tay không có thể bóp nát chén, nếu thực có quỷ đến anh cũng có thể tiêu diệt.
thầy bói đã chẳng từng nói, người nào có dương khí thịnh thì ngay cả quỷ cũng không dám tới gần, nên em không cần lo lắng gì hết, anh có việc gấp phải tới đó, đi thôi. Sau khi nghe Diệp Phàm trấn an mấy câu, Phạm Xuân Hương nghe nói hắn có việc gấp nên cũng cắn răng gật đầu. Nhìn đến đồng hồ thì đã gần 4 giờ sáng, hai người lén đi cửa hông, đi lên xe rồi Phạm Xuân Hương chỉ dẫn một lúc thì tới Vịnh Rồng. Chỗ này thật ra cũng cách thị trấn không xa, chỉ cách chỗ trụ sở chính quyền chừng 3, 4 cây số, chỉ là đường khá vắng, nhà cửa rất thưa thớt. Đến một ngọn rất dài và thấp, Phạm Xuân Hương nói. Khe núi trong này có một bãi trống rất lớn, đúng ra là một sân cỏ dại, toàn là đá và bùn đất. Trước kia bởi vì có hồn quỷ kêu nên có xây một cung chuông húc thánh quân để bắt quỷ, 10 năm đại tu một lần, tình trạng bảo tồn cũng khá tốt. Tuy nhiên vào 100 năm trước có một thợ mộc khi đang sửa cung thì bỗng nhiên té xuống rồi qua đời, nghe nói trước lúc qua đời cứ luôn hô, đừng bắt tôi, các ngươi còn gọi nữa tôi sẽ dùng bùa chém đầu các ngươi, cứu mạng a, rồi cứ thế nhắm mắt. Mọi người đều xác định là ông ấy đã bị quỷ trẻ con nhập thân đoạt hồn rồi, vì thế sau đó không có thợ nào vào sửa cung, dần dần trở nên đổ nát. Năm ngoái có một bà cốt nói là tình nguyện bỏ tiền ra để sửa cung, tuy nhiên không có ai dám. Ai, tiền nhiều mà không có mạng để dùng thì để làm gì? Vậy chúng ta đi thôi. Diệp Phàm cố ý cười nói. Không, không, em ở trong xe thôi, một mình anh đi là được rồi. Phạm Xuân Hương tựa hồ bị giẫm trúng phải đuôi nhảy dựng lên đụng vào nóc xe đau điếng hét ầm ĩ. Được rồi, phụ nữ a, đều là tự mình dọa mình. Diệp Phàm lắc đầu phì cười, cầm lấy đèn pin xuống xe. Phàm, anh Phàm, em đi với anh vậy. Phạm Xuân Hương lắp bắp sau lưng rồi đi xuống xe. Tuy nhiên thân hình run lập cập trong gió lạnh. Em đừng đi, cứ ở trong xe ngủ một giấc, nếu sợ thì mở nhạc lên. Diệp Phàm cảm thấy ấm áp bởi vì Phạm Xuân Hương mặc dù sợ đến muốn chết nhưng thấy mình mạo hiểm thì vẫn tình nguyện đi theo. Cái này kêu là đồng cam cộng khổ, người hiện đại thì lúc có rượu uống thì kéo đến. Lúc có đại nạn thì biết hết không thấy ai, vì thế Diệp Phàm cũng thấy cảm động ôm Phạm Xuân Hương về xe, may là lúc nãy ra ngoài hai người đã chuẩn bị đầy đủ, ngay cả chăn màn cũng mang theo. Diệp Phàm chiếu đèn pin lên lối vào. Phát hiện thấy lấp trong đám cỏ tranh rậm rạp là một con đường nhỏ rộng chừng hai người đi. Tuy nhiên có lẽ vì lâu ngày không có người đi nên trên lối đi vung vãi những cành khô lá rụng. Diệp Phàm rất hối hận không mang theo dao ngắn bên người, nếu không vừa đi có thể vừa phát cây mở đường, hắn cứ thế chui theo đường nhỏ đi vào chừng một cây số thì thấy một bóng dáng đen ngòm. Gần giống như cung cũ ở thôn Đập Thiên Thủy, nằm vắt ngang sườn núi. Thật ra thì trong lòng Diệp Phàm cũng có chút sợ hãi. Đêm tối không đèn, cây cỏ rậm rạp nếu không sợ hãi thì mới là lạ, huống chi còn lời đồn đáng sợ như vậy. Cung cũ trước mặt ước chừng còn lớn hơn cung cũ của thôn Đập Thiên Thủy, đen ngòm không thấy đầu, áng chừng rộng hơn 100 mét. Nơi đây bẩn thỉu, đầy rẫy phân rơi, may đang là mùa đông nên cũng không thối lắm. Tuy nhiên trên mặt đất vung vãi rác rưởi bao gồm cả vỏ hộp thuốc lá, đầu hương, chắc là có đám đánh bạc mò tới đây để sát phạt. Bên trong cũng không thấy ai. Thầm nghĩ chẳng lẽ Trần Nhĩ Ngưu còn chưa tới, theo lý mà nói gã đã gọi mình tới đây thì phải tới đây từ trước, có lẽ là gã đi bộ còn mình thì đi xe. Hắn lấy đèn pin soi một vòng thì thấy ở ngay giữa chính điện thấy một người ngồi chồm hổm, chính là Trung Húc Thánh Quân. Trung Húc theo truyền thuyết của Hoa Hạ là một trong 4 thánh quân trấn trạch. Sách cổ chép rằng ông ta là người núi Trung Nam ở kinh đô Trường An thời Sơ Đường. Tướng mạo mắt nhãn đầu báo, tài cán hơn người. Trong bụng chứa đầy kinh luân, chính khí hạo nhiên, đối đãi với người chính trực thẳng thắn. Ông ta vốn là hảo hán bắt quỷ, pho tượng trong cung kia cũng có chút giống, tuy nhiên cặp mắt đã bị phá hủy, hiện giờ trông giống như người mù. Diệp Phàm buồn cười. Mẹ nói chứ, mù thì còn bắt thế nào được quỷ, trừ khi quỷ cũng mù, hai bên đầu mò mẫm, ha ha. Hắn cười xong thì tìm một cái ghế hỏng trong cung ngồi xuống, móc một điếu thuốc ra hút. Còn Trần Nhĩ Ngưu có lẽ là người cẩn thận nên một lúc sau mới giảm thò ra. Người này chắc cũng không phải hạng nhát ga, nếu không cũng không dám mò tới cái chốn quỷ quái này. Không lâu sau, một cái đầu ló ra từ cửa hông hỏi. Là Phó Bí Thư Diệp sao? Đúng vậy, anh là Trần Nhĩ Ngưu đúng không? Không có chuyện gì, ra đi, nơi này buổi tối không có ai đâu. Diệp Phàm vỗ vỗ cái ghế hỏng, muốn tăng thêm can đảm cho Trần Nhĩ Ngưu.
Trần Nhị Ngưu có vẻ sợ hãi đi tới, chiếc đèn pin trong tay phát ra ánh sáng yếu ớt. Có chuyện gì anh cứ dũng cảm nói ra, tôi sẽ giữ bí mật cho anh, nếu quả thật phát hiện ra vấn đề gì có giá trị thì tôi sẽ có thưởng. Diệp Phàm đưa cho điếu thuốc cho Trần Nhị Ngưu. Không cần đâu Phó Bí Thư Diệp, thuốc của anh quá đắt, chúng tôi hút không quen. Trần Nhị Ngưu không dám nhận điếu thuốc của Diệp Phàm mà móc ra một bao đại tiền môn rẻ tiền. Cầm lấy đi, không có chuyện gì đâu, tôi cầm theo hai bao mà. Diệp Phàm đút một bao Trung Hoa vào túi của Trần Nhị Ngưu khiến gã lại càng sợ hãi. Cứ luôn tay đẩy ra từ chối, cứ mấy lần như vậy làm Diệp Phàm phát bực đẩy mạnh vào mới được. Gã bất đắc dĩ phải cầm lấy, còn nâng niu như một bảo bối làm Diệp Phàm cảm thấy đau nhói, mình hiện giờ toàn hút Trung Hoa 3-40 đồng một gói, so với mẫu đơn 3 đồng một gói còn căn ke, đó chính là chênh lệch về cảnh giới. Nghĩ đến những công nhân ở nhà máy giấy Ngư Dương một tháng tiền lương cũng chỉ có chừng 40 đồng còn phải nuôi cả gia đình, còn chưa kể bao chuyện phát sinh cũng cần đến tiền. Ai, mình nhất định phải vực dậy nhà máy, phấn đấu tiền lương công nhân mỗi tháng cũng phải 200 đồng. Diệp Phàm thầm hạ quyết tâm. Bí thư Diệp, tôi là phó chủ nhiệm phân xưởng nhà máy giấy. Nhà máy giấy chúng tôi vốn là kiếm được tiền, nhưng cuối cùng bị đám người giám đốc Hoàng, Tần Minh Giai ăn sạch, mỗi ngày đều đi nhậu nhẹt, anh thử tìm hiểu xem chi phí chiêu đãi ở Tử Vân Lâu một năm chừng 20 vạn. Chừng 20 vạn A, đủ để phát tiền lương một tháng của toàn bộ công nhân, cho dù là khách tới suốt ngày cũng không đến mức như vậy. So sánh với phòng hát Lam Nguyệt Lượng một năm doanh thu cũng chỉ 7, 8 vạn, toàn bộ quán ăn ở thị trấn Lâm Tuyền cũng chỉ mới mười mấy vạn. Tại sao phí chiêu đãi lại nhiều như vậy? Ai, trong xưởng có một bộ phận công nhân nghèo lúc sốt cao hôn mê còn không dám đi bệnh viện, sợ đi rồi thì tiền lương một tháng còn chưa đủ để đóng viện phí. Đều chỉ dám nằm trên giường dùng khăn ướt để lau, một số phụ nữ bị đau đến lăn lộn cũng chỉ dám cắn áo không dám la lên chỉ sợ người bên cạnh biết được chê cười. Trần Nhị Ngưu nói đến đây thì đau lòng không ngừng lắc đầu. Hừ! Diệp Phàm giận đến hừ lạnh một tiếng làm Trần Nhị Ngưu sợ không dám lên tiếng liền vội vàng nói. Tôi không phải hừ anh có chứng cứ không, nếu không có chứng cứ thì rất khó giải quyết. Có một chút. Trần Nhị Ngưu vừa nói vừa run run đưa ra một tập giấy được bọc kín, nói. Tất cả đều ở bên trong, có khi là bằng chứng, có khi là chính tôi ký vào. Bí thư Diệp, ngài nhất định phải giữ bí mật cho tôi. Nếu không giám đốc Hoàng sẽ cho cả đám bọn tôi đi đời. Ngài thấy đó, bọn họ ngay cả lãnh đạo thị trấn cũng dám gây sự, chúng tôi càng không phải nói rồi, nếu y biết được thì buổi tối trên bàn cơm sẽ có thêm một thanh mã tấu. Nói tới đây, Trần Nhị Ngưu lại giáo giác nhìn quanh. Chương 226, cô gái dám đánh đại ca. Hừ, thiên hạ này vẫn còn là thiên hạ của đảng. Không cần sợ, tôi sẽ giữ bí mật. Nếu bọn người giám đốc Hoàng tìm cậu gây chuyện thì cậu cứ gọi điện cho tôi. Diệp Phàm cố gắng cổ vũ Trần Nhị Ngưu. Nếu sau này cậu còn phát hiện ra chứng cứ gì mới. Chúng ta hẹn gặp nhau trong cung Trung Húc Thánh Quân là được rồi, thường xuyên tới đây cậu không sợ chứ? Sợ gì, nếu thật sự có quỷ trên đời này, người xấu còn có thể sống được sao? Trần Nhị Ngưu thật ra cũng là ngụy biện, nhưng sau khi nghe cảm thấy thật sự có đạo lý. Nếu thật sự có quỷ hồn thì người nào đó bị hãm hại nhất định sẽ tìm người hại chết hắn để báo thù. Hai người nói chuyện một hồi nháy mắt đã gần 6 giờ sáng, Trần Nhị Ngưu bỏ đi trước. Có lẽ y vẫn có chút lo lắng có người nhìn thấy, Diệp Phàm ngược lại rất hiếu kỳ về quỷ anh thân này. Nhưng đêm nay hình như không nghe thấy tiếng quỷ trẻ con nào đang gọi liền quay lại trong xe ôm Phạm Xuân Hương ngủ một giấc cho đến khoảng 7 giờ trời sáng rõ mới xuống xe trèo lên trên ngọn núi nhỏ bên đường. Trên núi có rất nhiều loại cây cối, đứng ở trên cao nhìn trong cốc, nhất thời cảm giác rất thư thái. Thiên nhiên tốt thật. Diệp Phàm lẩm bẩm, thiếu chút nữa khua chân múa tay vui sướng vì hắn phát hiện quỷ anh than này cơ bản chính là một khu đất hoang vô cùng lớn. Liếc mắt căn bản không nhìn thấy bên trong rút cuộc dài bao nhiêu, ở giữa bãi có một dòng suối nhỏ rộng rãi khoảng 50 mét, chia toàn bộ quỷ anh than làm hai nửa, mỗi bên rộng chừng mấy trăm mét. Diệp Phàm vội vàng xuống núi, bảo Phạm Xuân Hương quay về trước, ở đây dù sao cũng cách thị trấn không xa, hắn lái xe đưa cô đến chỗ xung quanh có người rồi quay lại chỗ cũ rồi cứ thế men theo đường nhỏ vào trong. Khe núi này rất lớn, hai bên dòng suối nhỏ là hai vùng thiên nhiên hoang dã, cỏ hoang mọc đầy.
Đi 4.000 thước đến bãi đất vắng vẻ mới dần dần trở nên hẹp lại, tuy nhiên sườn núi chỗ tiếp giáp bãi đất này cũng không cao lắm, khoảng 20-30 thước. Càng đi đến chỗ xa thì càng cao, toàn là do nham thạch màu xanh lộ ra bên ngoài tạo thành, tầng đất rất mỏng, mọc ra những lùm cây cối bụi rậm thấp bé. Đây quả thực chính là khu vực tự nhiên, Diệp Phàm tại sao lại vui mừng như điên như vậy? Vì hắn cảm thấy nếu có thể chuyển nhà máy giấy Ngư Dương đến đây, quả thực chính là ý trời, hơn nữa hai bờ sông đều có thể xây dựng nhà máy. Xây mười mấy nhà máy cũng không thành vấn đề, nếu có thể làm một khu quy hoạch mô hình nhỏ của Lâm Tuyền thì càng hoàn mỹ. Đương nhiên cũng không thể gọi là khu quy hoạch, mà chỉ có thể nói là khu nhà máy tập trung. Hơn nữa nơi này là bãi đất vắng vẻ, toàn bộ đều là vật vô chủ, đất đai của quốc gia, đoán chừng ngay cả tiền đất xây dựng cũng giảm xuống. Diệp Phàm suy nghĩ một lát cảm thấy xác định sẽ không dễ dàng như vậy, vì nơi này nếu đã gọi là quỷ anh than chứng tỏ người Lâm Tuyền rất sợ nơi này. Thỉnh thoảng có những thứ mê tín còn lớn hơn uy lực của khoa học, vấn đề quan trọng là nhà máy chuyển đến đây, công nhân của nhà máy giấy có chịu hay không? Nếu mọi người đều sợ ma, đều phản đối thì còn làm gì nữa? Đây mới là trở ngại lớn nhất, bằng không nơi tốt như vậy sớm đã bị người Lâm Tuyền khai phá trồng cây trà rồi, làm gì còn để lại cho Diệp Phàm nhặt lấy. Đây thật sự là vấn đề lớn, người ở nông thôn rất mê tín, nếu mọi người không đồng ý chuyển tới khiến công nhân gây chuyện thì phiền phức lớn. Sức mạnh của quần chúng là lớn nhất, Diệp Phàm đã lĩnh hội rất sâu sắc vấn đề này. Lần trước khi mình xui xẻo bị phó cục trưởng cổ của cục công an huyện bắt đi, Lý Tuyên Thạch đã tổ chức hơn 1.000 người đến trụ sở huyện ngồi thị uy phản đối, khiến bí thư Lý Hồng Dương và chủ tịch huyện Trương Tào Trung bị hù dọa đến toát mồ hôi lạnh, đây là thứ mà người làm quan sợ nhất. Diệp Phàm ngơ ngác ngồi ở khe suối suy nghĩ suốt 2 tiếng, gọi điện thoại cho Tề Thiên, kêu hắn thông báo cho Phạm Bằng, để anh chàng đó lại nói chuyện một chút với anh họ Chu Quân Nghĩa ở đài truyền hình, làm phiền anh ta một lần nữa tới quay phim chụp ảnh nhà máy giấy Ngư Dương và Quỷ Anh Than. Ý nghĩ của Diệp Phàm chính là nhân cơ hội bản kế hoạch đại quy hoạch Lâm Tuyền dứt khoát đem chuyện liên quan đến nhà máy giấy Ngư Dương và khu nhà máy mô hình nhỏ Quỷ Anh Than giải quyết xong. Tề Thiên nghe thấy cũng vô cùng tò mò, thuận miệng nói một câu. Chuyện này cũng không dễ đâu, đại ca, em thấy anh hồ đồ mất rồi. Nếu đã có là quỷ con vậy kêu chúng ta đi bắt quỷ con ra thì sao, ha ha ha. Muốn đánh tan sự nghi ngờ của công nhân thì phải bốc thuốc đúng bệnh. Nếu điều tra bí mật của quỷ con kêu khóc, chân tướng lộ rõ thì ai còn sợ nó nữa. Đúng, đúng, đúng là tôi hồ đồ rồi, thằng danh cậu, đầu óc thật là linh hoạt. Vậy tối nay cùng xuống đây bắt quỷ thì thế nào? Bố mày thật sự muốn bắt được mấy con quỷ cho người của nhà máy giấy xem. Diệp Phàm cười ha hả. Đúng vậy thủ trưởng, đoàn trưởng Thiết ra lệnh cho tôi hôm nay phải mang thuốc tới, chuyện này thật đúng lúc, không cần phải bịa ra lý do để mời. Tề Thiên nói xong cười tinh quái. Đại ca, anh thật là ghê gớm, lại dám ép sầu trên người đoàn trưởng Thiết. Tôi chỉ là làm cu ly, giúp đám anh em tốt các cậu đường chạy thôi, ai. Diệp Phàm thở dài buông điện thoại. Không nhìn thấy bộ mặt thật, chỉ do người đang ở trong cuộc. Xem ra mình là người trong cuộc, loại hành động này cần phải có người ngoài tới giúp đỡ. Diệp Phàm thở dài nói. Quay lại phòng mình ở trụ sở chính quyền. Diệp Phàm đóng cửa lại bắt đầu mở túi giấy ra. Phát hiện bên trong ngoài một tập hóa đơn dày ra còn có một quyển chứng từ, bên trong hóa đơn có 3 phần có hóa đơn thật, gần 7 phần là đồ photo. Từ chủng loại hóa đơn thì thấy rất đa dạng, thủ đoạn chi trả gì đều có, Diệp Phàm nhìn mà trợn mắt líu lưỡi, thầm nghĩ, đáng học tập. Thật là mở rộng tầm mắt, cái đầu của tên giám đốc Hoàng Hải Bình này thật là nhanh nhạy. Đối chiếu hóa đơn và chứng từ. Cuối cùng phát hiện thủ đoạn bên trong. Ví dụ chi phí đến huyện đi nhà tắm, phòng massage, tiệm uốn tóc đều hết thành hóa đơn chính thức của khách sạn Ngư Dương. Loại thủ pháp treo đầu dê bán thịt chó này là bình thường nhất, là một trong những thủ đoạn thịnh hành nhất trong giới quan trường Trung Quốc trước mắt. Nhưng người kiểm toán loại hóa đơn này nếu tinh ý một chút nhất định sẽ phát hiện ra vấn đề, ví dụ ngày 1 tháng 6 quốc tế thiếu nhi năm nay, Hoàng Hải Bình đại diện cho nhà máy giấy Ngư Dương đi tặng quà hộp bút. Đồ chơi, cho mấy trường tiểu học lân cận xung quanh. Chi phí ăn ở một đêm ở khách sạn Ngư Dương cao hơn 2.000 tệ, làm sao có thể phát sinh loại chuyện hoang đường này chứ? Phòng đắt nhất trong khách sạn huyện Ngư Dương một đêm cũng chỉ có 200 tệ,
hơn 2.000 tệ này lẽ nào một người phải ngủ tới 10 phòng sao? Thật sự vô cùng buồn cười, hóa đơn đều như vậy cuối cùng nộp lên đơn vị cấp trên của nhà máy giấy Ngư Dương, cũng chính là nhân viên công tác do phòng thương mại huyện phái tới kiểm tra sổ sách sẽ xét duyệt qua, tỏ rõ bên trong có bao nhiêu trò mờ ám, thường xuyên nói quan viên là sâu mọt, đây chính là chiêu thuật của những con sâu mọt này gặm nhấm tài sản quốc gia. Số tiền Hoàng Hải Bình ở một đêm trị giá bằng tiền lương một năm của công nhân nhà máy giấy bình thường. Nghe nói nhà của Hoàng Hải Bình ở trên huyện, vậy tại sao phải tới khách sạn ở, chuyện này thật sự là có chút mờ ám nhưng đây cũng chỉ là thủ đoạn nhỏ thường dùng của các quan viên. Chuyện này Diệp Phàm không muốn đi điều tra, hắn chỉ muốn bắt được những chuyện lớn hơn một chút là được, dù sao mình cũng không phải ở cục kiểm tra, cũng không có nhiều thời gian và sức lực như vậy. Bên trong có một bút toán chứng từ rất lớn, thu hút sự chú ý của Diệp Phàm. Trong chứng từ rõ ràng ghi là ngày 2 tháng 3 năm 1995, nhà máy giấy Ngư Dương từng xuất xưởng mấy xe chở giấy bán giấy các tông cho một người tên là Long Hưng ở Thủy Châu, tổng giá trị đạt đến khoảng 65 vạn, lúc ấy sau khi chỉ thu về 10 vạn tiền đặt cọc thì không thấy lấy tiền về. Nhưng gần đây trong sổ cái thu chi của nhà máy giấy tuyệt đối không có bút toán lớn như vậy. Vì 65 vạn dù sao cũng là con số lớn, trí nhớ của Diệp Phàm lại cực tốt, lúc ấy nghe Giám đốc Sở Tài chính Trịnh Lực Văn từng báo cáo mấy lần. Không nghe nói khách hàng lớn còn thiếu nhà máy giấy Ngư Dương số tiền lớn 60 vạn. Thật ra số tiền bút toán nhỏ 1 vạn, 2 vạn, 3 vạn hợp lại thành 5, 60 vạn vẫn chưa thu về cũng xem như là khoản nợ tam giác rồi. Số tiền đó đi chỗ nào rồi? Lẽ nào đã thu về mà không nhập sổ sách? Hoặc là căn bản không có thu về, hoặc là vốn dĩ không có chuyện này. Cuốn chứng từ này là giả, Trần Nhị Ngưu nghe tin vỉa hè rồi ghi chép linh tinh. Diệp Phàm cứ quanh quẩn với những suy nghĩ này trong đầu rồi quyết định xem đây là lý do đột phá để đi điều tra, xem ai là người đang nói dối. Lực Văn, cậu lập tức đưa sổ sách kiểm tra của nhà máy giấy cho tôi, xem ở trong có phải có ghi chép giao dịch nhà máy giấy các tông Long Hưng ở Thủy Châu không? Diệp Phàm hỏi. Được, bí thư Diệp, tôi lập tức đi kiểm tra. Trịnh Lực Văn rất nghe lời hắn. Tổ công tác nhà máy giấy đã thành lập, không quá 10 người, Diệp Phàm bổ nhiệm Trịnh Lực Văn làm phó tổ trưởng. Đoàn Hải của tổ công tác Đập Thiên Thủy cũng là phó tổ trưởng, hai người hợp lại chịu trách nhiệm công tác thanh tra hàng ngày. Đoàn Hải trước kia làm ở huyện ủy, có vài phương diện y thật sự rất khá. Hai người dẫn theo tổ công tác đã thanh tra hai đợt nhà máy giấy Ngư Dương, nhưng không phát hiện ra chỗ nào kỳ lạ. Cuối cùng hạch toán chuẩn xác một chút, cho ra bản khai như sau, công nhân viên chính thức của nhà máy giấy Ngư Dương là 685 người, công nhân hợp đồng là 320 người, công nhân tạm thời là 225 người, cộng lại số người đạt tới 1.230 người. Trang bị máy móc thêm nhà xưởng trừ đi chi phí khấu hao, định giá 200 vạn. Đất xây dựng định giá 200 vạn, tất cả tổng tài sản định giá 400 vạn. Nợ ngân hàng và nguyên vật liệu gốc, máy móc thiết bị, chi phí cộng lại 400 vạn, tiền lương thiếu công nhân, chi phí thuốc men cộng lại 200 vạn. Cứ như vậy so sánh đối chiếu thì nhà máy giấy Ngư Dương trên thực tế đang thiếu nợ hơn 200 vạn, là một điển hình của xí nghiệp thiếu nợ hỗn loạn. Lãnh đạo huyện cũng tạo điều kiện góp vốn, nên không thể theo đó khai trừ một công nhân nào cả. Trừ phi họ vi phạm điều lệ công xưởng hoặc là phạm pháp mới được. Tình hình trước mắt như vậy nhìn qua cũng không có kẻ ngốc nào muốn bơm tiền vào nhà máy giấy Ngư Dương, Diệp Phàm nhìn đống giấy tờ sổ sách lộn xộn mà đầu trướng lên còn to hơn đầu heo. Loại cục diện rối rắm này làm sao giải quyết, nhưng khi nhìn hóa đơn và sổ sách chi tiết rõ ràng của Trần Nhị Ngưu, lại dâng lên một tia hy vọng. Có lẽ lần đầu tiên chỉ là tiếp xúc mang tính chất thăm dò của Trần Nhị Ngưu. Đoán chừng trò mèo trong tay Hoàng Hải Bình không chỉ dừng ở đây, Diệp Phàm cũng đành phải tạm thời làm một ngư ông, chờ Trần Nhị Ngưu nghĩ thông suốt, giao lại cho mình toàn bộ lá bài chưa lật thì mới quyết định tiếp được. Giữa lúc đang lo lắng thì Trịnh Lực Văn gọi điện tới, nói là đã thanh tra rồi. Ngày 2 tháng 3 năm nay quả thực xuất xưởng một khối lượng hàng, là phân nhóm vận chuyển đến nhà máy giấy Long Hưng của Thủy Châu. Lượng mua bán lúc đó là 15 vạn, đã thu về tiền đặt cọc 10 vạn. Còn có 5 vạn thiếu nợ vẫn chưa thu về. Mẹ kiếp, giá trị mua bán 65 vạn mà có thể đổi thành 15 vạn, số tiền hàng này xử lý quá kém. Cuối cùng là người nào nói dối, chỉ có thể sau khi tới nhà máy giấy Long Hưng ở Thủy Châu điều tra mới biết được.
nhưng muốn điều tra chân tướng là tương đối khó, không dễ dàng, có lẽ SSV và nhà máy giấy Long Hưng có giao dịch lâu dài, giải quyết những thứ không thể lộ ra ngoài sáng này hơi có chút khó làm. Diệp Phàm không kìm được, sau khi mắng chửi một hồi lâu, phục hồi lại tinh thần lẩm bẩm nói. Mẹ nó, có thể báo cáo gian dối như vậy, thì hạng mục lớn báo cáo sai sự thật đoán chừng cũng không ít. Nhà máy giấy Ngư Dương từ chủ nhiệm phân xưởng đến trưởng phòng tiêu thụ, đều bị xưởng trưởng Hoàng Hải Bình một tay khống chế rồi. Nơi này quả thực chính là một cái lưới lớn, rắc rối phức tạp, đoán chừng còn dính dáng đến một số quan viên trên huyện. Hoàng Hải Bình chính là một con nhện chủ trận bên trong lưới. Ai, mình chỉ có thể làm một con bọ ngựa ăn nhện thôi. Diệp Phàm than thở không thôi, rất là phiền lòng. Vừa đến phòng làm việc đảng chính thì chủ nhiệm Vương Nguyên Thành tới trình bày về chuyện nhân tình phương diện nhân sự, Diệp Phàm nghe xong cũng gật đầu đồng ý. Không lâu sau đám người Thiết Minh Hạ, Tiếu Trường Hà cũng lục tục kéo tới cũng hy vọng Phó Bí Thư Diệp có thể chiếu cố tới một số đồng nghiệp của mình ở xã Khanh Hương, Diệp Phàm dĩ nhiên cũng đáp ứng. Mậu Dũng đến rất dứt khoát. Thẳng thắn mở một tờ danh sách bổ nhiệm và miễn nhiễm nhân sự đề nghị Phó Bí Thư Diệp khi suy nghĩ sắp xếp nhân sự thì suy nghĩ cẩn thận một chút, có thể dựa vào tờ giấy này, thiếu chút nữa khiến Diệp Phàm tức đến nổ phổi, cuối cùng lưu lại một nửa để nghiên cứu. Khúc Anh Hà, chủ nhiệm chính thức ban tổ chức nơi quan trọng trực tiếp quản lý nhân sự cũng đưa lên một tờ bảng biểu, là do Phó chủ nhiệm ban tổ chức Lý Xuân Thủy đưa tới, vì chủ nhiệm là do Khúc Anh Hà kiêm nhiệm. Diệp Phàm lật ra xem một lát. Phát hiện hầu như bao phủ hơn một nửa các phòng, các ban của Lâm Tuyền, và các sở trực thuộc thị trấn. Xuân Thủy, danh sách này là em và Phó Chủ tịch thị trấn Khúc cùng bàn bạc làm đúng không? Diệp Phàm có chút tức giận vì có mấy phòng đã bị Bí Thư Tần và Chủ tịch thị trấn Mâu và mấy Phó Chủ tịch thị trấn cướp đi rồi, Khúc Anh Hà còn bố trí người là có ý tứ gì? Đây không phải là ép mình đã đáp ứng chuyện của người khác lại phải suy nghĩ lại một lần nữa. Trước đó mình đã mở tờ danh sách đưa cho Xuân Thủy xem qua trước khi chuyện xảy ra rồi, ai ngờ ban tổ chức lại không để ý, đây đúng là có ý bức vua thoái vị. Phó Bí Thư Diệp, tôi cũng không còn cách nào. Bên trong có hai phòng ban là tôi kiến nghị, những cái khác đều là Phó Chủ tịch thị trấn Khúc trực tiếp sắp xếp, tôi cũng đành phải nộp lên cho ngài. Lý Xuân Thủy có chút dáng vẻ sợ hãi, rất oan ức nói. Diệp Phàm dứt khoát cầm bút lên gạch sạch, xoẹt xoẹt xoẹt, mấy vị trí đã bị cướp đi, đặt bút xuống, nói. Cầm về kêu Phó Chủ tịch Khúc suy nghĩ lại một lần nữa, sắp xếp cho hợp lý. Căn cứ vào năng lực, thành tích, sở trường của mỗi người mà sắp xếp công tác cho thích hợp. Mười mấy phút trôi qua, hắn phát hiện Xuân Thủy đã cầm bản danh sách bị gạch rất nhiều vị trí nhân viên, yên lặng đứng ở bàn đối diện. Diệp Phàm ngạc nhiên ngẩng đầu lên thì thấy Lý Xuân Thủy đã ướt nhòe nước mắt. Làm sao vậy? Diệp Phàm hỏi. Tôi không làm nữa, mấy ngày nay ngày nào cũng có mấy đoàn dài xếp hàng trước bàn tôi, ngay cả đi vệ sinh cũng có người đuổi theo vào xin sắp xếp cho mình vị trí tốt. Sắp xếp vị trí cũng sắp xếp đến điên đầu rồi, vị trí thì nhiều như vậy, số người cũng có đến mấy trăm người. Số người của thị trấn Lâm Tuyền chúng ta là 323 người. Xã Khanh Hương cũng có 151 người. Cộng lại là 474 người, nhưng vị trí thì có bao nhiêu, tính đi tính lại cũng chỉ có 50 vị trí chủ nhiệm phòng cộng thêm phó chủ nhiệm. Đem gần 500 người sắp xếp vào 50 vị trí, sắp bị đánh vỡ đầu rồi. Lý Xuân Thủy vừa nói đến đây, Diệp Phàm không kìm được bật cười. Anh còn cười nữa, tôi sắp sợ đến chết rồi. Lý Xuân Thủy bất mãn trừng mắt nhìn hắn một cái. Được rồi. Tôi không cười nữa, cô tiếp tục đi. Diệp Phàm trở lại vẻ mặt nghiêm túc. Cương vị cũng giống nhau, phòng ban kém một chút thì không có ai đi, chỗ tốt thì kèn cựa vỡ đầu. Phó chủ nhiệm ban tổ chức như tôi giống một quả bóng, bị các bí thư, chủ tịch thị trấn các anh đá đi đá lại. Người này nói là phải sắp xếp ai, người kia lại chào hỏi nói là người nào đó là thân thích của họ. Những người này ai tôi cũng không đắc tội được, tôi chỉ là một ủy viên tổ chức nhỏ bé. Chỉ là một con sâu nhỏ cấp thấp. Tôi có cách gì chứ, những đại nhân vật như các anh, ai tôi cũng không dám đắc tội. Vừa rồi em họ của tôi cũng bị anh gạch đi, tôi quay về nhất định bị cô ấy chửi cho mất mặt, tôi còn sống làm sao nữa. Không làm nổi nữa, tôi thật sự quá mệt mỏi rồi. Lý Xuân Thủy lại tủi thân đến mức bỏ gánh không làm nữa, khi bắt đầu chỉ là nhỏ tiếng nghẹn ngào, một phút sau giọng nói bắt đầu lớn dần lên.
phát triển đến cuối cùng trực tiếp khóc nức nở, nếu tiếp tục đoán chừng sẽ còn gào khóc, vai run bần bật, mũi cũng co lại, hù dọa đồng chí Diệp Phàm vội vàng xông lên phía trước khép cửa lại, tránh cho người ngoài nhìn thấy còn tưởng mình có phải ức hiếp gì Lý Xuân Thủy không, tạo ra tin đồn gì thì phiền toái. Hắn đi tới trước mặt Lý Xuân Thủy, nhẹ nhàng ôm lấy bờ vai nhỏ của cô, hạ giọng an ủi. Xuân Thủy, làm việc chính là như vậy. Đặc biệt là chúng ta vừa mới triển khai công tác sáp nhập xã vào thị trấn, xác định là vô cùng không như ý, phiền phức. Nhưng chuyện này có thể từ từ giải quyết, cô cũng đừng vội, chắc chắn sẽ có cách. Chúng ta sắp xếp được một người là được một người, đừng nói là cô, áp lực của tôi còn lớn hơn cô, những thứ phải suy nghĩ quá nhiều, làm việc sao có thể thoải mái được chứ. Chỉ cần sau khi sáp nhập vào thị trấn xong, thì sẽ dễ dàng hơn nhiều. Dưới sự an ủi của Diệp Phàm, Lý Xuân Thủy mềm nhũn ngã vào trong lòng anh chứ, khóc đến trời đất u ám, một lúc lâu mới bình tĩnh lại một chút. Xuân Thủy, khá hơn chút nào không? Diệp Phàm nhẹ nhàng vuốt mái tóc thơm ngát của Xuân Thủy. Vâng. Lý Xuân Thủy liếc nhìn Diệp Phàm, rời khỏi lồng ngực của người ta. Vừa rồi cô nói ai là em họ cô, tôi bổ sung cho cô. Diệp Phàm cười nói. Buổi trưa, Tề Thiên và Chu Quân Nghĩa cùng với Lô Vĩ đến thị trấn Lâm Tuyền, kỳ lạ là ngay cả MC đài truyền hình Vu Phi Phi cũng đi theo, nói là tò mò chuyện bắt quỷ. Lô Vĩ cũng mang theo một vị khách quý, cũng chính là Sở Vân Y của thành phố Mạc Hương, bạn học của em gái Diệp Phàm ở Học viện Âm nhạc Thủy Châu. Anh chàng này tiến triển nhanh thật, cũng không biết làm sao câu được. Nghe nói khi Lô Vĩ ở thành phố Mạc Hương vừa vặn gặp Sở Vân Y về nhà chơi, dựa vào cái lưỡi dài ba tấc, lợi dụng sự hiếu kỳ của con gái để đưa đến đây chơi. Sở Vân Y dáng người thanh tú, trong các hoa khôi của trường Học viện Âm nhạc Thủy Châu, mặc dù nói không bằng Ngọc Mộng Nạp Tuyết, nhưng cũng xếp vị trí thứ 10. Chuyện này không hề đơn giản, phải biết rằng Học viện Âm nhạc Thủy Châu là nơi tập trung của mỹ nữ, giống như vương quốc của con gái, oanh oanh yến yến khiến người ta say đắm, là thiên đường của bọn đàn ông. Chương 227, Phó Bí Thư Diệp và Tiểu Mỹ Nương. Cuối cùng từ trong xe lại bước ra một đại mỹ nữ xinh đẹp hơn, chính là Ngọc Mộng Nạp Tuyết mà Diệp Phàm có chút ý động. Diệp Phàm dĩ nhiên là nhìn vô cùng say đắm, miệng khô khốc nuốt nước bọt ừng ực. Hôm nay Ngọc Mộng Nạp Tuyết mặc một chiếc áo giống như sườn xám màu hoa trắng, bên dưới có viền đăng ten, còn phối hợp thêm một chiếc quần jean màu xanh vẩy, bó sát cái mông căng tròn nổi lên mê đắm lòng người, giống như hai quả cầu tròn réo gọi. Nghe nói cô là người bổng gia của Tây Song Bản Nạp, cho nên trên người cũng ẩn hiện khí chất đặc biệt của người bổng gia, vẻ đẹp khác loại này khiến trên người cô càng lộ ra vẻ thanh khiết đến kỳ lạ. Trước mặt Diệp Phàm như thoáng hiện lên bóng hình xinh đẹp ngày xưa của Diệp Nhược Mộc, trong lòng khẽ đau nhức, vội vàng quay mặt đi. Sao vậy, bí thư Diệp của chúng ta, không hoan nghênh em và Nạp Tuyết có phải không? Sở Vân Y quyết không tha cho hắn, dáng vẻ trêu ghẹo, nhếch miệng cười cười. Bụng của chúng em rất nhỏ, không cần lo lắng chúng tôi sẽ ăn sạch tiền của bí thư đâu. Ha ha, không phải, mắt có hạt cát bay vào, tôi muốn dụi một chút thôi. Diệp Phàm vội vàng nói dối. Hừ, anh vừa nhìn thấy Nạp Tuyết từ trong xe đi ra đã quay đầu, Nạp Tuyết, người ta không hoan nghênh anh đâu. Khiến người ta ghét rồi. Sở Vân Y vẫn theo sát không buông tha. Không đâu, bí thư Diệp rất hào phóng, chiếc túi cao cấp mấy ngàn đồng người ta còn đưa, cậu còn nói người ta, cậu thật là tham lam Vân Y ạ. Ngọc Mộng Nạp Tuyết tủm tỉm cười, đôi má lúm đồng tiền giống như đang chào gọi Diệp Phàm khiến hắn càng thêm chao đảo. Diệp Nhược Mộng cũng cười như vậy, thật sự là rất giỏi đoán biết cảm nhận, suy nghĩ của người khác. Tôi thật sự bị hạt cát bay vào mắt mà, ha ha. Diệp Phàm lại một lần nữa cười khổ nói dối. Thật sự có hạt cát sao, được rồi, Nạp Tuyết, cậu giúp anh Diệp thổi mấy cái, để hạt cát bay ra là được rồi. Sở Vân Y cười khanh khách chơi xấu đẩy mặt Ngọc Mộng Nạp Tuyết tới trước mặt Diệp Phàm. Đúng rồi, đại ca. Để cho cô Nạp Tuyết thổi cho anh đi, hạt cát bay vào mắt nhức nhối rất là khó chịu. Tề Thiên và Lô Vĩ cũng hùa theo, hai anh chàng này, phối hợp với Sở Vân Y chơi trò xấu rồi. Vậy anh Diệp, để em thổi cho anh. Ngọc Mộng Nạp Tuyết thấy mấy người đều nói như vậy cũng không còn cách nào từ chối, nếu không biểu lộ thái độ, không biết mấy người đó còn tạo ra trò gì chơi xấu người ta nữa, đỏ ửng mặt đi tới trước mặt Diệp Phàm thò tay ra muốn mở mắt. Tôi tự làm được.
Trong lòng Diệp Phàm vội vàng đưa tay nói. Ha ha ha. Mọi người đều cười rộ lên. Đại ca, quân tử thì lúc nào cũng vô tư, tiểu nhân mới ưu tư. Sợ gì chứ, cô Nạp Tuyết ở Học viện Âm nhạc Thủy Châu cũng được xếp hạng hoa khôi đại mỹ nữ thứ hai đấy, chúng tôi cũng không có may mắn đó đâu. Ai, đáng tiếc là trong mắt không có hạt cát, nếu không rơi vào thì tốt rồi. Lúc này Lưu Vĩ bên cạnh Sở Vân Y cũng kêu cô ta thổi thổi cho gã, giống như vịt đân nồ hồi xuân cười khan cạc cạc không thôi. Tôi thổi, thổi chết anh luôn. Sở Vân Y bỗng nhiên phát huy, chân dập mạnh, đuổi đánh Lưu Vĩ, hai người gây náo loạn ầm ĩ. Vậy thì thổi đi. Diệp Phàm xấu hổ mở to mắt. Ngọc Mộng Nạp Tuyết hơi thở như hoa lan, mở chiếc miệng nhỏ xinh. Một mùi hương nhẹ nhẹ thổi ra bay vào mũi anh chư khiến toàn thân hắn bất giác rung động, trong lòng bắt đầu có chút suy nghĩ linh tinh. Mẹ kiếp, không bằng cầm thú. Diệp Phàm hung hăng từ tận đáy lòng khinh bỉ mắng mình một phen. Được rồi, ra rồi. Không nhanh như vậy chứ, Nạp Tuyết, tôi thấy hình như miệng cậu còn chưa động đậy, nếu là sợi tóc nhỏ hay là gì đó dính vào trước màng mắt thì thổi không ra đâu, trước kia tôi phải dùng đầu lưỡi liếm giúp em gái mới ra được đấy. Ha ha ha, cậu thử xem, hiệu nghiệm lắm. Sở Vân lại nghĩ ra được hư chiêu làm hại người khác. Đúng rồi, tôi cũng có nghe nói, phương pháp này hình như rất hiệu nghiệm. Chu Quân Nghĩa nhiếp ảnh gia của đài truyền hình thành phố cũng nghiêm trang nói. Vậy thì thử một chút, nói không chừng thật sự linh nghiệm đấy. Diệp Phàm giật mình, nếu để cho cái lưỡi xinh xắn thơm tho của tiểu mỹ nữ Ngọc Mộng Nạp Tuyết liếm liếm lên mắt xác định là vô cùng chấn động tâm hồn. Trong lòng cũng thích thú, muốn trêu chọc Ngọc Mộng Nạp Tuyết, thấy Ngọc Mộng Nạp Tuyết cứ đứng yên không động đậy, khuôn mặt lại càng ửng đỏ, hồng như hoa đào, cho nên càng thúc giục. Sao vậy, không muốn sao? Nghe hắn thúc giục như vậy, Ngọc Mộng Nạp Tuyết lại càng đứng không yên. Tề Thiên và Lô Vi ở bên cạnh sớm đã âm thầm giơ ngón tay cái, trong lòng thở dài. Dù sao cũng là nhân vật cấp đại ca, loại chuyện tình cảm máu chó cũng có thể đập lên đầu hắn. Hình như còn đòi hỏi em gái ngây thơ người ta, trâu bò thật. Tôi. Cái miệng nhỏ nhắn của Ngọc Mộng Nạp Tuyết mấp máy không cất lên lời, loại chuyện này cũng quá mờ ám, huống hồ lại còn trước mặt nhiều người như vậy, thầm nghĩ, anh trai của Tử Y sao lại háo sắc như vậy? Không phải là sói háo sắc chứ? Ha ha ha, trêu cô thôi, tôi làm sao dám làm phiền đại mỹ nữ Nạp Tuyết của chúng ta chứ? Diệp Phàm cười cười, dẫn mọi người đi bắt đầu công việc. Ai, suýt nữa thì thành công rồi. Đáng tiếc. Hai con sói ở bên cạnh xoa cổ tay thở dài. Xế chiều đã chụp xong toàn bộ thị trấn Lâm Tuyền và nhà máy giấy. Lần này chủ yếu là khu vực nhà máy giấy, trọng điểm chụp là khu vực giải đất của Quỷ Anh Than, vì đó là nền móng mà Diệp Phàm định xây dựng kế hoạch đại quy hoạch. Buổi tới lại đến phòng hát Lam Nguyệt Lượng. Ở trong phòng VIP lần này mọi người đều rất quy củ, tuyệt đối không có ai động tay động chân. Vì các cô gái lần này không giống trước, không phải người có thể động tay động chân linh tinh, khi mọi người đang uống ngà ngà say, bên ngoài truyền đến giọng nói tức giận của Ngọc Mộng Nạp Tuyết. Một tiếng bốp vang lên giống như có ai bị đánh, Tề Thiên và Diệp Phàm vừa vặn ở ngoài cửa, cửa phòng cũng không đóng chặt, còn để lại một khe hở nhỏ, thuận tay mở cửa ra, phát hiện có hai tên đàn ông có vẻ say rượu đang kéo Ngọc Mộng Nạp Tuyết vào phòng. Các anh muốn làm cái gì? Ngọc Mộng Nạp Tuyết che mặt quát lên. Ha ha, cô gái, cục trưởng Tôn chúng tôi muốn mời cô uống một chén, hát mấy bài. Một người thanh niên mặc jacket màu đen cười ha ha nói. Tề Thiên và Diệp Phàm liền xông ra. Anh Diệp, có hai tên lưu manh đánh người. Ngọc Mộng Nạp Tuyết kêu lên, trong đôi mắt trong veo đã ngập tràn nước mắt. Bốp bốp, hai tiếng vang lớn, hai tên thanh niên kéo người đã cùng với tiếng động, giống như hai con chó chết ngã ở góc tường. Mày! Thằng danh mày giỏi lắm, lại dám ra tay, mày đợi xem. Hai tên cố gắng bỏ dậy chui vào phòng số 2. Diệp Phàm căn bản không thèm để ý đến bọn chúng, ra hiệu cho Tề Thiên vào phòng, đồng thời đỡ Ngọc Mộng Nạp Tuyết vào phòng số 1. Vừa ngồi xuống Tề Thiên đã hỏi. Đại ca, tại sao không để em xông vào dạy cho bọn chúng một bài học, mẹ kiếp? Ăn phải tim gấu gan báo rồi. Dám động đến cô gái của đại ca, không muốn sống nữa sao? Nói gì vậy, từ lúc nào tôi lại trở thành cô gái của đại ca anh chứ? Trong lòng Ngọc Mộng Nạp Tuyết vô cùng sầu muộn, nhưng lúc này cũng không muốn tranh luận gì cả.
Hừ, đừng nóng vội, đợi chủ nhân thật sự đến. Bọn chúng không phải kêu chúng ta đợi sao, chúng ta ở đây đợi xem, chơi một chút với bọn chúng. Nói xong Diệp Phàm quay đầu lại hỏi. Nạp Tuyết, vừa rồi xảy ra chuyện gì vậy? Em vừa mới ra ngoài lấy điện thoại của anh gọi cho người nhà, ai ngờ gọi đúng lúc bọn họ đi tới, kêu em vào phòng số 2 uống rượu, em không chịu vào thì bọn họ đánh, tát em một cái, anh Diệp, em mang phiền phức tới cho anh rồi. Ngọc Mộng Nạp Tuyết vẫn còn chưa hết hoảng hồn, trên mặt vẫn còn in 5 dấu tay. Nạp Tuyết, cậu có làm sao không? Tên khốn khiếp nào dám đánh cậu chứ? À, vẫn còn dấu tay này. Sở Vân Y ngạc nhiên quát to lên, quay đầu nhìn Lưu Vĩ nói. Anh còn chưa đi à, đi đánh chết tên khỉ đó cho tôi, dám đánh em gái Nạp Tuyết của chúng ta. Đừng vội, Vân Y, bọn họ sẽ tới thôi. Tôi sẽ khiến đám khốn khiếp ấy phải quỳ xuống chân Nạp Tuyết nói lời xin lỗi, cô đợi xem, hừ. Diệp Phàm trầm mặt. Một lát sau, cùng với tiếng khóa loảng xoảng, trong căn phòng thoáng cái có 7, 8 người chui vào chật cứng. Dẫn đầu chính là một cô gái trang điểm rất kỳ lạ, 25, 26 tuổi, tóc nhuộm thành nửa vàng nửa xanh, giống như yêu tinh, đôi mắt dài thật sự giống như mèo ba tư. Hàng lông mi cũng bồi thành màu xanh biếc, lông mi thật dài giống như có thể nói, mỗi lần chớp chớp mang tới cho người ta một loại lực công kích khác loại kinh ngạc. Trên mặt cô gái như phủ một tầng sương lạnh, lúc này hai gã đàn ông bị đánh đột nhiên từ sau lưng xông ra trước, chỉ vào Diệp Phàm và Tề Thiên hô lên. Chính là hai tên khốn khiếp đánh người này, bà chủ tiếu, chúng tôi tới phòng hát của ông là để tiêu tiền, không phải đến để bị đánh, mẹ kiếp. Nếu như vậy sau này tôn công tử chúng tôi cũng không dám đến nữa. Bà chủ tiếu, lẽ nào chính là Tiếu Thải Vân được gọi là Tiếu Mị Nương, em gái của Tiếu Hổ Thạch, lão đại trong Tam Bá Lâm Tuyền, thú vị đây. Phòng hát này đã đến mấy lần, nhưng đây là lần đầu nhìn thấy người thật, quả nhiên danh bất hư truyền, một cô gái xinh đẹp. Dám hát bia vào vị cục trưởng háo sắc nào đấy, quả nhiên có một mùi vị vô cùng kỳ lạ, trong lòng Diệp Phàm nghĩ đến lại càng có vẻ an nhàn, tự nhiên, bật lửa châm một điếu thuốc, thoải mái thở ra từng vòng khói thuốc, giống như không hề có chuyện gì. Được rồi, tôi sẽ xử lý ổn thỏa, nhất định khiến công tử Tôn thỏa mãn. Bà chủ tiếu liếc mắt nhìn công tử Tôn và ba cô gái Sở Vân Y và Ngọc Mộng Nạp Tuyết, Phù Phi Phi đang an nhàn ngồi bên cạnh. Xin hỏi quý khách đến từ đâu? Phòng này tối nay là ai mời khách? Tiếu Thải Vân Mi Nhi cất tiếng, câu hỏi vẫn xem như là lễ phép, nhưng vẻ kiêu ngạo lạnh lùng cũng không làm sao che giấu được. Tôi mời khách, Diệp Phàm, ở thị trấn Lâm Tuyền. Diệp Phàm dứt khoát thuận miệng trả lời lưu loát. Tại sao đánh người? Lẽ nào anh không biết phòng hát của Tiếu Thải Vân tôi mở, mấy năm rồi chưa từng xảy ra chuyện gì đuôi mù ở đây? Hừ, Tiếu Thải Vân giống như một con yêu tinh tự mãn. Quét mắt nhìn Diệp Phàm, thấy anh chàng này da rẻ trắng trẻo, dáng người không cường tráng, giống như một thư sinh yếu ớt, một con gà con yếu ớt. Cô ta cảm giác tựa hồ chưa từng gặp người này, đoán chừng cũng là một con gà con mới ra trường, có thể còn là một đứa trẻ nông thôn. Cho nên giọng điệu thoáng cái thay đổi, lại mắc sai lầm rồi, vẻ mặt lộ ra vẻ khinh thường, có một cảm giác ưu việt vinh mặt hất hàm sai khiến. Tiếu Thải Vân mở phòng ca nhạc đã mấy năm rồi. Đối với phương diện quan sát người khác cũng là có chút kỹ năng. Có phải là người có tiền hay không, có phải là người làm quan hay không, vừa liếc mắt trên cơ bản đã có thể nhìn ra 5 phần. Nhưng người hôm nay cô ta thấy lại tuyệt đối khác loại, vì đồng chí Diệp Phàm này không giống người có tiền, cũng không giống người làm quan mà là mơ hồ có một luồng cảm giác nhàn nhạt giống như mùi vị lãnh đạm tự nhiên, vì Diệp Phàm là cao thủ quốc thuật thất đoạn. Khí chất của hắn nghiêng về phương diện tu dưỡng quốc thuật. Tu dưỡng quốc thuật cũng là một đầu đề lớn thần bí, cũng không riêng chỉ vũ lực mà còn bao hàm các phương diện lý niệm nội kình, học thức, kỹ xảo, đạo đức quốc thuật, làm người. Quốc thuật đối với người bình thường mà nói đó chỉ là khái niệm tồn tại trong truyền thuyết thần bí trong phim điện ảnh truyền hình, có ai đã từng gặp đại sư quốc thuật chân chính đâu. Kỳ thực những người bình thường thật ra cũng có tâm tình sùng bái đại sư quốc thuật, nhưng khi thật sự có đại sư quốc thuật đứng trước mặt, ai cũng không nhận ra được. Điển hình là loại hình che mắt, nhưng đại sư quốc thuật thật sự cũng khó lòng phân biệt, đừng nói là những người bình thường, chính là những người đồng hành cũng vậy. Khi không phát ra khí thế, tiến hành công kích, đại sư quốc thuật kỳ thực cũng là một người bình thường, chỉ có điều mùi vị có chút đặc biệt mà thôi. Đại sư tu dưỡng cao có thể có chút lĩnh hội được,
người học võ trình độ thấp cũng không cảm nhận được. Đuôi mù, bà chủ tiếu, bà bảo ai đuôi mù? Diệp Phàm lạnh lùng cười hỏi. Không phải mày còn là ai, khốn khiếp, muốn ăn đòn có phải không? Một trong hai tên vừa bị đánh nhìn thấy sau lưng có mấy người chống đỡ, có khí thế chen miệng giành nói trước, cho nên gào lên vô cùng hống hách. Mẹ kiếp đồ con rùa, dám mắng đại ca tao à? Câm miệng! Lô Vĩ và Tề Thiên miệng chửi, tay cũng không chậm chút nào, lao tới hỏi tội. Tiếu Thải Vân chỉ thấy trước mặt có mấy bóng người xoẹt qua. Bốp bốp bốp, trên mặt tên đàn ông vừa mới lên tiếng đã liên tiếp lóe lên mấy cái tát, Tề Thiên và Lô Vĩ xuống tay cũng không hề nhẹ. Khuôn mặt của thằng danh đó thoáng cái như đầu heo, trong nháy mắt sưng phồng lên, nhìn qua giống như một cái đầu heo đầy khí, có chút dọa người, giống như ma quỷ. Còn dám đánh người. Tiếu Thải Vân tức giận, cảm thấy quá sức mất mặt, ở trước mặt mình lại có thể phát sinh ra loại chuyện không thể như vậy. Bốp, tiếng một chai bia bị đập vỡ rồi cô ta giơ lên muốn hắt về phía người Diệp Phàm, đoán chừng là muốn tái diễn trò cũ dội bia lên người vị cục trưởng háo sắc nào đó mấy năm trước. Biểu thị uy phong của mình. Nhưng lần này người mà cô ta đối mặt lại là Diệp Phàm, một cao thủ hóa đoạn, làm sao có thể bị cô ta đánh trúng, nếu thật sự như vậy, đoán chừng đồng chí Diệp Phàm mua miếng đậu phụ đập đầu cho rồi. Hừ! Diệp Phàm nhẹ nhàng khoát tay, chai bia đó không những không hắt lên người mình, trái lại lại hắt ngược lên người Tiếu Thải Vân. Nhất thời, Tiếu Mị Nương kiêu ngạo như thiên nga trong nháy mắt biến thành một con gà nhúng nước. Lên! Tôn công tử hừ lạnh một tiếng, mấy người phía sau lao tới ra tay. Bốp bốp bốp, một loạt tiếng động vang lên, dưới đất nhất thời đầy người lăn lộn kêu rên trên mặt đất. Lô Vĩ và Tề Thiên đều chơi rất thích thú, nhẹ nhàng mở rộng quyền cước, 7-8 người toàn bộ ngã xuống. Tuy nhiên bọn họ ra tay cũng rất có chừng mực, đoán chừng 7-8 người cũng chỉ là rất đau, người bị đánh rất đau mà biểu hiện thương thế bên ngoài nhìn qua cũng không có gì nặng. Đây là loại phương pháp xuống tay tàn độc thường dùng, Tề Thiên và Lô Vĩ đều rất biết rõ. Được được, thằng danh, mày đợi xem. Tôn công tử nghiêng người dựa vào góc tường thở hổn hển, gọi điện thoại, gầm lên. Chủ tịch thị trấn Mâu, Lâm Tuyền các anh tại sao lại loạn như vậy, tôi và bọn người Hạ Thiết chẳng qua chỉ đến phòng hát, hát mấy bài sao có thể có bọn côn đồ ở đâu chui ra đánh người. Hiện tại tất cả đều bị trọng thương, tôi hy vọng anh có thể ra mặt xử lý. Nếu cứ tiếp tục như vậy, xét duyệt cuối năm của thị trấn các anh cũng có chút khó nói rồi. Tôn công tử này đoán chừng cũng đang công tác ở bộ phận quan trọng nào, nói chuyện rất hống hách, mơ hồ có ý tứ uy hiếp. Côn đồ đánh người, được rồi, cục trưởng Tôn, tôi và giám đốc sở sẽ qua xử lý, nhất định sẽ cho các anh phương pháp xử lý thỏa mãn. Chủ tịch thị trấn Mâu Dũng đang cùng với bạn gái Khổng Thục Phỉ công tác ở Viện Kiểm sát thành phố Mặc Hương lăn lộn ở trên giường. Khó khăn lắm mới lừa được bạn gái lên giường, ngay cả quần áo cũng cởi rồi, đang muốn tiến hành bước công tác xuân sắc quan trọng tiếp theo. Phải biết rằng Mâu Dũng phải theo đuổi Khổng Thục Phỉ 2 năm mới giành được kết quả xuất sắc này, đang lúc cao trào thì mất hứng thật là căm tức muốn chết. Hiện giờ Phó Cục trưởng của Cục Thống kê huyện Tôn Mãn Quân đang dẫn một nhóm người đến trụ sở chính quyền thị trấn Lâm Tuyền để thẩm tra tình hình quyết toán tài chính năm nay, xác định con số đáng tin chế định dự toán sang năm. Cục thống kê huyện là một bộ phận quan trọng, thực hiện kiểm tra quyết toán tài chính đối với bộ phận chính phủ từ đó thẩm tra tài chính hỗ trợ hoàn cảnh và bảo đảm tài chính xã hội, thẩm tra thu chi tài vụ, hợp tác điều tra giúp đỡ bộ phận công an. Hơn nữa cha của Tôn Mãn Quân còn là phó chủ tịch huyện Tôn Vinh Xuân của Ngư Dương, quyền thế cũng vô cùng hùng hậu. Cho nên bất kể Mâu Dũng là thái tử ra tới từ thành phố Mặc Hương, nếu đặt ở thành phố, gã đương nhiên không sợ. Nhưng hiện tại bản thân là chủ tịch một thị trấn, quan hệ với cục thống kê không tốt thì chủ tịch thị trấn còn tiếp tục làm thế nào? Người ta 3 ngày 2 đầu tới xét duyệt thu chi tài vụ, không có sai lầm cũng phải tra ra sai lầm. Đừng nói những chuyện khác, cục thẩm tra chỉ cần cho Lâm Tuyền một đao, có lẽ dự toán tài chính của thị trấn Lâm Tuyền sang năm sẽ ít đi từ 100 đến tiền vạn, lúc đó còn không đủ gây khó dễ cho chủ tịch thị trấn Mâu Dũng. Đương nhiên, cũng sẽ không dễ dàng như vậy. Nhưng tóm lại là chuyện phiền toái, có thể không chọc vào thì tốt nhất đừng chọc. Mâu Dũng ra khỏi phòng, bạn gái Khổng Thục Phỉ cũng đi theo góp vui, nổi giận đùng đùng đi gọi giám đốc sở Triệu Thiết Hải, nhưng y lại không có ở đó. Vừa vặn phó giám đốc sở Tiếu Trường Hà lại đang ở trong đồn cùng với mấy tên cảnh sát đánh bài, kết quả sau khi chào hỏi MT,
mọi người liền mang theo còng tay cảnh sát cùng xông về phía phòng hát. Tuy nhiên lúc này đại ca Tiếu Hổ Thạch của thị trấn Lâm Tuyền cũng dẫn theo 10 đàn em đã vọt tới trước. Em gái, tên khốn khiếp đuôi mù nào dám gây rối địa bàn của chúng ta, bố mày sẽ nhổ sạch lông hắn. Từ xa đã nghe thấy tiếng gào như sấm của Tiếu Hổ Thạch. Vừa rồi Thiếu Thải Vân bị Diệp Phàm nhẹ nhàng múa tay hắt ngược lại chai bia lên người, sớm đã có người tới báo với Thiếu Hổ Thạch đang đánh mặt trược, y liền đẩy bàn mặt trược ra xông lên, vì chỗ đánh mặt trược đối diện với phòng hát, cho nên chỉ mấy phút đã tới nơi. Anh đánh chết hắn đi. Thiếu Thải Vân từ trước tới nay chưa bao giờ gặp cảnh xấu hổ như vậy, bình thường ở thị trấn Lâm Tuyền luôn vênh váo tự đắc. Người ta đều nhiệt tình gọi cô ta một tiếng Thiếu Mị Nương. Cô ta thật sự tưởng rằng mình chính là Vũ Mị Nương của đời đường chuyển thế, thường xuyên ngẩng cao đầu kiêu ngạo, có chút cảm giác quý phi tới xóm nghèo. Lần này bị Diệp Phàm sử dụng thủ đoạn nham hiểm biến thành gà nhúng nước. Mái tóc phong cách sành điệu vừa mới làm ở huyện Ngư Dương, cũng bị dội thành nửa vàng nửa xanh, thật sự có chút giống như gà rừng trên núi. Thấy anh xông vào Thiếu Thải Vân cảm thấy có chỗ dựa, lòng tức giận lại sinh ra, lập tức chỉ về hướng Diệp Phàm chửi một câu. Cảm thấy còn chưa hả giận liền xông tới một bước, thuận tay vung chai bia trên bàn về hướng người Diệp Phàm để chào hỏi. Chương 228, thần tiên đánh nhau, người Phàm chịu trận. Đợi đã em gái. Bỗng nhiên nghe thấy tiếng hô to của Tiếu Hổ Thạch rồi Tiếu Thải Vân đã bị y ôm chặt, chai bia trên tay cũng bị giằng đi. Tiếu Hổ Thạch rất nhanh mắt, nhìn lướt qua, nhất thờ cả người như run lên, trong lòng ớn lạnh nghĩ thầm, thật là xui xẻo. Lại gặp phải khắc tinh rồi. Bố mày làm sao sống được? XXX. Anh sao vậy? Để em đập chết hắn. Tiếu Thải Vân tay chân đấm đá không chịu bỏ qua, dáng vẻ có chút chọc cười, nhưng cô ta đấm đá loạn xạ như vậy, rút cuộc lại chọc tức Tiếu Hổ Thạch. Bốp, một tiếng chói tai thanh thúy vang lên rồi Tiếu Hổ Thạch mở miệng mắng, ngu ngốc, còn không mau chịu nhận lỗi với bí thư Diệp, mẹ kiếp. Ăn cơm đến đầy bụng rồi sao? Tiếu Hổ Thạch tự rót đầy cho mình một chén rượu dơ lên nói. Bí thư Diệp, tôi thay mặt em gái xin nhận lỗi với anh, tôi xin tự phạt một chén trước. Nói xong uống một hơi cạn sạch, tác phong của Tiếu Hổ Thạch khiến tất cả mọi người trong phòng đều ngơ ngẩn, nhất là Tiếu Thải Vân và Phó Cục trưởng Tôn. Em gái, còn không mời rượu. Thấy Tiếu Thải Vân ở bên cạnh vẫn còn ôm mặt khó hiểu, Tiếu Hổ Thạch hừ lạnh một tiếng liền khăng khăng đem chén rượu nhét vào trong tay em gái, ép cô ta phải kính rượu Diệp Phàm. Tiếu Hổ Thạch dù sao cũng là đầu lĩnh của Lâm Tuyền, chém người như ngóe, ở trong nhà cũng quen thói hung bạo, em gái thật sự vẫn có chút sợ y nên lúc này run run cầm chén rượu đi tới, bộ dạng đáng thương lắp bắp. Diệp, bí thư Diệp, Thải Vân không hiểu chuyện, gây gổ với ngài, tôi, xin tự phạt một chén. Tiếu Thải Vân nói lời này mà tủi thân đến mức muốn trực tiếp đập đầu vào tường nhưng anh trai Tiếu Hổ Thạch đứng ở bên cạnh nhìn nghiêm khắc nên cũng chẳng còn cách nào. Hừ, một phó bí thư đảng ủy thị trấn thì trâu bò cái rắm. Lúc này Tôn Mãn Quân đang đứng dựa lưng vào tường đứng dậy cười lạnh lùng khinh bỉ. Ha ha, tôi không có nói tôi trâu bò, thật ra phó cục trưởng cục thống kê như anh mới trâu bò, ngang ngược ngất trời. Diệp Phàm bình thản mỉm cười giơ chén rượu lên chạm cốc với chén của Tiếu Thải Vân. Con người tôi từ trước đến nay chưa từng đi ức hiếp ai, cho tới bây giờ đều là tự vệ trả đòn. Bà chủ Tiếu, vừa rồi cô không hỏi rõ sự tình xông vào trấn vất một hồi, sau đó lại giở trò lưu manh cầm chai bia lên ném, đây không phải là chuyện mà một bà chủ tốt nên làm. Làm một bà chủ phòng hát, chúng tôi tới đây tiêu tiền thì xem như là khách hàng của cô, theo lý mà nói cô cũng nên đối xử bình đẳng. Nhưng cô trái lại, thấy người ta là đại cục trưởng của cục thống kê, thay đổi thái độ rất rõ ràng. Chuyện này nể mặt anh cô cũng xem như không có gì nữa, một cô gái, phải biết xem trọng hình tượng của mình có phải không. Diệp Phàm vừa nói đến đây thì Thiếu Trường Hà dẫn theo mấy viên cảnh sát và chủ tịch thị trấn Mâu Dũng xông vào. Ồ, phó bí thư Diệp, sao cậu cũng ở đây? Mâu Dũng nhìn Diệp Phàm có chút ngạc nhiên, vừa nhìn cảnh tượng, trong lòng đã hiểu rõ. Đoán chừng chính là tên hám gái Tôn Mãn Quân lại gây ra chuyện xấu gì rồi. Con người Tôn Mãn Quân này, Mâu Dũng cũng có nghe qua, cực kỳ háo sắc, lại không xem trọng hình tượng, vừa nhìn thấy con gái xinh đẹp thì sắp tới, nghe nói ở huyện thành đã từng gây ra mấy vụ truyền kỳ về ghẹo gái rồi. Vì trong phòng số 1 của Diệp Phàm có mấy cô gái dáng người rất xinh đẹp, đặc biệt là cô gái mặc quần áo có chút giống với dân tộc Bổng,
lại càng thanh thuần rung động lòng người, giống như thất tiên nữ hạ xuống trần gian, ngay cả Mâu Dũng cũng tim đập thình thịch. Y lại nghiêng người sang liếc mắt nhìn bạn gái Khổng Thục Phỉ ở bên cạnh, cảm thấy cơ thể cô ta thật sự quá bình thường. Thật ra Khổng Thục Phỉ rất oan ức, thân hình của cô ta cũng không tồi, chỉ là không bằng Ngọc Mộng Nạp Tuyết mà thôi. Mâu Dũng tiếp xúc quá lâu cho nên có chút chán nản, mệt mỏi, mới cảm thấy khác biệt lớn như vậy, thầm nghĩ, mẹ kiếp. Tên nhãi danh họ Diệp đó đúng là quá sức may mắn, một cô gái tinh khiết như vậy mà cũng có thể câu được, mình còn là thái tử gia của thành phố Mặc Hương, tại sao lại yếu kém như vậy? Phải làm cho thằng danh này mất mặt mới được, để chút giận, bằng không khó lòng hóa giải được mối hận trong lòng. Mâu Dũng còn chưa nghĩ ra mánh khóe gì khiến Diệp Phàm mất mặt, thì Tôn Mãn Quân ở phía sau sớm đã không còn kiên nhẫn, xông đến hô lớn nói. Giám đốc Sở Tiếu, Vương Tử phạm pháp cùng tội với dân đen, phó bí thư Diệp của thị trấn các anh vô cớ đả thương chúng tôi hy vọng giám đốc Sở Tiếu có thể xử lý theo lẽ công bằng, nghiêm trị hung thủ. Chuyện này. Phó giám đốc Sở Tiếu Trường Hà thật sự lúc này trong lòng đang hối hận gần chết, thầm nghĩ, mẹ nó, khi đen đuổi thì uống nước lạnh cũng ê răng. Ông mày tại sao hết giờ làm rồi còn ở lại sở chơi bài làm gì chứ, đã không thắng được tiền lại còn bị mấy tên hám gái này kéo vào rắc rối. Sớm biết như vậy thì đã về nhà ôm bạn gái đẩy mấy cái thì thoải mái hơn nhiều, bây giờ thì thế nào chứ, một đám lão đại thì một phó giám đốc sở nhỏ bé như bố mày không dám đắc tội với ai. Một người là phó cục trưởng cục thống kê, còn có cha là phó chủ tịch huyện Tôn Vinh Xuân. Người khác lợi hại hơn, là lãnh đạo trực tiếp của mình. Thời khắc quan trọng sáp nhập xã vào thị trấn không ai dám đi đắc tội với phó bí thư Diệp quản lý nhân sự trong thị trấn, nhân vật tai to mặt lớn xếp thứ ba của thị trấn Lâm Tuyền chúng ta. Đắc tội với hắn, ngày mai hắn còn không cho mình một cái giày nhỏ để mà đi. Gần đây nghe nói phía bên đồn công an của xã Khanh Hương cũng lưu lại mấy cảnh sát để giữ đồn, nếu chọc giận tiểu tử họ Diệp này, hắn sẽ cho mình nếm hậu quả. Đoán chừng có thể sẽ bị hắn điều tới chỗ xa xôi hẻo lánh không ai muốn đi của xã Khanh Hương để trấn giữ đồn. Tới đó thì chỉ có nước dẫn theo 5-6 viên cảnh sát tép siêu kém cỏi, cả ngày qua lại với mấy con gà mái làng xó xỉnh hẻo lánh. Chuyện đó còn không sầu muộn muốn chết. Nghĩ đến những hậu quả bên trong, Tiếu Trường Hà thật sự muốn tát cho mình một cái, biểu hiện trên mặt còn khó coi hơn khóc, đáng thương nhìn về hướng chủ tịch thị trấn Mâu Dũng, chuyện này đoán chừng chỉ có y mới có thể cứu mình được. Còn mấy tên cảnh sát phía sau sớm đã bị hù dọa đến run lẩy bẩy, lẳng lặng lẻn ra ngoài cửa nhưng lập tức cũng không dám đi, tất cả đều tự mắng trong lòng, mẹ kiếp. Thần tiên đánh nhau, người phàm lãnh đủ. Cả đám vội vàng chắn ở ngoài cửa, đuổi những người hiếu kỳ đang vây quanh ra khỏi phòng hát, mười mấy đàn em của Tiếu Hổ Thạch vừa nhìn thấy Diệp Phàm trong truyền thuyết, sát thần có thể sử dụng một đôi đũa che gõ nứt xương thủ lĩnh thứ tư Tiếu Đại Xuyên, đã luyện thiết quyền mấy năm thì tất cả đều giống như thấy ma quỷ. Vội vàng cũng lẳng lặng chuồn ra ngoài đại sảnh. Vương Thăng, nguy hiểm thật, vừa rồi suýt chút nữa thì chọc giận sát thần rồi. Một tên côn đồ đầu chọc vẫn còn sợ hãi, vội vàng móc ra điếu thuốc mạnh mẽ hít vài hơi để trấn an. Đúng, hôm nay nếu không phải anh Tiếu ở đây, nếu chúng ta xông qua, đoán chừng cũng không khác gì đám khốn khiếp của cục thống kê trước mặt, toàn bộ đều nằm trên sàn nhà hóng mát. Mẹ kiếp, đoán chừng còn thảm hại hơn nữa. Bị đánh lại còn bị nhốt vào trong sở công an ngồi thêm mấy ngày. Ai, Thải Vân cũng thật là. Tại sao ngay cả một sát thần là phó bí thư Diệp cũng không nhận ra, cứ tiếp tục như vậy thật sự không được rồi. Vương Thẳng lại càng hoảng sợ vuốt đôi mắt tam giác của mình xuống nói. Anh Thẳng, anh nói phó bí thư Diệp có thật sự lợi hại như vậy hay không? Lúc này ở bên cạnh có một tên côn đồ béo mập có chút dáng vẻ không tin súng lại hỏi. Hắc hắc. Mặt dỗ, nếu không mày đi kiểm tra hàng thật giả thế nào, để bí thư Diệp luyện tay một chút thế nào hả? Tao nhổ vào, thằng nhóc còn sợ chết mày, lại dám nghi ngờ những lời anh Thẳng mày nói không phải là thật sao? Vương Thẳng tức giận tát một cái như trời giáng, thiếu chút nữa khiến mặt dỗ choáng váng. Phó bí thư Diệp, hôm nay phó cục trưởng Tôn là tới thị trấn chúng ta xác định kết toán thu chi tài chính, cậu quá bận rộn chuyện của mình, tôi cũng chưa thông báo được cho cậu. Bọn họ cũng xem như là lãnh đạo thượng cấp, cho nên, cậu nhận lỗi uống với bọn họ một chén, chuyện này xem như kết thúc, thế nào hả? Chiêu này của Mâu Dũng rất nham hiểm, trong lời nói rõ ràng lấy việc lớn toàn thị trấn để trấn áp Diệp Phàm, huống hồ Diệp Phàm còn là lãnh đạo quản lý tài chính.
Ý tứ là nếu thật sự chọc giận đám người của cục thống kê, phương diện tài chính sang năm của thị trấn chúng ta nhất định sẽ chịu thiệt, trách nhiệm này, Phó Bí Thư Diệp có gánh vác nổi không? Bên ngoài nhìn là kêu Diệp Phàm uống cùng với Phó Cục trưởng Tôn Mãn Quân một chén, ý tự thật sự chính là kêu Diệp Phàm xin lỗi. Nghe Mâu Dũng nói như vậy, Tôn Mãn Quân cũng bắt đầu ngẩng cao đầu ngạo nghễ, đợi Diệp Phàm mời rượu xin lỗi trước mặt mười mấy người và những mỹ nữ xinh đẹp. Dáng vẻ rất sảng khoái, so với hút ma túy còn thích thú hơn. Thấy Diệp Phàm thật sự nâng chén rượu lên, Mâu Dũng càng mở rộng tầm mắt, hắn cho rằng với tính cách của Diệp Phàm, tuyệt đối không thể nhận lỗi được, huống hồ lại trước mặt nhiều mỹ nhân như vậy. Đàn ông còn tồn tại mặt mũi nào? Tôn Mãn Quân thấy Diệp Phàm chuẩn bị xin lỗi càng thêm hống hách, cảm thấy hình như một mình Diệp Phàm mời rượu vẫn còn chưa đủ hả giận. Ánh mắt mê đắm mơ hồ nhìn quét qua khuôn mặt của Ngọc Mộng Nạp Tuyết, Phù Phi Phi và Sở Vân Y, mở miệng nói thêm. Được rồi, Phó Bí Thư Diệp có thái độ như vậy, tôi cũng không làm khó nữa, nhưng muốn để chuyện này bỏ qua cũng được, chỉ cần kêu cô gái vừa rồi cũng cùng uống một chén là được, chuyện này xem như bỏ qua. Hắn vừa nói như vậy, nhóm người phía bên Diệp Phàm toàn bộ đều thất sắc, Ngọc Mộng Nạp Tuyết càng tức đến nỗi chiếc miệng nhỏ run rẩy, có chút đáng thương nhìn Diệp Phàm chằm chằm. Muốn xem Diệp Phàm có thái độ gì. Tề Thiên và Lô Vĩ sớm đã muốn phát tác, nhưng Diệp Phàm chưa lên tiếng, bọn họ cũng phải cố gắng nín nhịn. Ha ha, Phó Cục trưởng Tôn, tôi cũng không nói muốn uống rượu gì với loại côn đồ háo sắc anh. Chúng tôi tự uống tự hát, không có liên quan gì đến anh. Diệp Phàm vừa nói vừa ung dung uống một chén, sau đó đập cái chén bốp vào bàn trà quay sang lạnh lùng chất vấn Tiếu Trường Hà. Phó Giám đốc Sở Tiếu, quấy rầy phụ nữ là tội gì, đánh đập, trêu ghẹo phụ nữ là tội gì, cưỡng bức phụ nữ hầu rượu là tội gì. Anh là công an có lẽ rất quen thuộc với những chuyện này, nói ra để tôi mở rộng tầm mắt nào. Hừ, chuyện này. Trên trán Tiếu Trường Hà toàn là mồ hôi, dùng tay lau một hồi, nghẹn họng hồi lâu cũng không thốt ra được lời nào. Hừ, ngay cả chút chuyện này cũng không biết, xem ra Phó Giám đốc Sở anh nên từ chức đi. Diệp Phàm cười nhạt, cười đến mức tóc gáy Tiếu Trường Hà dựng thẳng đứng, thân hình run rẩy, biết cả hai bên không thể đắc tội với bên nào là không được. Lúc này phải mạnh mẽ lên mới được, nếu không hai đầu không nịnh hót thì sẽ không có ai làm. Gã liếc mắt nhìn Mâu Dũng, cảm thấy chủ tịch thị trấn Mâu nhảy dù từ trên thành phố xuống vẫn lớn hơn, huống hồ bản thân hiện tại đang chuẩn bị nương tựa vào nhóm người mà Mâu Dũng dẫn đầu, sau khi quyết định chủ ý, bắt đầu nghiệm mặt nói. Phó Bí Thư Diệp, những lời anh nói tôi không hiểu rõ lắm, ai quấy rầy phụ nữ, lại là ai cưỡng bức phụ nữ hầu rượu. Còn có ai nói dám động tới phụ nữ ở Lâm Tuyền chúng ta? Chính là hai tên khốn khiếp này, còn là nhân viên ăn lương nhà nước, so với lưu manh còn côn đồ hơn. Ngọc Mộng Nạp Tuyết đột nhiên đứng lên khóc, chỉ vào hai tên Hạ Thiết và Đường Mộc Hoa vừa mới đánh người mắng. Ngậm máu phun người, loại con gái không ra gì như cô có gì đáng giá để chúng tôi đường đường là cán bộ nhà nước phải trêu ghẹo chứ? Phó Giám đốc Sở Tiếu, ngậm máu phun người hình như cũng gọi là tội vu khống. Hơn nữa còn là vu khống cán bộ nhà nước, hừ. Hạ Thiết chỉ vào Ngọc Mộng Nạp Tuyết mắng, dáng vẻ quan chức ăn hiếp người khác. Thằng danh này là một gã trưởng phòng của cục thống kê, trên thực tế chỉ là loại quan vớ vẩn cấp trưởng ban. Cha của y thật ra mới nổi tiếng, cục trưởng cục giao thông huyện Ngư Dương Hạ Tân Tài, cũng là tổ viên trong cái vòng của Tôn Mãn Quân, Ngư Dương có rất nhiều vòng nhỏ như vậy. Giống như con trai Chu Tiểu Đào của Bí thư Thư ủy Ban Kỷ luật Chu Trường Hà, con trai út của Phí Mặc Phí là Văn Viễn và cháu của Phó Cục trưởng Cục Tài chính thành phố Vương Thiên Lượng là Vương Tiểu Ba, ba người này cũng có một cái vòng. Lợi hại nhất đoán chừng chính là cái vòng nhỏ Ngọc Diện Lang Quân của con trai đầu Phí Mặc là Phí Võ Vân. Các vòng nhỏ quyền thế lớn nhỏ không giống nhau, thưởng thức đương nhiên cũng không giống, cấp bậc cũng không giống. Nạp Tuyết, ngồi xuống từ từ nói, đừng khóc. Có anh Diệp ở đây hôm nay nhất định sẽ đòi công bằng cho cô. Diệp Phàm nhẹ nhàng kéo Ngọc Mộng Nạp Tuyết ngồi xuống, an ủi mấy câu rồi quay đầu, trong đôi mắt nhất thời lóe lên hàn quang lạnh lẽo, liếc sang Hạ Thiết dằn giọng. Mày là ai, vả vào miệng cho bố mày. Vừa rồi còn chưa đủ hay sao? Bố mày không đổi tên không đổi họ, tên là Hạ Thiết. Thế nào hả, bố mày muốn mắng cô ta là đồ con chính là đồ con đấy, thế nào hả? Hạ Thiết vừa nghe nói vả vào miệng, sợ đến mức cổ rụt lại, vội vàng trốn phía sau Mâu Dũng và Tiếu Trường Hà,
cảm thấy chỗ này an toàn, miệng lại bắt đầu mở ra mạnh mẽ trả lời, còn liên tiếp mắng mấy câu đồ con. Khi đang tự mắng đột nhiên cảm thấy trước mặt có bóng người loáng lên, mọi người vẫn còn chưa rõ là xảy ra chuyện gì thì đã thấy gã bị Tề Thiên túm lấy giống như chim ưng bắt gà con sang chỗ trống bên cạnh, tát cho mấy cái, nước mũi, máu miệng cùng nhau chảy ra. Sau đó lại bị hung hăng ném xuống đất đè chân lên, Hạ Thiết cảm thấy trên đầu hình như có thứ gì đó cứng cứng đập vào đầu, liều mạng lắc lắc đầu nhìn kỹ, cuối cùng cũng thấy rõ. Mẹ ơi, một cây súng đen xì sáng loáng đang chĩa thẳng vào đầu hắn. Thằng danh này bị dọa cho sợ đến người, cơ thể run rẩy một hồi, dưới đáy quần cảm thấy ấm áp, một mùi khai nồng nhất thời tràn ngập trong căn phòng. Ha ha, Tề Thiên, cậu nhìn xem. Dọa người ta đến mức hảo hán Hạ Thiết biến phòng của chúng ta thành nhà vệ sinh tè ra quần rồi, phì. Đồ hèn nhát vô dụng. Lô Vĩ đi lên trước cười ha ha nói, nháy mắt sắc mặt đã trở nên lạnh lùng như sắt, hừ nói. Thằng danh, vừa rồi đánh con gái nhà người ta, sức lực để chỗ nào vậy? Anh Tôn cứu em. Hạ Thiết sớm đã bị sợ đến mức nói năng lộn xộn, làm gì còn quản được khoản vệ sinh của mình, đầu tiên phải giữ được cái mạng mới là thượng sách. Cậu là ai? Dùng súng chỉ người lung tung là phạm pháp đấy, giám đốc Sở Tiếu, mau đi lên lấy súng của thằng danh đó đi. Trong lòng Tôn Mãn Quân cũng đang bồn chồn, nhưng y là lão đại trong cái vòng nhỏ này, đành phải cứng miệng kêu lên. Nhưng giọng nói vẫn có chút run rẩy biến hóa, nghe ra có chút giống như giọng của công công thái giám đang gọi Xuân. Mâu Dũng tay cũng run lên, thiếu chút nữa không cầm vững cái chén, trong lòng một trận lạnh lẽo. Mẹ kiếp! Kêu mình tiến lên lấy súng của người ta. Cây súng đó mới nhìn đã nhìn qua ra là loại súng cao cấp trang bị mới nhất của quân đội, vừa ngắn, uy lực cũng không hề nhỏ, đoán chừng không phải một cảnh sát cao cấp thì cũng là một sĩ quan trong quân đội, nói không chừng còn là từ bộ đội an ninh thần bí, xem tình hình hôm nay đúng là bị kẹp nướng trên miếng sắt rồi. Tiếu Trường Hà nghĩ như vậy, thật sự có một luồng kích động lập tức mở cửa sổ nhảy xuống, đành phải bất chấp khó khăn, tận lực để giọng nói mềm đi. Đồng chí, cậu ở bộ phận nào, dùng súng chỉ vào người ta như vậy cũng không hay, có thể để súng xuống trước rồi chúng ta từ từ giải quyết chuyện này trong vui vẻ được không? Ha ha ha, cục trưởng Tôn, thời gian trước công tử của bí thư chủ ủy ban kỷ luật huyện các anh bị quân nhân áp đi, thiếu chút nữa là lột ra, đúng không? Lô Vĩ ở bên cạnh nham hiểm cười nói. Đúng, Tôn Mãn Quân không tự chủ được gật gật đầu. Chuyện này không có ai không biết, được mọi người truyền đi khắp huyện. Lẽ nào có liên quan đến tiểu tử này, hắn là sĩ quan sao? Ha ha, tin rằng anh cũng nghĩ ra rồi, không sai. Vị đồng chí rút súng ra chính là thủ trưởng của thiếu tá Tạ Tốn người đã bắt Chu Tiểu Đào hôm đó, anh nói xem, ha ha ha. Những lời Lô Vĩ nói ra một nửa là mang ý vị rất trêu đùa, nhưng sắc mặt của Tôn Mãn Quân đã thay đổi, vừa nghĩ đến Chu Tiểu Đào bị người ta bắt đi, ở trong quân doanh phải chịu nỗi khổ da thịt, chuyện này xác định là vô cùng thê thảm. Phải biết rằng cha của Chu Đào còn là bí thư ủy ban kỷ luật, thường vụ huyện ủy. Mình không so sánh được với hắn, cấp bậc của nhóm người hắn hình như còn cao hơn mình không ít, ngay cả người mà hắn không dám chọc vào, hôm nay thật sự đã đụng phải thứ dữ rồi. Được rồi, Tề Thiên, cất súng đi, đừng lấy ra dọa người ta sai lầm còn phải trả tiền thuốc. Diệp Phàm cười nhạt, Tề Thiên nghe lời cất súng đi, cảm thấy vẫn chưa hết giận, còn hung hăng mắng một câu. Mẹ kiếp, thằng danh mày dám chửi bạn học em gái của đại ca tao là đồ, quả thực là chán sống rồi. Có tin tao lập tức đánh xuyên cái đầu chó của mày không? Tin, tôi tin, xin tha cho tôi. Lúc này Hạ Thiết đã vô cùng hoảng loạn, sức lực còn lại chỉ biết dùng để cầu xin, còn quan tâm đến những cái khác làm gì nữa. Giữ mạng mới là quan trọng, đối với loại công chức cấp huyện này mà nói, nhìn thấy cảnh tượng lớn như vậy. Còn chưa ngất đi là đã xem như phá có tố chất cao rồi. Tiếu Trường Hà lúc này cũng không dám lên tiếng, chọc không nổi dứt khoát là câm miệng đi. Ngọc Mộng Nạp Tuyết, cô nói xem chuyện vừa rồi, sự thực là như thế nào? Diệp Phàm hừ nói. Vừa rồi em lấy điện thoại của anh ra ngỏ ai gọi điện cho Tử Y, vừa nói chuyện được mấy câu thì hai kẻ hống hách này đi tới, chỉ vào phòng hai nói là có một người tên là Cục trưởng Tôn kêu em vào mời rượu. Em thấy hai người bọn họ dáng vẻ rất sợ, đương nhiên là không chịu rồi. Ai ngờ hai người đó lại lao về phía em kéo đi, em kéo không được bọn họ nên đá một cước. Lúc ấy hai người họ tức giận,
mỗi người tát cho em một cái, rất đau. Anh xem đi anh Diệp, trên mặt em vẫn còn dấu tay. Lúc ấy khi bị đánh vừa vặn gặp một người phục vụ mặc áo lông đỏ của quán hát bưng bia đi qua, em lớn tiếng kêu cứu. Cô ấy lúc ấy mới liếc nhìn đã bị hai người này chửi, nhìn cái gì mà nhìn, muốn tao nhổ sạch lông mày không? Mẹ kiếp, cô nàng này cũng không tệ lắm. Lúc ấy cô gái phục vụ sợ cúi đầu đi thu thập những vỏ bia trống bên cạnh vách tường, tôi có kêu cứu nữa thì cô ấy cũng giả vờ như không nghe thấy. Không lâu sau nghe thấy cục trưởng Tôn ở trong phòng hai lớn tiếng quát. Hạ Thiết, Mộc Hoa, cậu còn không mang con đó vào đây. Ha ha ha, cô gái này xinh đẹp thật, cái mông đẹp lắm, ngoan ngoãn chơi với ông mày một chút, nói không chừng Tôn ra nhà cô cao hứng tôi nay còn thưởng cho cô mấy vé.